tin vào Đức Phật A Di Đà là được đầy đủ hết. Sao mình không tin vào Đức Phật A Di Đà, mình tin vào ai? Tin vào mình là có Phật tánh và niệm Phật, cảm với Phật. Mà đã cảm với Phật rồi thì tất cả mọi thứ Phật lo. Điều này Hòa Thượng Tịnh Không nói. Tin Phật đi, Phật sẽ lo. Lo cái gì? Lo tùy giai mãn nguyện, tất cả đều được mãn nguyện hết. Vì sao chúng tôi nói tin vào danh hiệu Đức Phật A Di Đà là được đầy đủ? Vì trong danh hiệu Đức Phật A Di Đà là gọi là vô lượng công đức, vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng công đức là nhờ công đức này mà phước báu tiền bạc nó sanh ra. Vô lượng quang là trí tuệ sáng suốt, và vô lượng thọ là thọ mạng kéo dài từ một danh hiệu A Di Đà Phật. Cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát phải về bên cạnh Đức Phật A Di Đà, do cái hạnh nguyện Đức Phật A Di Đà quá lớn. Cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát phải đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà để gì? Để mà nương cái thần lực của Phật A Di Đà mà xuống cõi Ta Bà độ sanh. Vi diệu lắm nha. Cái chuyện này không phải là Quan Âm Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà chúng ta không thấy mà chúng ta nói mê tín dị đoan nha. Không phải à? Danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát và Đức Quan Âm Bồ Tát là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Pháp Hoa, và nói trong kinh Phẩm Phổ Môn, bộ kinh Pháp Hoa. Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có nói đến Đức Quan Âm Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa, mà chúng ta sùng bái Đức Quan Âm Bồ Tát, gọi là sùng bái một nhân vật hư cấu, là chúng ta gọi là mê tín. Còn nếu mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có nói Đức Quan Âm Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa là có 32 tướng để độ xuống sanh, và cầu gì được đó, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói Đức Quan Âm Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa thì có nhân vật Quan Âm Bồ Tát, chứ không phải không có. Nhớ cho rõ nha. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Đức Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong kinh A Di Đà thì phải có Đức Phật A Di Đà, mà có Đức Phật A Di Đà thì có cảnh giới Cực Lạc. Mà có Đức Quan Âm Bồ Tát ở bên cảnh giới Cực Lạc, cho nên quý vị nhìn bức hình Tam Thánh là thánh chúng, đó là sự thực trong quả giả. Nên nhớ như vậy. Có nhiều người nói Đức Phật A Di Đà có thấy đâu, Đức Quan Âm Bồ Tát có thấy đâu mà tin. Tin như vậy tin mê tín. Đức Quan Âm Bồ Tát là tánh nghe, Đức Phật A Di Đà là tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ. Đó là nói lý thôi, không phải đâu à. Chưa đủ đâu à. Phải nói sự lý biên dung. Sự là có Đức Phật A Di Đà cách đây 10 muôn ức cõi, ngài ở Tây Phương Cực Lạc thành Phật 10 kiếp, hiện tại đang thuyết pháp rõ ràng như vậy, và có người vãng sanh Cực Lạc. Giảng tịnh độ là phải giảng như rứa nha. Và có Đức Quan Âm Bồ Tát bên cạnh Đức Phật A Di Đà ở cảnh giới Cực Lạc bằng sự, phải giảng như thế. Chứ đừng có nói chỉ có tự tánh Di Đà và tự tánh nghe là Quan Âm và là Di Đà, nói nhảy lý chưa đủ đâu. Chúng ta trở lại cái câu chuyện Đức Quan Âm Bồ Tát, một danh hiệu của ngài là cầu gì được đó, cầu con trai. Thì hai vợ chồng lên tượng Quan Âm Bồ Tát và có cái tâm nguyện với Đức Quan Âm Bồ Tát, con nguyện có một đứa con. Quý vị biết sao? Họ niệm Quan Âm suốt như vậy. Thì trong cái tâm mà họ niệm danh hiệu Đức Quan Âm á, nó chứa đựng cái công đức của danh hiệu Đức Quan Âm, nó đi vào trong tâm cô ta. Cô ta khởi lên một cái tâm tốt, thương người, giúp người, làm nhiều điều thiện, làm nhiều điều phước. Thì từ cái danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát khai mở cái tâm của cô ta, cho nên thành ra nhờ cái phước báu đó mà cổ nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát nằm ban đêm thấy Đức Quan Âm Bồ Tát đưa cho một đứa con trai, mơ, nằm mơ thấy Đức Quan Âm Bồ Tát bưng một đứa con trai đưa cho cổ. Khi bưng đứa con trai đưa cho cổ xong thì sáng cổ thức dậy, cổ mới kể ông chồng nghe. Thì một thời gian ngắn đi khám thì cô này mang thai. Thì cô này mang thai nhưng mà trong lòng của cổ rất là hoan hỷ, và cái giấc mộng mà cổ thấy Đức Quan Âm Bồ Tát bưng đưa đứa con á, nó cứ quay quần trong đầu cổ miết thôi. Và cổ nghĩ rằng đứa con này là Đức Quan Âm Bồ Tát cho. Vì sao Đức Quan Âm Bồ Tát cho? Bởi vì cổ niệm danh hiệu Đức Quan Âm. Lắng nghe cho kỹ nha. Cổ niệm danh hiệu Đức Quan Âm, cho nên thành ra cảm được Đức Quan Âm, thấy Đức Quan Âm Bồ Tát bưng đưa cho một đứa con. Thì như vậy cổ mang thai xong, cổ sanh đứa bé này ra, mà cổ sanh rất là dễ dàng, và đúng đứa bé trai luôn. Trong giấc mơ thấy Đức Quan Âm Bồ Tát bưng một đứa bé trai đưa, thì cổ mang thai và khám là đứa bé trai luôn. Thì cổ càng tin nữa. Thì sao nữa? Cổ sanh ra đứa bé này,
Cổ đưa thịt và nước thịt cho nó, bắt đầu nó ăn được á. Và đưa nước thịt cho nó mửa ra, nó không ăn. Nó ăn không được. Ô lạ, đứa bé này rất lạ. Ăn thịt vô là nó mửa ra quý vị. Cá, bất cứ những cái loài động vật là nó ăn không được. Nhưng loài thực vật, nhất là loại củ quả nấu chung với cháo xay ra lúc còn nhỏ nó ăn thì nó rất là thích. À, là đặc biệt đứa bé này, nó có một điều xuất hiện trên cái mặt của đứa bé, nó có một cái bớt màu đỏ, nhìn thấy y như Đức Quan Âm ngồi trong đó. Cái bớt ngay cái mặt á, y như Đức Quan Âm ngồi. Nếu quý vị chịu khó theo dõi thường xuyên cái trang web vôlượngthọ.vn thì nó sẽ xuất hiện cái đĩa tổ chức Pháp hội Vô Lượng Thọ tại Chicago, Hoa Kỳ. Thì quý vị thấy đứa bé này mới có 4 tuổi thôi. Nói ba đó, cho con một cái hộp. Con rất thích nghe đĩa của thầy Nhàn giảng. Mới có 4 tuổi nha. Con rất thích nghe đĩa của thầy Nhàn giảng. Con có dư tiền con bỏ cho cái hộp này, để khi nào con gặp thầy Nhàn con gửi về để thầy Nhàn phóng sanh với nuôi mấy bà già. 4 tuổi nó nói được rồi. Bữa đó nó qua nó chạy lại, nó gặp chúng tôi, nó bận cái áo người tu á, màu vàng, nó ôm chúng tôi ngồi trong lòng. Chúng tôi có chụp mô hình đó, có gửi lên trên trang web luôn. Thì đứa bé này nó khi mà nó ra ngoài trời nó chơi buổi trưa á, mà nó đặc biệt là nó chơi, nó không có chạy giỡn cợt như những đứa bé khác đâu. Những đứa bé khác giỡn cợt chạy đùa cho nó ngồi chỗ nó nhìn nó cười thôi, rất là lạ. Thì chúng tôi nghĩ chắc trong cái thời gian mẹ mang thai, nhớ đến cái giấc mộng mà niệm Quan Âm Bồ Tát, Đức Quan Âm Bồ Tát bưng một cái đứa con đưa là thứ nhất. Vấn đề thứ hai là gì quý vị biết không? Vấn đề thứ hai là trong lúc bà mang thai thì cô này có niệm Quan Âm rất nhiều. Và nhờ cái tâm bà niệm Quan Âm đó, cho nên thành ra đứa bé này về cái tướng của nó cũng đẹp, mà về cái tâm của nó cũng gì, cũng trang nghiêm. Mà nó đặc biệt là từ lúc sanh ra cho đến cái lúc mà 4 tuổi này đó, đặc biệt không bao giờ khóc, hầu như không khóc, chỉ biết cười thôi. Nó lạ. Và khi nó ra ngoài trời buổi trưa nắng hửng lên á, buổi trưa á, thì càng nắng chừng nào thì cái mặt của nó hiện cái bớt màu đỏ, Quan Âm càng rõ cho nó. Cho nên thành ra trong đạo Phật mới nói là tâm tưởng sự thành. Mình tưởng Đức Quan Âm Bồ Tát thì gì? Thì cái tâm của mình tưởng Đức Quan Âm Bồ Tát thì cái con người của mình lâu ngày nó biến thành nhân vật đó. Lắng nghe chỗ này quan trọng nha. Chúng tôi đang thấy quý vị có cảm xúc trong những lời giảng chúng tôi. Bởi vì hồi nãy giờ đang nói tiếng Việt Nam không? Chúng tôi thấy quý vị đang cảm xúc lời giảng của chúng tôi, mà trong người chúng tôi cũng đang cảm xúc. Cảm xúc đây bởi vì chúng tôi nói đến cái đức tướng danh hiệu Quan Âm và nói đến nhân vật Đức Quan Âm, thì tức thì chúng tôi nhận được cái sự gia trì của Quan Âm. Và quý vị ngồi đây, quý vị có một cái niềm tin với Đức Quan Âm thì quý vị cũng sẽ nhận được cái gia trì này. Cái này không phải mê tín dị đoan nha. Nếu nhân vật Đức Quan Âm Bồ Tát không phải là một nhân vật mà có thực Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong Kinh Pháp Hoa, thì những cái hình tượng này không được tồn tại đâu. Và cái sự ảnh hưởng của cái quần chúng ấy, để mà lưu truyền đến ngày hôm nay, nó bị gì? Mai một, tức là nó mất đi rồi. Đúng không? Nếu Đức Quan Âm Bồ Tát là nhân vật hư cấu á, tức là không phải là một nhân vật mà có thực, xưa kia cũng là một vị phàm phu, và do Ngài giác ngộ tu tập về cái tánh nghe, cho nên thành ra Ngài đạt được nhĩ căn viên thông. Và Đức Quan Âm Bồ Tát thành Phật trong thời quá khứ, gọi là hiệu chánh pháp Minh Như Lai. Và mãi đến hôm nay Ngài điều gì? Ngài điều có cái tâm để nhìn xuống cõi ta bà này độ chúng sanh. Mà thường Ngài vào cõi ta bà này là Ngài mặc gì? Ngài mặc cái y màu trắng, hiện thân thành người nữ. Mà vì sao gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát? Vì sao cái danh hiệu Ngài tên là gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát? Quan là quan sát, hay là quán gọi là quán sát. Thế là trần thế, là cõi ta bà mình này. Mà không những cõi ta bà mình mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tất cả 10 phương pháp giới, Ngài có cái thần thông diệu dụng. Bất cứ một cõi nào trong thập pháp giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát,
mà nghĩ đến danh hiệu Ngài, mà thành tâm mà nhất tâm niệm đến danh hiệu Ngài đều có sự gia trì của Ngài hết. Nhưng mà Ngài nói thế đây là Ngài muốn nói vào cái thế gian của chúng ta. Quán là quán xét, thế là thế gian này, hay gọi là trần thế. Quán thế âm, tức là âm là âm thanh, thế là trần thế. Quán thế âm Bồ Tát, tức là Ngài chuyên nghe những âm thanh đau khổ và tiếng kêu cầu của những người ở trong thế gian này, để Ngài đến đó để Ngài cứu độ. Vì sao Ngài cứu độ? Bởi vì Ngài có nghìn tay và nghìn mắt. Thiên Thủ Thiên Nhãn cũng là một hóa thân của Đức Quan Âm nha. Trong bàn tay có con mắt. Con mắt đây tượng trưng cho cái nhìn là trí tuệ, bàn tay là hành động. Và khi Ngài nhìn thấy và Ngài nghe tiếng kêu cầu của chúng sanh, thì Ngài có hành động đến Ngài cứu vớt bằng mọi cách. Ngài thể hiện bằng nhiều cách hóa thân. Không phải một hóa thân mà nhiều hóa thân. Vì vậy cho nên cái hóa thân của Đức Quan Âm Bồ Tát đến 32 ứng hóa thân. Mà 32 ứng hóa thân này, Ngài đi vào tất cả các cõi, không những cõi ta bà mà tất cả các cõi Ngài đều độ chúng sanh. Thưa quý vị, cho chúng tôi nói đến cái bản thân của mình cảm đến Quan Âm Bồ Tát, và vì sao chúng tôi đặt tịnh thất Quan Âm là tịnh thất quán thế âm. Cái này chúng tôi cũng có nói một vài lần mà một số những người trong này chưa nghe. Cách đây hơn 10 năm về trước, chúng tôi bị đau bao tử. Mà đau bao tử thì nó rất là khó chịu và ăn không được, thì chúng tôi phải nhịn ăn một tuần. Và khi nhịn ăn một tuần như vậy thì trong người nó cũng quá đuối rồi quý vị, yếu. Và đêm hôm đó chúng tôi cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà nhớ nghe, niệm Phật niệm Quan Âm lâu ngày rồi, cái bắt đầu trong cái giấc ngủ mình vừa thiếp xuống mình vẫn niệm được luôn. Còn nếu mà cái sức niệm Quan Âm và niệm Phật mình không có liên tục, không có lực á, thì mình vừa vô giấc ngủ là nó mê liền, tức là nó quên liền. Thì chúng tôi nhờ một tuần đó chúng tôi niệm suýt suốt suýt 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 suýt, thì vừa nằm thiếp ngã xuống một cái thì trong đầu vẫn niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vừa mới thiếp nằm xuống thôi, chưa phải là ngủ, mình mới thiếp nằm xuống thì trong đầu vẫn niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và lúc đó Đức Quan Âm Bồ Tát xuất hiện. Chúng ta nói bây giờ nó còn cái cảm giác. Thì khi Đức Quan Âm Bồ Tát xuất hiện trong không trung và hào quang của Ngài sáng vô cùng, và trong tâm của mình càng niệm lớn chừng nào, càng niệm nhiều chừng nào, thì Quan Âm Bồ Tát càng xuất hiện trong không trung lớn, to thật là to. Hào quang của Ngài trùm phủ hết cả thân tâm chúng tôi mà một vùng trời sáng luôn. Thì lúc đó càng niệm lớn chừng nào thì đức cái tướng của Ngài, thân tướng của Ngài càng to chừng đó, và hào quang của Ngài càng lớn chừng đó. Rồi từ từ cái niệm nhỏ, lần lại, thì cái hào quang và cái tướng của Ngài, cái đức tướng của Ngài nhỏ lại lần. Và mình vừa ngưng niệm trong tư tưởng là hết luôn, không thấy nữa. Nghĩa là cái lực của tâm mình nó niệm chưa đủ cái sức để mình có thể là cảm đến Ngài, gọi là mình có thể mở mắt, hoặc giả là mình có thể là cảm đến cái thời gian và cái đức tướng của Ngài nó kéo thời gian dài hơn. Thì khi Ngài vừa biến mất một cái là gì? Tự nhiên thấy đứa bé. Thì trong đầu thấy đứa bé này, thì trong kinh nói rằng Ngài hiện tướng đồng nam và đồng nữ. Đồng nam là con trai mà đồng nữ là con gái, mà con gái, đứa bé gái, đứa bé trai gọi là đồng nam đồng nữ. Đồng là nhi đồng, còn trẻ. Thì đứa bé này cầm hai viên thuốc đưa chúng tôi. Thì khi thấy đứa bé cầm hai viên thuốc đưa thì trong đầu nghĩ á, là đây là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát cho chúng tôi thuốc. Thì khi cầm hai viên thuốc uống vào trong người, tự nhiên cái cảm giác á, nó mát lạnh từ trên đầu xuống dưới chân luôn. Và cái cảm xúc trong người nó lạ kỳ. Thì lúc đó mình mới thấy rằng là
Sự gia trì Quan Âm Bồ Tát do mình định bệnh đau bao tử, mình niệm danh hiệu Ngài, rồi Ngài ứng hiện, Ngài cho thuốc. Và chúng tôi gặp một vị Hòa Thượng Tịnh Hạnh á, hình như Ngài ở bên Pháp, bên Mỹ, Ngài cũng gặp Quan Âm Bồ Tát cho 12 viên luôn, chứ không phải 2 viên. Cái này có nhiều người nghe, có một số các thầy nói mê tín dị đoan, nhưng riêng bản thân chúng tôi khi mà uống 2 viên thuốc đó là mình có cảm giác, cũng như uống nước nóng lạnh tự mình biết. Rồi khi uống 2 viên thuốc xong cái bắt đầu là nhìn thấy một đàn voi đứng ở bên ngoài. Thì có một ông voi, ông to dữ lắm. Ông tới gần chúng tôi, ông mới quỳ xuống, ông lấy cái chân á, ông khều khều. Ý ông muốn kêu chúng tôi ngồi lên trên cái lưng á. Thì khi lúc đó nhìn thấy con voi như vậy xong á, nó cảm động, nó òa lên khóc. Nước mắt nó ra nhầy nhụa và thức dậy còn nghe tiếng mình đang khóc và thấy nước mắt chảy ra. Thì chúng tôi mới viết một cái tập giấy, một cái đề tài gọi là tỉnh giấc mộng. Bây giờ mình gặp một giấc mộng đó, gửi cho Hòa Thượng Quang Đạo. Hòa Thượng Quang Đạo chủ trì chùa Phước Viên ở trên Đồng Nai á, ngay chỗ gần Biên Hòa. Thì Ngài coi, Ngài kêu đây là cái sự thành tâm của con. Con niệm Đức Quan Âm Bồ Tát mà con cảm được. Và thường coi cái tập tỉnh giấc mộng này. Thì mãi cái sự việc đó trải qua hình như là hơn một năm. Thì có một cô Phật tử mua một miếng đất tại tỉnh Hắc Quan Âm. Hai sào là chỉ có 20 triệu. Mà 20 triệu lúc đó là vào 4 cây vàng. 5 triệu một cây vàng. Cô mua hai sào là 2.000 mét vuông á, là 20 triệu. Thì khi chúng tôi được cổ mua, cổ cúng dường miếng đất trên đó, thì lên nhìn miếng đất trên đó thì rất là ngạc nhiên. Sau lưng tỉnh Thất Quan Âm nhìn lên là thấy một ông voi. Ông voi đó là một cái quả núi rất lớn, mà voi này nó giống như con voi trong giấc mộng, là nó quỳ xuống và cái đầu á hướng lên trên Đà Lạt. Cái dòi á nó chạy xuống tại tỉnh Hắc Quan Âm. Và cái miếng đất chúng tôi là nằm ngay cái bụng, cho nên lúc nào cũng có gạo ăn hết. Lạ nha, nằm ngay cái bụng, cho nên thành ra thấy lúc nào cũng có gạo ăn. Đến hôm nay 1.500 người mà dư gạo luôn. Chú Hiền nói theo thầy, bữa nay gạo dư quá mày mang đi cho. Ăn một ngày bữa nay hơn 10 tấn gạo á. Thì khi chúng tôi cất cái tỉnh thất đó rất là lạ, là có miếng đất đó rồi cô đó có phát tâm 45 triệu là 7 cây vàng để chúng tôi xây cái miếng đất đó, xây dựng ở trên miếng đất đó một cái thất. Mà chỉ có cái thất thôi, còn rất là đơn sơ. Thì chúng tôi nghĩ rằng sở dĩ chúng tôi đặt tỉnh thất Quan Âm là do trong cái giấc mộng này gặp một cái ông voi, ông chở chúng tôi lên cái trên đó. Mà sở dĩ gặp ông voi này, trước gặp ông voi này là gặp đứa bé cho 2 viên thuốc. Mà trước gặp đứa bé này là trong tâm mình niệm Quan Âm, gặp ánh quang minh Quan Âm và gặp cái thân tướng của Ngài trong cái tư tưởng mình niệm, cho nên nó cảm được với Ngài. Cho nên thành ra y như là Ngài đưa chúng tôi lên trên tỉnh thất Quan Âm để làm gì? Để lập một cái quốc độ nơi đó, để làm một cái trạm trung chuyển, làm một cái trạm trung chuyển đưa người về Tây Phương Cực Lạc. Thì quả thiệt hôm nay với lượng người 1.500 người về, một ngày 12 tiếng họ niệm Phật xuyên suốt trên đó. Thì chúng tôi nói, chúng tôi đặt tỉnh thất Quan Âm là lấy danh hiệu của Đức Quan Âm Bồ Tát đặt tên cho cái tỉnh thất, đặt tên cho cái ngôi chùa mình. Mà ai nghĩ đến tỉnh thất Quan Âm là người ta nghĩ đến danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát. Chỗ này quan trọng nha. Chúng tôi còn không ngờ đến ngày hôm nay, tuy rằng chùa chúng tôi là chùa tôn thôi nha, chùa tôn thôi, bởi vì chúng ta không có cái duyên để xây dựng, không có một cái phước báo giống như Hòa Thượng Viện Chủ ở đây xây một cái cơ ngơi nó lớn như vậy. Chúng tôi chỉ là ngôi chùa tôn thôi, mà sao lạ, hương linh họ về trên đó họ cũng thích quá vậy. Vừa rồi có một hương linh ông lên, chúng tôi mới đi Mỹ về, ông kêu thầy đi lâu quá rồi, con về con đợi thầy, con 100 năm mà thầy, con chết 100 năm mà chưa siêu. Thôi nhập vô cô con gái mà nói con là chết 100 năm rồi mà con chưa siêu. Trời ơi, giờ con xin ở chùa thầy, không biết sao con làm người lại không được.
Thầy biết sao mà con làm người lại, con cầu làm người hoài mà con không gặp cái duyên để con làm người thầy? Thầy kêu do ông xài hết cái phước làm người rồi. Ông ở nhân gian cái đời trước ông không biết bố thí cúng dường làm phước, ông xài hết cái phước rồi. Cho nên bây giờ ông mất, cho nên thành ra ông đói rách. Đúng rồi, không có chùa thầy là con đói dữ lắm nha thầy. Nhờ có chùa thầy mà mỗi buổi chiều người ta cúng thí thực con no, con cảm ơn thầy nha. Xúc ra cái bà kia ngã cái bịch. Thấy chưa, thấy cái vụ này chưa? Trời ơi. Cho nên chúng tôi nói quý vị biết là cái duyên của chúng tôi với Đức Quan Âm Bồ Tát rất sâu sắc. Hôm nay chúng tôi kể ra đây không phải chúng tôi khoe khoang, là được cái sự gia trì Đức Quan Âm Bồ Tát đưa lên trên núi lập tịnh thất Quan Âm, hôm nay khoe khoang khoác lác, không có. Hôm nay chúng tôi đang nói đến cái công đức mà chúng tôi niệm danh hiệu Đức Quan Âm khi gặp gì, gặp đau bệnh là đau bao tử. Mà lạ lắm nha, con người chúng ta khi đau bệnh hoặc gặp nạn niệm Quan Âm dữ lắm nha, nhưng mà qua rồi thôi quên. Nó lạ lắm nha. Cũng như có mấy người Phật tử vừa rồi chúng tôi đi Mỹ á, tôi kêu trời ơi Quan Âm linh lắm thầy, hỏi linh làm sao, khi con đi vượt biên á, trời ơi con gặp nạn tự nhiên là mây mù kéo đến, con thành tâm con quỳ con niệm Quan Âm, cả một cái thuyền nó niệm Quan Âm, mây nó kéo qua hết trơn luôn. Thầy kêu mây kéo là còn niệm đâu, bà kêu không. À, trời ơi. Rồi hỏi bây giờ còn niệm nữa không, bà kêu hết rồi. Hỏi sao vậy, cái kêu bữa nay đầy đủ quá có nạn vậy đâu niệm. Chúng ta nói với cái vị nghe nghe, cái nạn khổ, cái nạn mà lớn nhất là quý vị biết nạn gì không? Nạn ngáp ngáp. Biết nạn ngáp ngáp không? Là nạn gần chết. Ngáp ngáp là sao? Ô chà, cái ngáp ngáp này là ghê lắm á ngàn. Mà cái ngáp ngáp này nó cầu sống không được, nó cầu chết không xong. Vì sao cầu sống không được? Sống không được là do tạo nghiệp quá nặng. Nghiệp gì? Lắng nghe nha, chỗ này quan trọng nha. Lắng nghe nha. Nghiệp lớn nhất để lúc lâm chung phải đau đớn quằn quại rên la, cầu sống không được, cầu chết không xong, là nghiệp ăn thịt chúng sanh. Giờ nghe cái là hơi giật mình rồi nha. Mình đang ăn ăn mặn, ăn thịt chúng sanh, ăn cá, mà ông thầy ông tuyên bố ông cầu sanh dờn, giờ tính sao ta? Tự ái vô cùng á nha. Vì sao có người ra đi, người ta ra đi nhẹ nhàng quá vậy? Mà vì sao có người ra đi tại tỉnh thất Quan Âm người ta chết không được? Người ta kêu thầy, thầy chích cho con mũi thuốc cái thầy. Sư cô, một sư cô mà nói thầy, thầy chích cho con mũi thuốc thầy. À dám chích, mình chích là mình sát sanh sao? Đúng không? Mà người ta muốn thoát khỏi cái đau đó thoát không được. Muốn thoát khỏi cái đau đó thoát không được quý vị. Mà muốn chết cũng chết không được. Mà muốn hết đau không được. Vì trả nghiệp chưa xong. Vì sao trả nghiệp chưa xong? Bởi vì ăn thịt chúng sanh nhiều quá. Cái này là cái nan giải với quý vị trong cái lúc hiện tại này. Cho nên bất chợt trong lúc này quý vị đang ngồi, quý vị nghe cái tâm thức của chúng tôi nói, quý vị nghe, quý vị cảm được, bừng tỉnh ra quyết định ăn chay. Trời, 950 bà cụ trên chùa chúng tôi ăn chay hết ráo luôn, không ai cái ra ngoài mua bún bò và heo ăn đâu à, không có. Sao người ta vẫn sống như vậy mà người ta thức khuya dậy sớm á, 10 giờ 11 giờ mới ngủ, sáng 3-4 giờ thức dậy rồi á. Có những người đăng ký trong phòng hộ niệm niệm 24/24 luôn à. Hiện tại phòng hộ niệm bây giờ như vậy là có mười mấy ca đang ung thư á. Cái chùa chúng tôi nó có duyên ung thư nha. À, mà lạ lắm nha, bữa nay mười mấy ca ung thư trong đó đó, mà toàn bộ mấy người bên ngoài vô, cho mấy bà già mà chưa có đi. Thầy đi Mỹ về thỏ sao mấy bà cụ chưa đi, bà kêu từ từ cho thầy làm gì nôn với thầy. Tội nghiệp, bà kêu cuộc đời của con khổ bao nhiêu năm, bây giờ lên chùa thầy sung sướng rồi thầy đuổi con giảng sanh. Thôi giảng sanh mà đuổi, Phật rước kia mình đi chứ Phật không rước kia chứ. Mình mà được Phật rước là may mắn lắm chứ ai đuổi. À, hình như mấy cụ phóng sanh ăn chay bà vui cho nên bà sống lâu dễ sợ nghe. À, mà bữa nay càng ngày càng đông lên nữa, đến 950 bà cụ rồi đó. Trời ơi, mà mấy bà cụ này công nhận là chúng tôi thấy là chúng tôi nuôi nó mau hết gạo lắm á nghe. Bởi vì niệm Phật đói bụng ra ăn dữ thiệt á. Nhưng mà ăn hoài cũng không hết. Vì sao? Vì có công đức niệm Phật. Chúng tôi tin vào điều này.
Một cái gia đình quý vị nha, 5-7 người láng sáng coi chừng là thiếu thốn à. Mà sao một cái đại gia đình này 1.500 người không thiếu thốn? Bây giờ người ta tích lũy công đức. Công đức gì? Công đức niệm Phật, công đức tụng kinh, công đức lạy Phật, công đức phóng sanh, công đức in ấn tấm kinh tượng Phật. Thì như vậy sở dĩ cái pháp hội chúng tôi mà thành tựu được ở tại tỉnh Thất Quan Âm, chúng tôi không phải khoe khoang mà tích lũy từ những công đức. Công đức gì? Công đức pháp thí. Đây, những chiếc máy quay phim này khi về rồi chúng tôi sẽ làm lại, ngồi cả tuần lễ làm một cái đĩa này, mang xuống Sài Gòn dập. Dập xong rồi bắt đầu mới phát. Và ai gọi vào số điện thoại 0909, gọi là không chết không chết á, 747474, cho địa chỉ một cái là các chú sẽ gói quà gửi đến tận nhà quý vị. Chúng ta thích làm chuyện này. Chúng ta thích làm chuyện này. Cho nên hôm nay ai không có đĩa và không đủ đĩa và muốn cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, chúng tôi in mấy chục ngàn cuốn trên đó đó, thì quý vị cứ gọi lên đó, chúng tôi sẽ chuyển đến, chuyển đến tận nhà cho quý vị luôn. Chúng tôi muốn có những buổi lễ này, đem những thông tin này gửi cho quý vị. Để làm gì? Để chúng tôi có cơ hội để chúng tôi pháp thí, và cho quý vị có cơ hội để quý vị nhận pháp thí này, để quý vị nghe, quý vị hiểu, quý vị tu, và quý vị tiếp tục truyền bá cho mọi người nghe. Đây là điều trong cuộc đời còn lại chúng tôi muốn làm điều này. Đây là niềm vui của chúng tôi. Quý vị quan hệ không ạ? Cho bản thân chúng tôi cái nhu cầu không cao. Tình Thất Quan Âm bây giờ là làm bằng tôn, chứa 1.500 người là chúng tôi thấy đủ rồi. Chúng tôi không có nhu cầu gì nữa cả. Thực sự mà nói chúng ta không có nhu cầu nữa. Mà nhu cầu lớn nhất của chúng tôi bây giờ muốn ngồi một cái pháp hội tổ chức cho người ta tu và làm những cái chiếc băng đĩa này để gửi đến tận nhà quý vị, để cho quý vị xem. Những người không đi tham dự lễ được và không ở trong này, và những người ở trong này mà do mưa người ta không ngồi lắng lòng nghe được, người ta đang đi lòng vòng bên ngoài á, để làm gì? Để người ta nghe đĩa lại. Có nhiều người nói con nghe đĩa thầy cho đến 1-2 giờ sáng luôn. Không biết vì sao khi thầy nói con càng nghe con càng hiểu rõ thêm, con càng nghe trong người con có càng có năng lực, và con tin tấn tu tập, và con tin vào cái công đức ăn chay phóng sanh tụng kinh niệm Phật. Không biết cái cách thầy nói chuyện như thế nào, chắc là bằng tất cả tấm lòng của thầy tha thiết, cho nên thành ra cảm được cái tấm lòng con. Hồi nãy có hai cô Phật tử vô cổ ngồi cổ khóc, thầy kêu không biết thầy làm gì cổ mà cô khóc nữa đây ta. Con khóc quá trời một chập, con kêu con cảm ơn thầy. Nhờ thầy con nghe pháp thầy mà con ăn chay trường được. Nhờ thầy con nghe pháp thầy mà con tin vào công đức niệm Phật. Nhờ thầy mà con nghe pháp mà con không sợ chết, vì chết là con được về cực lạc. Trời ơi, nhờ thầy mà con không sợ chết. Cái này hay nha. Đây là mình cho người ta cái không sợ hãi. Mà khi mình cho người ta cái công đức vô ý không sợ hãi thì sao? Thì mình được thọ mạng kéo dài, ít bệnh hoạn. Vì diệu lắm nha. Vì diệu lắm ạ. Vì vậy chúng tôi muốn nói cho quý vị biết là những cái công đức phóng sanh của chúng tôi tổ chức những nơi, như chuẩn bị ngày 14 tháng 7 là ở tại chùa gì? Ở chùa Từ Ân ở Cây Lậy Tiền Giang. Lên trang web vôlượngthọ.vn, vào trong chương trình phóng sanh, quý vị sẽ thấy điện thoại địa chỉ tại chùa Từ Ân ở Cây Lậy Tiền Giang. Gia đình của chú Chiến đó sẽ tổ chức phóng sanh tại đó. Thì quý vị đến đó, mình bỏ chỉ 5.000 tiền Việt Nam thì mình liền được 100 triệu phóng sanh. Bởi vì mình cộng vào cái nghiệp tốt, mà nghiệp tốt này chúng tôi gọi là tịnh nghiệp, mà cái tịnh nghiệp này nó tương ứng với cảnh giới cực lạc. Mà quý vị ở Việt Nam quý vị có cơ hội này, tới những người bên Mỹ không có cơ hội này. Những người bên Mỹ mà đi mua cá hầu như người ta bán đồ hộp hết, người ta không dám bán đồ tươi sống bên ngoài, mà mua được con cá, con chim mà đến để mà thả rất là khó. Cho nên quý vị ở Việt Nam có được cái may mắn này. Mà cái may mắn này làm sao quý vị biết thông tin của chúng tôi đi? Chúng tôi nhắc lại là cái trang web vôlượngthọ.vn. Quý vị lên trên đó là tất cả đĩa đầy đủ hết của chúng tôi. Nếu quý vị chỉ lên trên cái YouTube á, quý vị search ra Thích Giác Nhàn, nó không có đủ đĩa. Mà quý vị lên trang web vôlượngthọ.vn, đây là cái trang web mà chúng tôi đầu tư rất lớn, mua những cái server đến mấy trăm triệu và đặt ở Sài Gòn, hàng tháng phải trả tiền cho người ta biết bao nhiêu tiền không? Mục đích là chúng tôi muốn quảng bá pháp môn tịnh độ và những ngày lễ vía như vậy cho khắp toàn cầu. Bao nhiêu tiền bây giờ chúng tôi tập trung vào cái chương trình này, gọi là pháp thí thắng mọi thí,
pháp vị thắng mọi vị, ái diệt hết khổ đau. Đúng lời Phật, chúng tôi làm theo cái chương trình mà cái niềm vui lớn nhất của chúng tôi. Quý vị thấy không? Bữa nay phim giống như là phim trường Maribanai không? Cần cẩu nó đưa ào ào lên, quý vị thấy không? Mà so với Hòa Thượng Tịnh Không, vừa rồi chúng tôi qua Hồng Kông sau khi lễ viếng Quan Âm 19 tháng 2 á, chúng tôi đi qua Hồng Kông, chúng tôi vào một cái pháp hội Hòa Thượng Tịnh Không 10.000 người. Quý vị lên trang web coi cái đĩa mà chúng tôi qua Hồng Kông đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không á. Đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không á, chúng tôi đứng trong hội trường đó là 10.000 người. Mà 10.000 người như vậy, Hòa Thượng Tịnh Không tổ chức một cái là quý vị biết không? Ăn á, không có một ai phát, mà tự động người ta đi xếp hàng, người ta lấy thức ăn quay lại, tăng ni cũng như Phật tử ngồi tại ghế ăn. Và cái pháp hội nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, hoàn toàn ngồi trên ghế hết. 10.000 người làm tại sân bay Hồng Kông, mà họ thuê một cái hội trường họ làm, nó trang nghiêm, nó đẹp quá trời đẹp trang nghiêm. Cho nên cái mặt bằng ở tại đây chúng tôi thấy để mà ngồi trang nghiêm giống một cái hội trường đó không đủ mặt bằng. Mà Hòa Thượng đang định làm một cái hội trường chỉ có là 5.000 người đang chuẩn bị xây đó. Hòa Thượng đang chuẩn bị xây đó. Đó, mà bên đó là có một cái hội trường 10.000 người mà ghế người ta ngồi đâu đó hết nha quý vị nha. Chư Tăng ngồi ở đằng trước, mà quý thầy cúng tam thời hệ niệm. Chúng tôi thích cái nghi thức của Hòa Thượng Tịnh Không cúng tam thời hệ niệm, mà khai thị cho những vị hương linh đó của Ngài Trung Phong tam thời hệ niệm rất hay. Một bên đó là thờ Đức Quan Âm, tượng trưng cho cầu an cho những người còn sống rất đẹp. Chính giữa là có ba cái tức bức Di Đà màu trắng mà Hòa Thượng Tịnh Không chọn. Và có một tượng Phật Di Đà bằng gỗ ngồi dưới. Bên này có Đức Địa Tạng là độ cho phần âm. Trời ơi, chúng tôi vô cái hội trường phải nói là nó trang nghiêm. Mà tham dự 4 ngày nha, lạ nha. Cái ngày đầu tiên mới đi qua Hồng Kông cho người nó mệt mỏi, ngủ ly bì. Nhưng mà bước vào pháp hội 3 ngày nó an lạc, nó thanh tịnh cho người, nó thoải mái. Và gì quý vị biết không? Đến 1-2 giờ mà thấy nó không buồn ngủ, nó không có mệt. Mà sao mới qua một cái nó làm cho người mình quá trời mệt luôn rồi. Lạ, bởi vì cái năng lượng trong cái pháp hội đó, những con người có tâm thanh tịnh đó, cái năng lượng từ trường đó nó cảm được cho họ. Cũng như hôm nay quý vị đến đây mà quý vị tìm được một cái số lượng người này ngồi mà hoàn toàn tâm họ đang chờ đợi để sáng ngày mai lại 500 danh hiệu, thì cái tâm này nè, cái từ trường này nè, quý vị cảm nhận được rất là an bình. Trừ trường hợp thân thể mình quá đuối, quá mệt, đi ở xa đến mình chưa cảm được, chứ nếu mình ngồi mình lắng lòng cho thanh tịnh đó nha, mình cảm được cái từ trường này. Lạ lắm nha. Cái pháp hội này nó vi diệu, mà chúng tôi thấy nó kỳ đặc khi tham dự. Ở trong này ai chưa coi cái đĩa chúng tôi đi gặp Hòa Thượng Tịnh Không, giơ tay cho biết ạ. Không có mấy người chưa coi hả? Một là gọi lên 0909747474 xin cái đĩa chúng tôi gặp Hòa Thượng Tịnh Không. Còn hai là lên trang web vô lượng thọ.vn thấy cái đĩa là chuyến đi Hồng Kông đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không. Quý vị sẽ thấy cái hội trường này. Mà cái đĩa này chúng tôi làm kỳ công á quý vị nha. Kỳ công á. Vì vậy chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là cái mục đích hôm nay chúng tôi dùng mạng lưới internet và đầu tư nhiều quá nha. Đầu tư chất xám vô đây nhiều quá, bỏ tiền vô đây nhiều quá nha quý vị nha. Thưa quý vị, hồi nãy giờ chúng tôi nói xung quanh về cái danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát. Giờ đây chúng tôi đọc cái cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Ở trong này ai chưa có cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, giơ tay cho biết nè. Rất nhiều người chưa có. Mong quý vị gọi lên điện thoại 0909747474 hoặc giả lên trang web vô lượng thọ.vn sẽ gì? Sẽ gửi một cái email hoặc gọi điện lên xin cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục và một số đĩa của thầy Nhàn. Và gọi trong số điện thoại mà tất cả những cái đĩa 60.000 đĩa chúng tôi nhét cái địa chỉ trong đó, quý vị gọi lên xin cuốn Ấn Quang. Đọc trang bao nhiêu? 175. Thấy Ấn Quang Đại Sư nói về Đức Quan Âm Bồ Tát. Chúng tôi đọc đến Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Đây là một cuốn sách gối đầu giường của chúng tôi. Nó rất đầy đủ trong này. Ai chưa có thì nên gọi điện lên Tịnh Thất Quan Âm xin. Và mình coi thấy mình cảm động, mình thấy hay rồi. Mình muốn cho người khác, bây giờ mình không biết in chỗ nào. Thôi bây giờ tôi muốn in kinh, tôi gửi vào tiếp tục cho thầy giảng nhạc in kinh. Cái đây là chúng tôi muốn cho quý vị tạo công đức in kinh, chứ không phải chúng tôi kêu gọi ép buộc gì cả. Mà quý vị tạo công đức in kinh này để làm gì?
để được trí tuệ sáng suốt. Mà khi có trí tuệ sáng suốt rồi đó, mình làm bất cứ việc gì nó không có bị sai hoặc thất bại. Mà không có thất bại thì không có đau khổ. Nhớ nghe. Chứ công việc quý vị đôi khi còn thất bại là do cái tâm của mình nó không được có trí tuệ sáng suốt ha. Giờ chúng ta đọc một đoạn Ấn Quang cho quý vị nghe. Ấn Quang Đại Sư nói đến Bồ Tát Quan Âm: hơn nữa nay đang lúc cõi đời hoạn nạn, ngoài việc niệm Phật ra nên niệm thánh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Nhớ nghe, lắng lòng cho nghe kỹ từng câu từng lời của Ấn Quang Đại Sư nghe. Đang vì là một vị tổ thứ 13 đó, mà ngài có một đệ tử duy nhất, đó là ngài Lý Bỉnh Nam. Mà Hòa Thượng Tịnh Không á, theo ngài Lý Bỉnh Nam học ở Đại Trung là 10 năm. Dễ sợ không? Và khi học 5 năm rồi thì ngài Lý Bỉnh Nam mới nói: hôm nay tôi chỉ cho ông một vị thầy khác, tôi giới thiệu cho ông một vị thầy khác. Thì Hòa Thượng Tịnh Không tưởng là một vị thầy nào đó còn sống. Cuối cùng ngài Lý Bỉnh Nam đem cái cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục đưa cho Hòa Thượng Tịnh Không, nói: đây là một vị thầy khác, tôi giới thiệu cho ông. Tuy rằng Ấn Quang Đại Sư là thầy tôi đã vãng sanh rồi, chính mắt thấy rõ ràng Ấn Quang Đại Sư là thầy tôi biết trước ngày giờ ra đi 3 tháng thiêu rồi để nguyên lại 32 cái răng còn nguyên vẹn. Mà chúng tôi qua bên Trung Quốc á, có đến cái chùa mà còn cái hương thất, tức là còn một cái tịnh thất của Ấn Quang, trong đó còn 32 cái răng nguyên vẹn. Ý ngài muốn nói những lời ngài nói nó rắn chắc như là răng của ngài, dầu cho vô lửa mấy ngàn độ cũng không tiêu. Cho nên lời của ngài muốn minh chứng bằng những cái răng của ngài để lại, đó là cái sở chứng, cái nguyện của ngài. Thì ngài Lý Bỉnh Nam là đệ tử duy nhất của Ấn Quang Đại Sư á, là mới cầm Ấn Quang Đại Sư trao cho Hòa Thượng Tịnh Không. Thì trong thâm tâm chúng tôi nghĩ á, y như là ngài Lý Bỉnh Nam muốn lấy cái sự truyền thừa từ ngài Ấn Quang trao lại cho Hòa Thượng Tịnh Không. Thì chúng tôi nghĩ nếu Hòa Thượng Tịnh Không chỉ còn một điều là ngài biết ngày giờ tự tại vãng sanh, thì ngài là tổ thứ 14. Mà cái biết ngày giờ tự tại vãng sanh với Hòa Thượng Tịnh Không, xem đối với chúng tôi xem rằng ngài thừa khả năng điều này. Lắng nghe từng lời từng chữ chúng tôi nói nghe. Cho nên trời sáng chúng tôi gặp Hòa Thượng Quảng Hiển và Hòa Thượng Viện Chủ Thượng Quảng Hạ Hiển. Hòa Thượng nói: Hòa Thượng Tịnh Không, hôm nay tôi gặp trực tiếp Hòa Thượng Tịnh Không, tôi mới thấy Hòa Thượng Tịnh Không là người đặc biệt, ngài có được thần thông. Có một cái ông đó, ông cứ quét rác hoài mà ông chỉ lên nghe Hòa Thượng giảng trực tiếp rồi xuống Hòa Thượng lên phòng, không có khi nào ông gặp được trực tiếp. Ông đang quét rác, ông nói: sao mình vô đây 4 năm, bao nhiêu năm rồi, 3-4 năm mình, sao mình không được gặp Hòa Thượng trực tiếp. Ông vừa nghĩ như vậy thì Hòa Thượng đứng sau lưng ông. Thì có những biểu tượng mà hồi sáng Hòa Thượng Thượng Quảng Hạ Hiển nói với chúng tôi, Hòa Thượng Tịnh Không là một con người mà không phải là bình thường, một con người khác thường, có thần thông, có một cái gì đặc biệt. Nhưng riêng bản thân chúng tôi 7 năm nay chúng tôi đã theo sát Hòa Thượng Tịnh Không, chúng tôi thấy ngài còn nhiều cái điều đặc biệt. Cho nên chúng tôi chọn Ấn Quang Đại Sư là vị tổ thứ 13 qua Hòa Thượng Tịnh Không. Hai vị lão sư này chúng tôi bám sát hai vị lão sư này, chúng tôi không dám rời nha. Tức là Ấn Quang Đại Sư là chúng tôi đọc hàng ngày như sách gói đầu giường. Một số sách gì của ngài Ấn Quang là chúng tôi đọc. Hôm nay chúng tôi làm một cái phòng ghi âm, chúng tôi thâu vô tất cả những lời của ngài Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục thâu xong rồi nè, đưa lên trên web vôlượngthọ.vn. Cái chú Tuệ Định, cái chú Định là Nhuận Chánh đó, ông đọc cái tiếng rất hay, rất ấm. Quý vị lên lấy MP3 về quý vị nghe thì quý vị sẽ cảm được cái lời của ngài Ấn Quang. Chúng tôi chọn cái vị lão sư này chúng tôi đi. Và cái vị lão sư thứ hai đó là Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Năm 2014 là năm này, tháng 4 chúng tôi đã qua gặp được ngài. Chúng tôi có làm cái đĩa này, chắc là trong này có nhiều người xem qua. Và Hòa Thượng Thượng Quảng Hạ Hiển qua thỉnh Hòa Thượng Tịnh Không về đây, đi chung với phái đoàn nhà nước và giáo hội đến thỉnh ngài, gặp trực tiếp Hòa Thượng. Và Hòa Thượng hứa là sang năm về, cho năm nay Hòa Thượng kính lịch không về được. Nếu mà sang năm về đây thì chúng tôi cũng là một người trong ban tổ chức làm âm thanh quay phim mà sẽ rước Hòa Thượng. Ai muốn thăm Hòa Thượng, đảnh lễ Hòa Thượng giơ tay lên coi.
Chúng tôi tin chắc những người trong này mà gặp trực tiếp Hòa Thượng chắc là ít lắm, không ạ? Hầu như không ít lắm. Mà gặp ở đâu? Trong băng đĩa. Đây là hóa thân của Hòa Thượng qua băng đĩa. Đây là cách truyền pháp trong thời hiện đại. Chúng tôi xem như một vị mà chúng tôi quá trời là thích rồi. Vừa rồi chúng tôi lên gặp Ngài, lên trực tiếp và lên trên cái phòng của Ngài, thấy một cái máy quay phim nó lớn mà nó đẹp, mà chúng tôi nghĩ chắc cũng phải là cái máy quay phim 100.000 đô, là 2 tỷ tiền Việt Nam. Và quay như vậy là một khi Ngài mà quay vô Ngài giảng trực tiếp, Ngài mua luôn một cái kênh đài, nó phát sóng ra khắp thế giới. Một lần Ngài giảng là khoảng 50.000 người nghe, ngồi trong một cái phòng thôi. Điều này chúng tôi đang muốn làm, đang muốn làm ngồi trong một căn phòng mà giảng trực tiếp lên trên mạng và đưa cái đĩa này khắp nơi trên thế giới. Cái điều này chúng tôi muốn đầu tư. Mà quý vị đầu tư cái chuyện này quý vị mới làm được nha. Có thời gian tu tập, có thời gian nghiên cứu, có thời gian đầu tư. Và chúng ta đầu tư tiền bạc vào trong này và đầu tư công sức chúng ta vào, nó mới có sự thành tựu nha. Chứ không phải muốn mà được đâu à. Phải có thời gian đầu tư và tâm huyết dữ lắm nha quý vị nha. Thì như vậy chúng tôi hôm nay vài chục ngàn người này, chúng tôi muốn cho ai cũng phải biết đến Ấn Quang Đại Sư. Mà có rất nhiều người chưa biết. Mà trong 31 năm tu hành của chúng tôi, 7 năm nay chúng tôi gặp được Ấn Quang Đại Sư, mà 3 năm nay là mới là rộ để theo sát bên chân Ngài. Thì chúng tôi thấy trong cái đoạn đường 20 mấy năm tu của chúng tôi, chúng tôi thấy là có một cái hơi uổng là không gặp được Ấn Quang Đại Sư và Hòa Thượng Tịnh Không sớm. Nhưng hôm nay cũng không muộn. Vì sao không muộn? Áp dụng đúng lời Ngài dạy. Cho nên chúng tôi mong trong ngày hôm nay, và mong những người có mặt ở đây, và mong những người được xem qua cái băng đĩa Vía Quan Âm 19 tháng 6 này, đêm 18, Đại Đức Thích Giác Nhàn có giới thiệu đến cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục và những lời của Ngài Ấn Quang như lá thư tịnh độ của Ngài Ấn Quang. Mà lá thư tịnh độ của Ngài Ấn Quang là chúng tôi ấn tượng nhất. Vì sao? Vì sao? Vì ba chúng tôi bị bệnh suy tỷ, ung thư máu. Mà sao quý vị biết không? Bác sĩ nói 3 tháng nữa chết. Vậy mà cuối cùng ông niệm Phật phóng sanh. Đêm hôm đó ông ngủ một giấc đến sáng. Và chính cái buổi sáng hôm đó là chúng tôi thỉnh quý thầy lên cạo đầu xuống tóc, gieo duyên xuất gia cho ông cụ và cúng dường chay tăng hồi hướng cho ông cụ. Thì sáng hôm đó ông thấy Đức Quan Âm Bồ Tát đi vào trong cửa sổ. Nói mà còn nổi ra ốc. Đức Quan Âm Bồ Tát hiện hình thành người phụ nữ mặc áo trắng rất đẹp đi vào cửa sổ, đi xuyên qua. Và sáng lúc 6 giờ rưỡi sáng trời đã hừng sáng, mở mắt ra vội 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 vội: "Ô Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát tới cứu con, Quan Âm Bồ Tát tới cứu con." Thì ông nói như vậy xong cái Quan Âm Bồ Tát đi ra khỏi cửa đi. Ông lên nói: "Thầy Nhàn, hồi sáng nay tôi thấy Quan Âm Bồ Tát thầy. Tôi thấy Quan Âm Bồ Tát thầy Nhàn." Hỏi là ông thấy là trong giấc mơ hay là thấy mở mắt thức rồi? "Tôi thức rồi chứ mơ cái gì, tôi mở mắt rồi mà. Lúc đó 6 giờ rưỡi tôi đâu có ngủ nữa đâu." Kêu lúc đó ông có bị hoa mắt không? "Đâu có hoa mắt, tôi thấy rõ ràng, tôi còn nói là Quan Âm đến cứu con." Cái vậy là Quan Âm cứu ông mà. Cứu làm sao? Lên trên cái tủ của chúng tôi, mà cái tủ lúc đó là nhiều kinh sách lắm, chứ chưa có chu nhất môn thâm nhập giống như Hòa Thượng Tịnh Không chỉ. Lúc đó năm 92 là có cái tủ sách chúng tôi nhiều lắm. Coi như là từ 12 tuổi đi tu là thích mua sách đọc à, kinh sách của Phật giáo á. Chứ còn báo chí bên ngoài với hai đài rồi cũng như tất cả những cái sách thế gian, không có duyên đọc, đọc không có thích. Nó lạ vậy đó. Cho nên thành ra chúng tôi có thời gian dùi mài kinh sử, cho nên nó có vốn. Khi lên giảng lên trên này chúng tôi nói thao thao bất tuyệt là cái vốn chúng tôi huân tập dữ lắm nha quý vị nghe. Mà không có xen tạp những cái sách gì bên ngoài đời đâu. À, không có thời gian. Một tủ sách ông lên tự nhiên ông rút ra đúng cái cuốn lá thơ tịnh độ quý vị. Một tủ sách nó nằm tràn lan đại hải mà sao không biết ông rút ra cuốn lá thơ tịnh độ. Là cuốn lá thơ tịnh độ của Ngài Ấn Quang. Mà mỗi lần mà ai mà gửi một cái lá thư lên trên núi á, thì Ấn Quang Đại Sư mới đáp lại cái lời của Ngài. Ngài viết thành một cái bức thư phúc đáp lại. Mà nhiều bức thư đấy, nhiều bức thư như vậy, cho nên gom lại thành một cuốn lá thơ tịnh độ của Ngài Ấn Quang. À, ai còn cuốn lá thơ tịnh độ rồi giơ tay cho biết coi. Ít lắm, trong này biết đến Ấn Quang Đại Sư quá ít.
Đây là cái chuyện thiệt thòi quý vị rất lớn nha. Cái lời của Ấn Quang Đại Sư nói rất bình dị, rất dễ hiểu. À, cái cuốn Ấn Quang Đại Sư là chúng tôi thấy ai coi cũng hiểu mà. Mà quý vị biết đến Ấn Quang Đại Sư quá ít, cho nên hôm nay chúng tôi thay mặt đại diện cho hàng Tăng Bảo giới thiệu đến một vị tu sĩ mà gọi là Đại Sư. Đại Sư là hàng Bồ Tát mới dám nói Đại Sư nha, mà Ngài tịnh rồi mới dám nói Đại Sư nha. Ấn Quang Đại Sư là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí. Vì trong cái liêu phòng của Ngài, cái lúc mà tối á, đứa bé nó nhìn nó thấy Ngài Ấn Quang Đại Sư á, trở thành một vị Đại Thế Chí Bồ Tát. Ban đêm á, nó đi ngang qua nó thấy trong cái liêu phòng của Ngài thắp đèn mà sao thấy Ngài Đại Thế Chí ngồi trong này, ý như vị Bồ Tát Đại Thế Chí chứ không thấy Ngài Ấn Quang. Thì sáng hôm sau đứa bé nó tới, nó kêu bạch sư ông, hồi tối con thấy Ngài Đại Thế Chí ngồi trong phòng nè, Ngài đi đâu? Ấn Quang Đại Sư nói nè, con không được nói với ai nha, con không được nói với ai nha. Cái chuyện này chừng mà ta chết rồi con muốn nói ai nói, chứ bây giờ con không được nói nghe chưa. Con nói là sư ông không có thương con, không có cho con đến đây á. Đứa bé này nó im luôn. Nó im như lúc mà Ấn Quang Đại Sư tịch rồi, bắt đầu nó mới đem cái chuyện này nói cho người khác. Là Ngài là hóa thân của Đại Thế Chí. Ngài là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí. Cho nên những lời của Ngài nói trong đây là Đại Thế Chí nói. Đây là điều Hòa Thượng Tịnh Không nhắc ngang. Cho nên chúng tôi kết Hòa Thượng Tịnh Không dữ lắm. Những điều Ngài nói chúng tôi tin rất, rất là tin. Vừa rồi chúng tôi gặp trực tiếp Ngài, chúng tôi thấy cái năng lực từ trường của Hòa Thượng Tịnh Không. Và chúng tôi cảm được cái đường đi của Hòa Thượng Tịnh Không bám sát theo cái lối đi của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Cho nên chúng tôi đi theo, và hôm nay chúng tôi giới thiệu cho mấy chục ngàn người này, và giới thiệu cho vài trăm ngàn người khi xem cái đĩa của chúng tôi. Chúng tôi đang quay trong này nè. Chúng tôi về làm cái đoạn này là cái đoạn mà chúng tôi tâm đắc nhất chúng tôi để lại, để cho tất cả những người xem qua được cái đĩa này để làm gì? Để người ta tìm đến Ngài Ấn Quang, tìm đến Hòa Thượng Tịnh Không. Nhớ nghe. Thì hôm cụ ông rút ra cái cuốn này, ông thấy trong cái lá thư tình độ mới nói nè. Lắng nghe nè, chỗ này quan trọng nghe. Lắng nghe nè. Người bệnh nan y, là nói chúng ông chủ, ông cụ là đang bị ung thư máu suy tỷ đúng không? Người bệnh nan y, nếu thành tâm niệm Phật, nguyện vãng sanh cực lạc, thọ mạng còn, hết bệnh. Thọ mạng hết, được Phật rước vãng sanh cực lạc. Nguyện vãng sanh nó có kết quả, và nó có một cái thù thắng, và nó có một cái lợi ích. Nếu thọ mạng còn thì Phật gia trì thọ mạng kéo dài. Nếu thọ mạng hết thì gì? Thì Phật rước về cực lạc. Ông nói thầy Nhàn. Quan Đại Sư nói vậy có đúng không thầy Nhàn? Kiểu đúng chứ, tổ nói mà sao không đúng. Từ lúc đó ông cụ niệm Phật, ăn chay phóng sanh, nó kéo dài thọ mạng, là từ 73 tuổi đến 82 tuổi là 9 năm. Đó là thân phụ ba chúng tôi nha. Có duyên với Ngài Ấn Quang đó. Khi có duyên với Ngài Ấn Quang mà gặp nạn là Ấn Quang Đại Sư dạy là cứu đó. Thì chúng tôi thấy Đức Quan Âm Bồ Tát gia hộ ông cụ lên rút cái cuốn Ấn Quang Đại Sư để mà niệm Phật. Đó là cái sự gia hộ để hết bệnh. Chúng tôi thấy cái điều này nó rất là ý nghĩa. Và ông cụ kéo dài thọ mạng đến 9 năm là 73 tuổi đến 82. Quý vị thấy không ạ? Đó. Thì như vậy Ấn Quang Đại Sư chúng tôi thấy rằng là một vị mà chúng tôi rất quý kính, là ngoài cái chuyện Ngài khuyên niệm Phật thì phải nên niệm danh hiệu Đức Quan Âm và lạy Đức Quan Âm Bồ Tát, không phải là tu sen tạp nha. Có rất nhiều người nói lạy Quan Âm Bồ Tát theo như hướng của Hòa Thượng Tịnh Không là sen tạp, không phải đâu. Ấn Quang Đại Sư nói rất rõ là Quan Âm Bồ Tát là đang trong lúc cõi đời hoạn nạn, ngoài việc niệm Phật ra nên thành tâm niệm thánh hiệu Quan Âm Bồ Tát, trong âm thầm sẽ khó chuyển biến, chẳng thể nghĩ bàn. Âm thầm là sao? Lắng nghe nha. Chỗ này quan trọng ha. Âm thầm là không thấy, nhưng vẫn có sự biến chuyển gia hộ một cách lạ kỳ. Là có những cái nguyện của mình lúc trước không được, nhưng lúc này được. Cũng như cái ông mà chúng tôi kể, hai vợ chồng mà không có con, thì niệm Quan Âm, Quan Âm Bồ Tát bưng đứa con trai đưa. Và mẹ chúng tôi niệm Quan Âm Bồ Tát thì trong cái nhà chúng tôi có một hương linh mà không biết sao vừa nằm xuống là họ bóp cổ họ đè. Mà bà cụ bà mượn niệm riết mà cái hương linh nó siêu thoát. Rồi bà cụ ăn chay nó nóng bụng, ăn không được cái thèm thịt. Bà ra từ Quan Âm bà cầu nguyện xong một cái là gì? Trong ruột mát mẻ, niệm Quan Âm trong ruột mát mẻ, bà ăn chay. Và bà nguyện đi tu. Năm 2000 á, Quan Âm Bồ Tát nói là để Quan Âm lo cho. Khiến sao biết chúng tôi về tại Ban Mê Thuộc.
chúng tôi lại đưa ông anh kề chúng tôi ra ở chung với ông cụ, dắt bà cụ qua bên sư bà. Tự nhiên bà thích sư bà hải triệu âm quá, xin vô xuất gia năm 2000. Hôm nay 14-15 năm rồi. Bây giờ bà ở khu chuyên tu với chúng tôi, có một cái thất bà cụ ở chung với chúng tôi. Bà kêu tôi nhớ Quan Âm lắm, tôi tin tưởng Quan Âm lắm. Mỗi lần mà tôi ngủ mà 4 giờ chưa thức dậy là Quan Âm kêu á, thầy hỏi kêu làm sao? Bà cụ ơi, trời, bà nói thương hết sức luôn à. Quan Âm kêu á thầy. Đó, là tin có Quan Âm là sẽ có, người không tin thì không có, mà người tin sẽ có. Đức Quan Âm Bồ Tát âm thầm gia hộ cho người có đức tin. Mà hôm nay mưa gió ướt át như vậy, xa xôi, có những người ở Cà Mau, có những người ở ngoài Bắc, có người ở tiệm khắc ở bên Mỹ, họ lặn lội về đây để họ lại 500 danh hiệu, để họ nghe Đại Đức Thích Giác Nhàn nói về công đức danh hiệu và công đức nguyện lực của Quan Âm Bồ Tát, thì họ tin họ mới đến. Chứ không tin họ đứng ngoài đường, mình kéo đầu họ vô họ cũng không vô, cho tiền họ cũng không vô à. Họ kêu có thấy đâu mà tin, Quan Âm Bồ Tát có thấy đâu, làm cái chuyện điên rồ. Trời ơi, không có đức tin là mình mất mát rất lớn. Mà không có đức tin là do mình không tin Tam Bảo, không tin có Phật, không tin có Pháp, và không tin lời của chư Tăng nói, cho nên thành ra mình không có đức tin. Cho nên hôm nay quý vị đang ngồi là quý vị đang nung đúc đức tin ngang. Và sở dĩ hôm nay chúng tôi có đức tin là chúng tôi cũng trải trường qua bao nhiêu cái sự gian truân, trải nghiệm qua bao nhiêu cái sự vất vả, trở ngại trong cuộc đời tu hành, mà chúng tôi cảm được Đức Quan Âm Bồ Tát. Cho nên hôm nay chúng tôi nói ra nó có cái lực, nó có cái hồn. Mà đợt nào ngày lễ viết chúng tôi cũng nói đến Quan Âm Bồ Tát. Mà quý vị nghe hoài quý vị không chán đúng không ạ? Vì sao không chán? Bởi vì đây là một nhân vật, một nhân vật mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu với chúng ta rồi đó. Cho nên hôm nay chúng tôi nung đúc cho quý vị có đức tin. Sáng ngày mai đang lạy nó mệt quá rồi, Đức Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho con một chút xíu về cái năng lực của Ngài. Ngài gia hộ cho con một chút xíu, con đang khát nước quá. Vừa nghĩ như vậy không biết làm sao, trong nước miếng cho người nó ngọt, nó có nước miếng bắt đầu lạy tiếp. Cái đức tin nó sanh ra công đức nha, đức tin nó sanh ra cái sự cảm ứng với Ngài nha. Đó. Mà cái đức tin này nó cũng phải trải qua cái thời gian cũng khổ cực, cũng phải lạy Ngài, cũng phải có cái thời gian ngồi đây. Mà nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ cũng mỏi chân mỏi cẳng lắm á chứ, đúng không ạ? Mà chịu ngồi lắng nghe như vậy là phải có đức tin lắm, chứ không thôi người ta đứng dậy người ta đi ra hết rồi. Thật á, nói chúng tôi hồi nãy giờ mà nói đây, những người mà không có đức tin, không có duyên với Đức Quan Âm Bồ Tát, mà không tập trung lắng nghe là nó đau chân đau cẳng, mà ngồi đông đảo nhức mỏi, ở nhà ngủ sướng hơn chứ làm chi mà tập trung vô đông dữ vậy. Có nhiều người nói làm gì mà vô chi đông vậy, ở nhà lại không được đi xuống đó làm gì, ở một cái chỗ nào đó ít người chúng ta lại không khỏe, vô chen chút làm cái gì. Chúng ta chưa cảm nhận được cái năng lượng từ trường của bao nhiêu con người này nha. Có cái năng lượng từ trường bao nhiêu con người này, mà trong một cái hoàn cảnh mà quý vị ngồi trong một cái chánh điện, cũng như trong một cái cảnh dạ lam này, không dễ gì chúng ta tới được như vậy đâu. Ngày thường quý vị xuống ngồi vậy được không? Ngày thường mà xuống đây ngồi chỉ đến ngày lễ vía mới xuống được phải không ạ? Mà ngày lễ vía Quan Âm Bồ Tát một năm có mấy lần? Có 3 lần chứ đâu có nhiều. Mà 3 lần mà bây giờ mình gặp chút xíu mưa mình lạnh quá, hồi nãy chúng tôi thấy một số người đội dù đi về, thôi mưa quá khỏi lại về ngủ cho nó sướng. Vậy làm sao có công đức? Mưa chút xíu mà thối chí rồi. Quý vị nhớ nha, chúng tôi có coi cái phim của Ngài Diệu Liên á, những cái chùa mà gọi là cái chùa mà Linh Nham Sơn Tự ở bên Đài Loan, mà người ta lạy Quan Âm, mà người ta lạy quầy mưa Tam Bộ Nhất Bái, mà người ta lạy mưa tầm tã như vậy, người ta lạy từ ở dưới lên mấy tiếng đồng hồ. Chúng tôi qua tới Linh Nham Sơn Tự của Ngài Diệu Liên á, mà Ngài Diệu Liên này Ngài đứng Ngài niệm Phật 90 ngày không ngủ, đứng niệm Phật. Ngài vô định rồi, Ngài niệm Phật Tam Bụi, Ngài đứng 90 ngày Ngài niệm Phật trước khi Ngài bản sanh. Cho nên Ngài Diệu Liên có cái nguyện thứ 49, Đức Phật Di Đà có nguyện 48, mà Ngài nói có nguyện 49 là: ai thấy đến thân tướng ta, ai nghe đến lời của ta, thì ta sẽ độ họ vãng sanh cực lạc. Ngài Diệu Liên á, dễ sợ cái nguyện 49 của Ngài Diệu Liên á. Và chúng tôi qua tới Linh Nham Sơn Tự, nhìn thấy đức tướng của Ngài, và thấy những người mà người ta lạy Quan Âm từ dưới đường người lên mà lạy mưa tầm tã. Mà cái phim đó công nhận là nhìn thấy mưa mà thấy tội nghiệp mà nó hay. Cho nên nó sáng mưa quý vị cứ lạy về mưa cho thầy để thầy quay phim nha. Không có chết đâu, cùng lắm nếu mình yếu là bây giờ nó cảm cảm chút thôi chứ không có chết. Cho nên sáng mà mưa là lạy luôn.
À, ai chịu coi giơ tay coi. Trời ơi, quá tốt, quá tốt. Không, thực ra mà nói chúng tôi đứng trong này để mà hướng dẫn quý vị, chứ nếu mà chúng tôi đứng bên ngoài chúng tôi lạy không có gì đâu. Không ạ, mà mình càng lạy có mưa xuống như vậy thì sao? Nó vừa mát mà Quan Âm thấy thương. Đúng không? Đó, vậy là sáng ngày mai ra ngoài đó lạy hết nha. Mà chừng ra ngoài đó lạy hết trong này không có ai nào mới chết nữa chứ. À, nhường cho mấy bà già chỗ này ha. 75 tuổi trở lên nhận quà ha. Đó. Thì như vậy chúng tôi nói đến Ấn Quang Đại Sư. Trong âm thầm sẽ có sự chuyển biến chẳng thể nghĩ bàn. Kẻo đến lúc nghiệp bất chợt hiện đến không cách chi tránh thoát. Nghĩa là cái nghiệp nó đến với mình bất chợt. Bất chợt là sao? Đang đi cái bắt đầu gì? Xe tông cái rầm. Hoặc là có cái sự cố nó đột ngột á, mình không kịp niệm Quan Âm. Vì sao vậy? Vì hằng ngày mình đâu có niệm đâu, mình đâu có huân tập thành thói quen đâu, mà đến lúc mà bất chợt đến với mình làm sao mình nhớ. Cho nên quý vị muốn lúc mà bất chợt, lúc mà nguy biến, cái lúc mà đột biến, cái lúc mà bất ngờ á, mà niệm được danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát, thì ngay lúc này quý vị phải thường xuyên niệm cho thành thói quen. Thường xuyên làm sao? Ấn Quang Đại Sư mới nói sau cái buổi tụng kinh, mà người tu tịnh độ là chuyên tu chỉ tụng một bốn cuốn kinh Vô Lượng Thọ thôi, hoặc một cuốn kinh A Di Đà, mà tụng lâu ngày mà Hòa Thượng Tịnh Không nói tụng 10 năm liên tục đừng tụng kinh khác, thì sẽ cảm được cảnh giới, cảm được nguyện lực của Phật A Di Đà. Vì sao cảm được nguyện lực Phật A Di Đà? Vì sáng nào cũng tôi khi con thành Phật, khi con thành Phật, khi con thành Phật. Đó là nguyện lực của Phật A Di Đà. Mà mình nói khi con thành Phật đó là Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo Ngài đã thành Phật rồi. Và mình nói khi con thành Phật đó là mình nói mình sẽ khi con thành Phật. Bản thân mình cũng nói khi con thành Phật, thì nói hoài không trước thì sau mình cũng thành Phật à. Cho cái lời nguyện của Phật hay lắm nha. Trời ơi, nghe đến đây nó thấm thía mà nó tuyệt lắm á nha. Ai mà tụng rồi mới cảm được cái điều này á nha. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không muốn nói mình là tụng lâu ngày, để năng tụng là mình, sở tụng là kinh, tánh không tịch, cảnh giới xuất hiện. Niệm A-di-đà Phật niệm lâu ngày, năng niệm là mình, sở niệm là Phật, tánh không tịch, gì? Phật xuất hiện. Mà cái danh hiệu A-di-đà Phật là vô lượng giác. Mà vô lượng giác nó sinh hoạt trong đầu mình lâu ngày, nó khai mở trí giác. Chúng tôi lúc trước học trường cơ bản, học trường Phật học, học quá trời nhiều mà không có thời gian niệm Phật. Học trước nó quên sau. Mà sao bây giờ chúng tôi chỉ có niệm Phật thôi, mà chúng tôi đi thài giảng thao thao bất tuyệt 7 cái tiểu bang đến Mỹ mà gọi là tuần nào cũng giảng. Và một lần giảng vậy là 4 tiếng đồng hồ, mà 2 ngày liên tục như vậy. Vì sao? Nếu chúng tôi học để mà gom góp kiến thức để mà giảng, chúng tôi nói khó mà được như vậy. Mà chỉ có niệm Phật, khuyến người niệm Phật mà chúng tôi được cái trí tuệ này. Không phải chúng tôi khoe khoang, mà chúng tôi muốn giới thiệu đến cái công năng của danh hiệu A Di Đà Phật và cái công năng danh hiệu Quán Âm Bồ Tát. Thưa quý vị, rất là lạ kỳ. Từ sáng giờ chúng tôi không dám lên gặp quý vị trong buổi chiều hôm nay. Hồi nãy trong người nó không được khỏe nha. Và cái cổ nó hơi rát, khó chịu, nước biến nó cũng đau. Trong người nó mệt cho nên nó muốn ho. Bởi vì mới đi Mỹ về một tuần, quý vị đâu biết đâu. Bên Mỹ mà đi máy bay ngồi 24 tiếng đồng hồ về, công việc ở chùa quá chừng. Mà mới hôm 16 có giảng, hôm qua nghỉ ngày, hôm qua đi xuống như này, xuống niệm Phật đường Bình Dương, hôm nay tiếp tục giảng. Tức là nó liên tục công việc của chúng tôi. Mà mỗi lần quý vị biết một lần mà ngồi giảng như vậy, nó mất trải trường qua thời gian 2-3 tiếng đồng hồ. Và lạ, càng giảng sao đến bây giờ cái cổ nó không còn rát nữa. Cái điều này chúng tôi không phải tự khoe, mà tự nhiên trong người nó bắt chợt cái điều này, chúng tôi muốn nói cho quý vị. Bây giờ trong người nó không thấy mệt nữa, bây giờ trong người nó không thấy muốn ho nữa. Và cái sức khỏe chúng tôi bây giờ bắt đầu nó hồi phục lại gần như là 100%. Có nhiều cô Phật tử biết chúng tôi, từ hồi sáng có mấy cô Phật tử có nhắn tin hỏi thầy, thầy được khỏe không? Kêu thầy không được khỏe. Cho nên thầy ở một cái tỉnh thất, một cái nơi thầy nghỉ, tối nay 8 giờ bắt đầu giảng thì khoảng 6 giờ, 6 rưỡi, 7 giờ thầy mới lên. Hồi nãy thầy lên tới đây 7 giờ, bây giờ trong người thầy không được khỏe. Mà sao nãy giờ thầy nói đến cái nguyện lực Quan Âm Bồ Tát, sao bây giờ trong người thầy nó cũng khỏe, quá trời khỏe rồi. Ồ, nó lạ. Tự nhiên trong người nó bắt chợt được cái điều này, chúng tôi nói chứ không phải chúng tôi khoe nha. Thì có những trạng thái này thì chúng tôi tin Đức Quan Âm Bồ Tát, và chúng tôi tin những cái lời pháp khi nói ra nó tạo cho mình một cái năng lượng, chứ không có mệt nha. Nó tạo cho mình một cái năng lượng từ trường trong con người, nó hồi phục năng lượng. Cho nên hồi nãy giờ chúng tôi thấy
đến bây giờ là còn 20 phút nữa là 2 tiếng người ta đứng ở bên ngoài kìa. Quý vị được ngồi trong này là may lắm, mà nãy giờ người ta đứng gần 2 tiếng nó đứng chắp tay bên ngoài kìa. Đó, mấy người đứng cửa sổ, đeo cửa sổ luôn kìa. Đó, đứng chắp tay luôn. Vì sao vậy? Vì sao người ta đứng được như vậy? Người ta cảm được cái lời của chúng tôi, nó có cái năng lượng họ đứng. Tự nhiên chúng tôi thấy trong cái buổi đêm gần 10 giờ tối, mà hồi nãy giờ gần 2 tiếng mà bây giờ trong người nó hồi phục sức khỏe. So với ở trên Đà Lạt thì cái khí hậu nó mát vô cùng, 18, 19, 20, mà xuống đây là ba mấy không, nó nóng, nó tốt mồ hôi ra, đáng lẽ là nó gì, nó khó chịu. Mà chúng tôi ngồi trong cái hoàn cảnh đến bây giờ, trong cái cảm xúc của chúng tôi bây giờ, chúng tôi thấy nó khỏe. Và giảng đến bây giờ chúng tôi nhìn xuống ở dưới sao thấy sáng rực hết trơn. Cái áo lam của vị nó đẹp hơn như hơn hồi nãy. Làm sao? Ánh sáng huyền diệu của chân tâm xuất hiện. Lắng nghe câu này. Tâm mình thanh tịnh, mình nhìn ra cái bầu trời, ánh nắng nó long lanh rất đẹp. Và có nhiều người nhìn cái cõi ta bà này nó biến thành cực lạc là vàng ròng hết luôn. Do tâm thanh tịnh là chánh báo, nó chuyển cái y báo thanh tịnh. Lắng nghe nha. Cái tâm thanh tịnh là chánh báo, thì nhìn cái y báo bên ngoài nó thanh tịnh, nó thay đổi. Lá giống như là gì? Vàng, toàn bộ trở thành cảnh giới cực lạc. Nhưng nghiệp báo còn, cho nên nó có chốc lát rồi nó hết, gọi là thối chuyển. Còn về tới Tây Phương cực lạc thì lúc nào cũng như rứa, lúc nào cũng như thế. Vì y báo là cảnh giới cực lạc, do Đức Phật A Di Đà tu bao nhiêu đời kiếp hồi hướng và thành lập lên cảnh giới đó, cho nên cái y báo này nó đã cố định rồi. Cho nên thành ra mình về bên đó, chánh báo và y báo nó tương ưng thì mình thấy hoài. Nhưng mà nghiệp báo mình còn, mình thích nhà tranh, thì tự nhiên cái y báo đó nó biến thành nhà tranh để mình ngồi trong đó. Rồi cái nghiệp báo, cái ý nghĩ mà muốn thành nhà tranh nó hết rồi, thì nó trở lại cái gì? Nhà bảy báu. Cho nên về Tây Phương cực lạc là cầu gì được đó, cầu nhà tranh có nhà tranh, mà cầu nhà xây có nhà xây, cầu gì được đó mới gọi là cực lạc. Hoàng thượng Tịnh Không nói quý vị lên đó, quý vị cầu cái gì có cái đó. Nhưng mà cuối cùng nó sẽ trở về lại cái gốc, đó là cái cảnh giới thanh tịnh của Phật A Di Đà. Còn ở cõi này dầu quý vị tu thanh tịnh như thế nào, nó biến thành toàn bộ là vàng ròng như cảnh giới cực lạc. Nhưng nghiệp báo của chúng ta dày đặc, cái cảm giác đó chỉ có trong một thời gian ngắn, rồi nó sẽ trở về lại cái cốt của cái gốc của ngũ trường ác thế trong cõi này. Lắng nghe chỗ này hiểu không? Cái chỗ này khó giảng nhưng mà chắc chúng tôi tin chắc quý vị hiểu đúng không ạ? Gật gật là biết hiểu rồi đó. Giảng tịnh độ nó khó lắm á ngàn. Chúng tôi qua bên Mỹ mà người ta đang gọi là thế, người ta đang gọi là cái gì? Người ta đang gọi là nước Mỹ là gì? Là thiên đàng của vật chất, là thế giới mà người ta đang sung sướng, xe Mercedes, nhà cửa, trời ơi quá trời sung sướng, mà kêu họ vãng sanh về cực lạc là cái chuyện này khó giảng. Coi chừng họ bỏ về, coi chừng họ bỏ về. Nhưng chúng tôi tuyên bố với họ một câu sanh dờn là: quý vị không muốn vãng sanh thọ mạng hết, quý vị cũng chết à? Đúng không? Chết không? Chết. Chết là đi đâu? Không muốn vãng sanh thì gì? Coi chừng chui vô bụng mẹ chánh tháng 10 ngày. Mà cái phước kém nữa thì chui vô lò súc sanh, xuống địa ngục ngạ quỷ. Thôi bây giờ cứ nguyện vãng sanh, nó có lỗ lã gì đâu. Anh nghe anh gật đầu anh chịu. Vô dòng chiến rồi. Vô dòng chiến cho nên hôm nay đi, hôm sau đi tiếp. Mà pháp hội nào cũng ngày đầu nó ít, mà ngày hôm sau nó lại đông nha. Ở Cali, Cali thì hai ngày đều đông nghe hết cả ngàn người. Còn những pháp hội khác thì họ đến ngày đầu tiên họ nghe chúng tôi thích, xong ngày thứ hai họ đến nghẹt luôn. Nhưng mà được có hai ngày ha. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là Đức Quan Âm Bồ Tát là một nhân vật có thực chứ không phải là nhân vật hư cấu, và một nhân vật là đó có sự tướng chứ không phải chỉ có lý tánh là tánh nghe. Nhớ kỹ nha. Quan Tham Bồ Tát trong kiếp quá khứ đã thành Phật từ lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Chỉ vì lòng từ bi thiết tha, dù an trụ trong cõi thường tịch quan ở bên Tây Phương cực lạc, vẫn hiện thân trong cõi ta bà,
vẫn hiện thân trong cõi thật báo, phương tiện đồng cư. Tuy là thường hiện thân Phật, Ngài cũng còn hiện đủ các loại Bồ Tát thân, thân duyên giác, thân trời người, sáu nẻo. Sáng mai quý vị sẽ nghe nha. Nhất tam đảnh lễ Nam Mô hiện Phật thân thiết pháp. Trời, cái câu này quen á nha. Nhất tam đảnh lễ Nam Mô hiện chấp kim cang thần thân thiết pháp. Quý vị sao? Quang Thế Âm Bồ Tát. Trời ơi, nghe thôi nó hấp dẫn. Nhớ nha, lại 500 danh hiệu này á nha, bản thân chư tăng chúng tôi cũng như chư ni với Phật tử á nha, phải tha thiết lắm mới lạy nổi á nha. Cái lơ tơ mơ nản cái là bỏ liền á nha, bỏ liền á, chứ không phải dễ đâu á. Phải có đức tin với Đức Quan Âm Bồ Tát, mà tin công đức lạy Quan Âm Bồ Tát, có công đức phải chịu khổ chịu cực nha. Chứ lơ tơ mơ cái kia, ô lạy chi cho khổ vậy, lạy lùng chi cho mệt vậy, mình có làm gì đâu tội lỗi mà lạy. Có nhiều người nói vậy nha, mình có làm gì tội lỗi, có kiếp của giết người ai đâu mà lạy. Có nhiều người nói vậy. Lạy để làm gì? Lắng nghe nha, chỗ này quan trọng nè. Lạy để hồi phục lại lục căn hổ dụng như Đức Quan Âm. Lục căn đó là mắt, thiên nhãn, thấy ở dưới địa ngục, thấy mười phương pháp giới, mình thấy được chưa? Chưa. Cho nên nó bị bệnh, nó chưa hồi phục. Lạy đi cho giống Quan Âm Bồ Tát. Mà sao lại danh hiệu Quan Âm Bồ Tát mà giống Quan Âm Bồ Tát? Bây giờ trong danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát chứa những công đức bất khả tư nghì. Chỉ có Phật cùng Phật, Bồ Tát cùng Bồ Tát mới hiểu nổi danh hiệu của Đức Quan Âm Bồ Tát chứa công đức bất khả tư nghì. Còn phàm phu chúng ta không tin, cho nên đâu có lạy đâu. Không tin cho nên thành ra thấy người khác lạy mà còn mỉa mai. Ồ, mấy cái bà đó, bà điên rồ á, ngu á, ở nhà ngủ không sướng mà đi lạy khổ cực. Quý vị lắng nghe nha, những người này là những người là thui chột cái mầm Bồ Đề tâm, tin đến Quan Âm Bồ Tát. Mà lúc khổ rồi bắt đầu họ kéo chân cho ngơi nha. Chúng ta nghe cái vị Phật tử đó nói gì đó. Lúc gặp nạn mới ôm chân Phật, lúc gặp nạn bắt đầu mới ôm chân Bồ Tát ơi, con khổ quá. Nhưng nếu lúc đó không có đức tin niệm không nổi nha, nhớ nha, lúc đó không đức tin niệm không nổi á. Nếu bây giờ không có huân tập, không có chịu khổ để lạy nè, không có chịu khổ để niệm nè, thì cái lúc mà lâm chung hoặc giả, cái lúc mà gặp nạn không tin đâu. Niệm sơ sơ rồi còn hỷ bán Quan Âm á. Cho nên những cái lúc này là những cái lúc mà quý vị đang ngồi nghe chúng tôi giảng, để quý vị nung đúc cái đức tin với Đức Quan Âm Bồ Tát, nung đúc đức tin với Đức Phật A Di Đà, Đức Đại Thế Chí, và nung đúc đức tin với cảnh giới Cực Lạc. Cái này quý lắm á nha, quý lắm á nha quý vị nha, quý lắm á. Không dễ gì ngồi được nghe như vậy trong một cái hoàn cảnh gọi là cái chùa Vạn Phật Quang, là 10.000 cái tượng Phật bằng vàng ngồi trong này á. Không dễ gì nghe á. Mà mình nghe mà mình thành tâm, cũng như những người mà đứng chắp tay ngoài kia, công đức dữ lắm á. Thấy không? Cho nên thành ra cái Phật Pháp là không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghì. Nó mới tồn tại, nó truyền đến ngày hôm nay chứ, nó lưu truyền đến ngày hôm nay chứ. Nếu Phật Pháp không có giúp ích gì con người, không có cái sự màu nhiệm, không có một cái gì tạo cho con người bỏ ác làm lành, bỏ mê, phá mê, khai ngộ và lìa khổ được vui, thì Phật Pháp đã phế thải từ lâu rồi quý vị ơi. Và chùa chiền không thể mọc như vậy được đâu. Đó. Hôm nay chúng tôi mà nói lớn tiếng mà có cảm xúc vậy là trong người nó có cảm xúc lắm á nghe. Cảm xúc lắm á. À. Như vậy cho nên thành ra Đức Quan Âm Bồ Tát, Ngài là gì? Ngài là một danh hiệu tự tại, viên thông, thanh tịnh, căn trần, nơi nào đau khổ thì Ngài tầm thinh hiện đến, nghe mà Ngài hiện đến. Cho nên mới nói là xứ xứ tỳ trung hữu minh nguyệt, gia gia môn nội hữu Quan Âm, ao nào chẳng có ánh trăng, nhà nào chẳng có Quan Âm hiện hình. Tất cả bao nhiêu cái ao nước mà đã có nước thì sẽ có ánh trăng rọi xuống. Nhà nào có thờ Quan Âm thì sẽ có Quan Âm gì ứng hiện trong nhà đó. Mà muốn Quan Âm ứng hiện trong nhà đó thì người này phải niệm Quan Âm để cái tâm người ta cảm đến, chứ không phải mình thờ vậy là được đâu nha. Mà mình phải có tu nữa à. Mình có tu là muốn nói là trong nhà, là trong tâm á, là có niệm đến Quan Âm, có nghĩ đến Quan Âm, rồi mình cảm đến cái tượng Đức Quan Âm Bồ Tát thì gì? Thì có Quan Âm hứng hiện. Những thầy giảng là nói mình tin tưởng Quan Âm là mình phải niệm Quan Âm, lạy danh hiệu Đức Quan Âm, và lạy làm sao cho cái tâm mình nó khai mở. Lúc trước là mình bực bội, mình câu có chuyện gì đó xảy đến với mình là mình bất an, mình giận hờn 3-4 ngày mình không ăn cơm, mình bực bội, mình tức tối, mình ngủ không được. Đó là mình tự hại mình.
hôm nay mình niệm Quan Âm, những cái ý niệm đó nó tan biến hết. Là niệm Quan Âm thì gì? Thì lửa vào lửa, lửa không cháy, vào nước, nước không chìm. Lửa đó là cái tâm sân hận. Mà khi cái tâm sân hận khởi lên mà niệm Quan Âm thì sao? Thì cái tâm sân hận này nó tan biến. Do cái lực niệm Quan Âm cho nên thành cái tâm sân hận này nó tan biến. Mà khi cái tâm sân hận này nó tan biến thì sao? Thì cái tâm mát mẻ trở lại. Đúng chưa? Đó. Nhưng nếu mà thực sự mình niệm Quan Âm mà nhất tâm bất loạn á, mà gọi là nhất tâm thông vạn pháp, mà mình niệm Quan Âm nhất tâm rồi, mình với lửa là một, cho nên mình đi trong lửa, lửa không cháy. Cái tình trạng này là đạt đến cái siêu đẳng ngàn khó nha. Mà mình chưa nhất tâm được, mình nhảy vô lửa là nó thiêu như con heo quay á, nó thiêu liền á. Hiểu không ạ? Mình với lửa còn hai thì nó thiêu mình liền á. Còn nếu mà mình niệm Quan Âm mà mình nhất tâm rồi, nó thông vạn pháp. Vạn pháp là lửa, là gió, là hư không, với mình là một, cho mình đi trên hư không cũng được, mình đi trong lửa cũng được, đi trong nước, nước không chìm. Cũng như quý vị thấy người ta đi ra bên ngoài, ra biển á, người ta bị gì? Sóng nó vồ mà lạ, sóng nó vồ, người đó niệm Quan Âm mà không chìm. Bởi vì toàn bộ hoàn cảnh của họ với nước là một à, cho nên nó không có chìm. Gọi là nhất tâm thông vạn pháp. Vạn pháp là nước mà nước với họ là một. Vạn pháp là lửa mà lửa với họ là một, cho nên cũng không cháy luôn. Nếu đạt đến cái tột cùng của sự thì vào lửa, lửa không cháy đó. Nếu mà nhất tâm mà niệm á, hiểu không? Nhưng mà mình niệm nó sẽ có một cái lý, đạt được cái lý là lửa là sân hận. Mà mình niệm thì cái sân hận này đi, nó sẽ tan biến. Chứ mình đụng chút là giận, đụng chút là bực, đụng chút là hờn. Thì chính cái giận, cái bực, cái hờn này nó thiêu rụi cái công đức của mình. Gọi là nhất sân chi hỏa, năng thiêu vạn khoản công đức chi lâm. Một niệm sân nổi dậy tiêu cả rừng công đức. Cũng như hôm nay mình đi đến mình lại Ngũ Bách Danh nè, đến đêm khuya nè, có những người suốt đêm là không ngủ được nè, ngoài trời bây giờ lạnh quá không ngủ được nè, ngồi co ro cúm rúm để chừng đợi sáng mai lại, quá trời cực luôn. Được 500 danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, được một số công đức rồi, vừa bước ra ngoài kia kêu có nhìn bà bữa nay sẽ giống cọc cái với bà, thì sao? Nổi khùng lên. Cái tiếng cọc cái nó đã qua rồi mà trong tâm mình giữ cái danh từ cọc cái, nó tự nó giết mình. Gọi là sắc sanh xét, xét là ăn sắc. Nghe cái câu người ta rồi mình phiền não, rồi gì nữa, mình tự giết mình. Chúng tôi không ngờ vì sao hôm nay trời mưa trời gió mà quý vị đã nghe hòa thượng đã giảng 2 tiếng rồi, và bây giờ quý vị còn nghe nữa 2 tiếng, thì chúng tôi thấy cái đức tình của quý vị quá trời dữ dội rồi, quá trời dữ dội rồi. Mà không ngờ nếu mà hồi nãy giờ quý vị đã mệt mỏi từ hồi chiều đến bây giờ mà đi các tỉnh tới đó nha, mà quý vị mệt mỏi vậy mà chúng tôi mà giảng mà lơ lơ mà không có cái cảm xúc, mà không có một cái năng lực, chắc là quý vị bỏ chúng tôi, quý vị đi hết. Bây giờ chúng tôi ngồi bơ vơ nghe. Giảng hay quá, giờ cô mang hoa lên tặng nữa nè. Hoa này là gì? Là nhân. Trái cây là quả. Trên bàn thờ có trái cây là quả, có hoa là nhân. Nhưng mà trên bàn thờ thì mang trái cây ăn hết. Cười là biết rồi nha. Cười là biết rồi nha. Trái cây thì ăn hết, còn hoa để héo queo. Ý nghĩa lắm á ngàn. Nó có hai cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất là ai cũng thích ăn trái mà không có chịu gì, không có trang trí lại hoa mới. Mà để hoa nhất là hoa hẹ đó ngang, lâu ngày nó thúi bà cố luôn. Hiểu không? Bây giờ bắt đầu nói cho cười một chút nè, ngày nãy sợ ngủ. Giờ tối tối sợ ngủ ngàn, nói cho cười một chút ngàn. Tự nhiên con mang lên hoa, cái chúng tôi nói cái đề tài hoa một chút. Hoa này là nhân, trái là quả, đúng không? Hoa quả mà. Lắng nghe cho kỹ nghe, chỗ này chỗ hấp dẫn á, chỗ này chỗ quan trọng á. Bồ Tát Quan Âm cũng như các vị Bồ Tát muốn làm nhân, không muốn hưởng quả mà quả vẫn đến. Muốn làm nhân là cúng dường cho Phật, cúng hoa cho Phật, thì thân tướng Bồ Tát Quan Âm tự nhiên đẹp, không muốn đẹp mà nó cũng đẹp. Còn mình không làm cái nhân cúng dường hoa cho Phật, không làm cái nhân tán thán người khác, ca ngợi người khác, mà muốn cho đẹp thì nó thành xấu quá. Xấu như con ma. Đi sửa cái lỗ mũi nó cao lên, vài bữa nó sụp xuống nó xẹp.
cắt cái môi vài bữa hôm sau nó tím liệm, rồi xăm con mắt chảy ca ra tùm lum tùm la, mà cuối cùng nó giống như con ma. Bởi vì không làm cái nhân tốt mà đòi hưởng cái quả, hiểu không? Không làm cái nhân để mà mình được cái nhân là thân được mình được 80 vẻ đẹp 32 tướng tốt, mà đòi được cái quả 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp thì làm gì có. Mà lạ, con người mình là khoái lấy trái cây trên bàn thờ ăn mà hoa không chịu dẹp, hoa không chịu chưng lên hoa mới, hiểu không? Bồ Tát dạy cho mình là gì? Cứ làm nhân đi rồi quả nó đến, cứ bố thí tài đi tiền nó tới. Không bố thí tài thì làm sao có tiền nó tới? Ngồi hả họng sờ súng rụng chờ hoài không có, mỏi miệng mỏi mắt luôn, thức suốt đêm để mà suy nghĩ làm sao ngày mai có tiền, bạc cái đầu mà không có đồng xu. Là lý do gì? Trong mạng mình không có tài, không có tạo cái nhân làm gì có cái quả. Quả đó là tiền bạc của cải vật chất, cứ ngồi đời sung rụng không, cứ đợi người ta mang tới cho mình, mà không có chịu làm bố thí cúng dường làm phước thì làm sao có. Cứ như muốn có trí tuệ mà không có chịu khó in băng in đĩa giới thiệu Phật Pháp cho người khác, giới thiệu trang web vô lượng thọ.vn hoặc giới thiệu cho người ta câu A Di Đà Phật thì làm gì mình có được cái nhân quả, cái quả tốt, hiểu không? Không đi hộ niệm cho người ta cho nên lúc ngáp ngáp chết kiến thùi, kiến thùi à, hiểu không? Cho nên thành ra Bồ Tát thì thích làm nhân tốt, không cần hưởng quả tốt thì quả tốt cũng đến. Còn chúng sanh không chịu làm nhân tốt mà đòi hưởng quả tốt không đến, ngồi đó mà gì? Trời ơi, tôi đi chùa, tôi là Phật tử mấy chục năm mà sao tôi nghèo bà cố luôn, mà sao tôi xấu bà cố luôn, hả không? À, cái nhân là tôi cứ bệnh hoạn hoài, tôi đi chữa bác sĩ hoài mà nó không có, cái quả nó sanh ra cái bệnh, tôi đi bác sĩ hoài, tôi chữa hoài mà nó không hết bệnh. Đi chữa cái quả làm sao mà hết? Bây giờ làm cái nhân đi, cái nhân đừng ăn thịt chúng sanh nữa đi. Nghe cái này từ chân cơ chân tự ái, cái chân tự ái. Đó, thấy chưa? Giờ mang tiền lên nữa thấy không? Thôi thôi, từ từ mang nha, từ từ mang. Quý vị mất thời gian nha, quý vị cứ ngồi yên đó nha. Hỏi sao đứa bé đưa nhiều dữ ta? Chúng tôi vẫn biết quý vị tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi nói được, chúng tôi làm được. Nói được đó là chúng tôi nói in kinh tặng miễn phí là tặng miễn phí, trong có nói láo. In băng đĩa tặng miễn phí là không có bán, là không có bán à. In tượng Phật trên tịnh thất Quan Âm tặng miễn phí là tặng, chứ không có bán à. Nhớ nghe, phóng sanh là thực sự có phóng sanh à. Chúng tôi làm được như vậy là cảm đến những đứa nhỏ đó, chút xíu xíu những đứa nhỏ nó lên. Bồ Tát nói mình là nên làm nhân, chắc Bồ Tát khiến cô đó mang cái bình hoa lên chứ không mang trái cây lên. Bồ Tát kêu mình làm nhân đi rồi quả nó sẽ tự đến. Làm nhân bố thí tài là tiền của nó đến với mình. Mà bố thí qua chiều hướng gì? Mua một con cá bỏ tiền ra là tài thí, hồi hướng niệm Phật quy y cho nó là pháp thí. Và đáng lẽ hai ngày nữa nó chết, mình mua mình thả nó sống được thêm mấy ngày nữa là thọ mạng nó kéo dài. Mình được thọ mạng kéo dài là công đức vô ý, là sức khỏe sống lâu, ít bệnh hoạn. Lấy tiền đổi qua công đức phóng sanh, Phật dạy 10 công đức phóng sanh. Lấy tiền đổi qua công đức in kinh, bỏ tiền ra gọi là tài thí. In kinh cho người ta tụng là pháp thí. Người ta không sợ chết nữa, vì chết có về Tây Phương Cực Lạc là vô ý thí. Lắng nghe ngang, cái này cái người có làm nói nó mới có cái hồn ngang, nó mới có cái năng lực ngang, nó mới có cảm xúc nha. Chứ mà nói mà đòi môi chất lưỡi không làm là quý vị nghe, quý vị về quý vị bỏ chất lớt à. Ồ, hôm nay thầy nhàn giảng hay quá, hỏi hay sao quên hết trơn rồi. Bởi vì cái bản thân chúng tôi nói mà không làm, cho nên thành ra chúng tôi nói quý vị cũng bỏ qua à. Cho nên pháp Phật là pháp phải hành ngang, pháp hành chứ không phải pháp nói ngang. Nói ai nói cũng được à, làm được mấy ai. Lắng nghe cho quan trọng chỗ này ngang. Cho nên thành ra hôm nay bao nhiêu người Phật tử mà ngồi lắng nghe đây, từ trên xuống dưới, đứng bên ngoài sắp lớp chắp tay như vậy đó ngang, là bởi vì chúng tôi nói mà chúng tôi có làm, không phải chúng tôi khoe khoang nha, mà chúng tôi đang nói để chỉ cho quý vị làm. Mà với cái sức ảnh hưởng bây giờ là mấy chục ngàn người, mà chúng tôi đưa cái đĩa lên là mấy trăm ngàn người. Cái đĩa này không phải là chỉ trong vòng thời gian ngắn chúng tôi lấy xuống, mà chúng tôi để đến khi 5 năm, 10 năm sau người ta nghe những điều này, bắt đầu người ta bắt chước làm. Thì khi người ta làm
làm là thực hành á. Người ta biết bố thí tài, người ta biết phóng sanh, người ta biết in kinh, người ta biết làm phước, người ta biết niệm Phật, người ta biết hộ niệm, người ta biết lạy Phật, cũng như người ta biết về đây lại 500 danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, là được một cái công đức thù thắng, là gieo cái nhân để cảm Đức Quan Âm, để lúc gặp cái quả xấu xảy ra, người ta nhớ Đức Quan Âm Bồ Tát, người ta niệm. Còn nếu không lạy, không niệm, thì lúc gặp nạn không nhớ để niệm. Nhớ ngang, nhớ ngang. Bây giờ có huân tập cái chủng tử lạy, huân tập cái chủng tử ngồi đây nghe Pháp ngang, nghe đến cái công đức Quan Âm Bồ Tát, nghe đến sự màu nhiệm và cái linh diệu của Đức Quan Âm Bồ Tát, nó trở thành chủng tử á. Mà chủng tử này sáng ngày mai mình thấy bình thường, không có gì hết ngang, mà nó còn nằm trong tâm á, khi đụng chuyện một cái nó xuất hiện cho coi. Nó xuất hiện đó là gì? Tha thiết niệm Quan Âm, tha thiết tin Quan Âm. Đó, cái đó là cái chủng tử. Cái đó là cái lúc mà gặp nạn nó xuất hiện. Mà vì sao gặp nạn xuất hiện? Là vì do trong quá khứ cũng như hôm nay mình có ngồi đây nghe Pháp và có lại danh hiệu Quan Âm, thì tương lai về sau gặp nạn thì những cái công đức và những cái niềm tin này nó lóe sáng, nó cứu mình. Hay lắm đó ngang. Chỗ này là kinh nghiệm, đã trải nghiệm rồi đó ngang. Quý vị hôm nay mà nghe chúng tôi mà nói đến những cái năng lực này và cái cảm xúc này á, và chúng tôi đã trải nghiệm qua và gặp những khổ đau, cũng như nãy chúng tôi kể cái chuyện nhiệm màu mà khổ đau mà đau bao tử, mà niệm Quan Âm thấy năng lực hào quang của Ngài, một vùng trời sáng. Đó là chúng tôi đã trải nghiệm qua cái sự khổ đau về đau bao tử mà cảm đến Quan Âm Bồ Tát. Cho nên hôm nay chúng tôi nói ra nó có một cái năng lực như vậy, là chúng tôi đã trải nghiệm. Nhớ nghe, đã trải nghiệm. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay thực sự mà nói, với một cái số lượng người mà từ hồi nãy đến giờ 2 tiếng đồng hồ ngồi dưới đất đau chân đau cẳng mà lắng nghe như vậy, thực sự chúng tôi rất là cảm xúc. Cảm xúc nhiều lắm. Thưa quý vị, 10 giờ 5 phút à. Hồi nãy giờ 2 tiếng 5 phút rồi đó. Nghe nữa không? Bây giờ chúng tôi, cái buổi giảng chúng tôi tạm ngưng đến đây. Giảng nãy giờ có Hương Linh muốn qua gặp. À đâu, qua đây đi. Qua đây. Thưa quý vị, một số các vị Hương Linh họ cũng về đây họ lạy. Hồi nãy giờ họ cũng nghe Pháp, mà giờ họ vô cái xác của cô này, họ muốn gặp Thầy. Giờ không biết gặp cái chuyện gì đây, họ vô đây. Các cái xác đang đứng trước mặt Thầy là cửa quyền có 8 người. Về đây xin Thầy nhận. Thầy chút xíu nữa sẽ làm lễ quy y cho các vị Hương Linh. Rồi các vị Hương Linh Thầy nhận ở đây để niệm Phật tu hành. Ha? Rồi đứng ở đây muốn nói gì nói chút xíu không? Dạ con sao, con nói Thầy nghe. Con là bà cô Tổ Hòa Trình. Sao? Gia đình nhà con không chịu đi tu. Con buồn, con khóc. Muốn đi tu nhưng chẳng bằng cách nào. Hôm nay đến nghe Thầy giảng kinh. Gia đình chúng con xin được quy tụ quy tại đây. Thầy hãy hứa đừng cho chúng con ra đường. Tội lầm Thầy ơi. Gia đình con tôn ngươi không thương người. Thân xác con đau đớn quạnh nhiều, nhưng chẳng biết làm sao nói có nhiều người ở trong này, nhiều thầy cô Phật tử cũng nghĩ rằng đây là giả tạo hoặc không phải Hương Linh đó, thì rất là khó trên cái chương trình Hoằng Pháp của thầy. Giờ thầy muốn hỏi Hương Linh là tên gì, bao nhiêu tuổi, vào cái xác này để thầy biết. Con là bà cô Tổ Hòa Trị. Với thân xác này mang tạm vong linh. Thứ nhất, Trịnh Văn Tuyển. Thứ hai, Trịnh Thị Ngựa.
ông cố Trịnh Văn Mẫn và bà cố Nguyễn Thị Mẫn. Anh trai không chịu đặt tên, anh trai thứ hai Trịnh Văn Đức, con hài nhi của thể xác này là vô danh. Kính thầy là tám vong linh, cộng thêm con cũng muốn tu hành. Xin thầy hãy cho con quy dòng tộc họa Trịnh hôm nay đến đây để thưa thầy cho chúng con được quy tại chùa này. Và lần sau có lễ, xin mời bà con, bà chính thi giảng phải lên trên này quy lạy, ta sẽ tha thứ vì vợ này suốt ngày chê bai phán nhị, đi đâu cũng nói rằng tin nhưng không tin, nói nhiều. Vậy là thầy tin, bởi vì do Hương Linh nói tám người có một thai nhi vô danh, thì thầy đặt cho thai nhi đó là Diệu Âm, là tên của một vị Quan Âm Bồ Tát sáng mai có một danh hiệu Nhất Tâm Lệnh Lễ Nam Mô Diệu Âm Quán Thế Âm Bồ Tát. Và tất cả mọi người, nam là Diệu Âm Đức Thọ, nữ là Diệu Âm Liên Tình, thầy đặt pháp danh trước cho các vị Hương Linh. Thầy nghe thầy rất là cảm xúc, vì thầy thấy Hương Linh đã nói bằng tấm lòng thật của mình, cho nên thầy tin. Cho nên giờ đây thầy sẽ làm lễ quy y luôn ha. Dạ tốt quá, thôi được rồi, thầy cảm niệm công đức. Dạ, xong rồi trả cái xác cho họ và để ở đây tu ha. Con thương cái lớp hát này lắm. Bây giờ con thương cái xác này đó, thì con không có được theo Phật. Bởi vì con thương cái xác này là cái xác, đây là cái xác người còn sống, mình phải trả cho họ còn sống, gọi là âm theo âm mà dương theo dương. Mà con phải niệm danh hiệu Phật Di Đà thì con mới giảng sanh. Còn con kẹt trong cái xác này là con không bao giờ giảng sanh, làm sao con siêu thoát. Con đã về quy y rồi mà con phạm vào cái giới là mượn xác mà người ta không cho, gọi là ăn cắp. Mà ăn cắp làm sao mà mình theo Phật được, hiểu chưa? Giờ nghe lời thầy, tin tưởng thầy, chứ thầy không có buồn. Hôm nay có duyên đến đây với thầy rồi, thầy nói mình biết nghe và ở đây tu tập để mình có cái phước, một mình làm người, còn hai nữa Phật Di Đà rước con về cực lạc. Nghe lời thầy ha, rồi giỏi ngoan, bây giờ quỳ xuống đây đi, chút nữa thầy làm lễ cho. Ông sao đứng hết trơn ạ? Tự nhiên thầy nghe các vị này, thầy thấy đây không phải là người người thường mà nói được cái cảm xúc này. Với cái nhân duyên mà những người Hương Linh nghe chúng tôi giảng từ trước đến giờ chắc cũng cả trên cả trăm người họ xin quy y. Nhưng đợt này chúng tôi thấy cái vị Hương Linh này họ tha thiết dữ quá. Họ cảm xúc nghe những lời chúng tôi giảng và họ muốn tu. Nhưng họ mất cái xác, họ muốn mượn cái xác này để họ tu. Nhưng mà mượn cái xác này rồi, cái linh thức của cái xác này bây giờ họ làm sao? Họ bị trở ngại, cho nên thành ra chúng tôi khuyên cái Hương Linh này rất là ngoan, nghe theo. Cho nên nãy giờ chúng tôi nói với chị là cái người âm á, nhiều hơn người dương á ngàn. Người dương là mấy 40,000 cho người âm là mấy trăm ngàn á. Quý vị đi lễ Quan Âm Bồ Tát, các vị Hương Linh gia đình quý vị theo quý vị đến đây á, mà họ chưa có cái duyên họ vào như cô này. Họ vào mà họ sợ không dám vô. Mà sao cái Hương Linh này có duyên để vào trong một cái pháp hội, trong một cái hội trường, trong một cái chánh điện này, không phải là dễ đâu à. Vị này Hương Linh này có duyên nhiều đời nhiều kiếp, ở đây tu một thời gian có thể là mãn nguyện, rất mãn nguyện. Cho nên quý vị về tổ chức một cái pháp hội này là gọi là âm siêu dương thế á. Cho nên chúng tôi nói quý vị là cái sự vi diệu màu nhiệm. Cho nên thành ra giờ đây chúng tôi xin đồng cầu nguyện mười phương chư Phật, nhất là Đức Phật A Di Đà phóng ánh ngọc hào quang tiếp độ những vị Hương Linh tha thiết trong ngày lễ vía. Và chúng tôi mong các vị Hương Linh tha thiết sáng hôm nay chúng tôi lạy 500 danh hiệu, thì các vị Hương Linh này cũng lạy 500 danh hiệu với chúng tôi để gieo duyên với Đức Quan Âm Bồ Tát, đã rước vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ còn cái xác này mà mình muốn làm lại làm người nó cũng khổ lắm. Bản thân thầy là con người, là thân nam mang thân tu sĩ, mà thầy cũng muốn vãng sanh sớm chừng nào tốt chừng đó. Mà bây giờ Hương Linh nương gá vào cái xác thân thì nó rất khó vãng sanh.
kẹt trong cái xác thân nó khó vãng sanh. Vì vậy thôi, hôm nay cái nhân duyên rất là thù thắng và hương linh đang ngồi đợi chúng tôi để quy y, thì tất cả mấy Phật tử chúng ta đều quỳ lên hết, quỳ lên chắp tay trang nghiêm ha, quỳ thẳng lên chắp tay trang nghiêm ha, để chúng tôi cùng quý vị, chúng tôi đọc trước, quý vị đọc theo sau. Những vị đang ở dưới và tất cả mọi người, toàn thể mọi người ở trong nhà, đứng trong nhà đục mưa hoặc bất cứ chỗ nào, đồng quỳ xuống, đứng ngoài đường cũng quỳ cho chúng tôi, hoặc đứng ở dưới sân cũng quỳ cho chúng tôi. Quỳ để làm gì? Quỳ để thành tâm cầu nguyện cho những hương linh của gia đình của mình. Mà quý vị mới thấy người thiện việc thiện đó nha, mới thấy người thiện việc thiện đó. Trên một cái pháp hội như vậy, chúng tôi tổ chức là có cái sự gia trì của Lâm Thần Hộ Pháp, và các vị hương linh họ đến đây họ tu quá ngang, gia đình quý vị đến đây tu á, cái lợi lạc nó thù thắng lắm quý vị à. Mà hầu như những pháp hội lớn nào chúng tôi thấy, nhưng mà 8 cái pháp hội đến hôm nay pháp hội thứ 9 là cảm được cái pháp hội này, cảm được cái tâm của chúng tôi. Mà nãy giờ chúng tôi giảng 2 tiếng đồng hồ mà cổ nói rằng về sau mà đến đây pháp hội là hương linh phải lên trực tiếp trên này để nghe pháp. Dễ sợ. Giờ đây là một cái lúc mà chúng tôi cảm nhận rằng các vị hương linh có lợi ích do 8 cái vị hương linh này đi vào trong cái thân cô này mà nói một cái cảm xúc mà chúng tôi nghĩ không phải là cô này có tự bị đặt ra được. Cho nên có những người người ta không tin, người kêu thầy, ông thầy giác nhàn bị đặt, kêu hương linh nhập đồ này nọ cho có tiếng tâm. Chúng tôi không có cái ý niệm này, ngồi trước tâm bảo không bao giờ dám có ý niệm này đâu à. Ý niệm tà này là coi chừng mình không thành tựu được con đường sứ mạng để mà hồng pháp của Như Lai cũng như trên con đường mình tu tập đâu à. Đây là những cái cảm xúc của họ mà chúng tôi trắc nghiệm qua từng tên từng người. Nếu mà không có 8 hương linh này làm sao cô này có nói được tới 8 cái tên liền như vậy. Chúng tôi nói cho quý vị xác minh lại là gia đình quý vị đang theo quý vị để tu á, tin vào Đức Phật A Di Đà là được đầy đủ hết. Sao mình không tin vào Đức Phật A Di Đà, mình tin vào ai? Tin vào mình là có Phật tánh và niệm Phật, cảm với Phật. Mà đã cảm với Phật rồi thì tất cả mọi thứ Phật lo. Điều này Hòa Thượng Tịnh Không nói, tin Phật đi Phật sẽ lo. Lo cái gì? Lo tùy giai mãn nguyện, tất cả đều được mãn nguyện hết. Vì sao chúng tôi nói tin vào danh hiệu Đức Phật A Di Đà là được đầy đủ? Vì trong danh hiệu Đức Phật A Di Đà là gọi là vô lượng công đức, vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng công đức là nhờ công đức này mà phước báu tiền bạc nó sanh ra. Vô lượng quang là trí tuệ sáng suốt, và vô lượng thọ là thọ mạng kéo dài từ một danh hiệu A Di Đà Phật. Cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát phải về bên cạnh Đức Phật A Di Đà, do cái hạnh nguyện Đức Phật A Di Đà quá lớn. Cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát phải đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà để gì? Để mà nương cái thần lực của Phật A Di Đà mà xuống cõi Ta Bà độ sanh. Vi diệu lắm nha, cái chuyện này không phải là Quan Âm Bồ Tát, Đức Phật Di Đà chúng ta không thấy mà chúng ta nói mê tín dị đoan nha, không phải à. Danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát và Đức Quan Âm Bồ Tát là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Pháp Hoa, và nói trong kinh Phẩm Phổ Môn, bộ kinh Pháp Hoa. Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có nói đến Đức Quan Âm Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa mà chúng ta sùng bái Đức Quan Âm Bồ Tát, gọi là sùng bái một nhân vật hư cấu, là chúng ta gọi là mê tín. Còn nếu mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có nói Đức Quan Âm Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa là có 32 tướng để độ xuống sanh, và cầu gì được đó, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói Đức Quan Âm Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa thì có nhân vật Quan Âm Bồ Tát, chứ không phải không có. Nhớ cho rõ nha, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Đức Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong kinh A Di Đà thì phải có Đức Phật A Di Đà, mà có Đức Phật A Di Đà thì có cảnh giới Cực Lạc. Mà có Đức Quan Âm Bồ Tát ở bên cảnh giới Cực Lạc, cho nên quý vị nhìn bức hình Tam Thánh là thánh chúng, đó là sự thực trong có giả. Nên nhớ như vậy. Có nhiều người nói Đức Phật A Di Đà có thấy đâu, Đức Quan Âm Bồ Tát có thấy đâu mà tin. Tin như vậy tin mê tín. Đức Quan Âm Bồ Tát là tánh nghe, Đức Phật A Di Đà là tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ. Đó là nói lý thôi, không phải đâu à, chưa đủ đâu à. Phải nói sự lý biên dung. Sự là có Đức Phật A Di Đà cách đây 10 muôn ức cõi, ngài ở Tây Phương Cực Lạc thành Phật 10 kiếp, hiện tại đang thuyết pháp rõ ràng như vậy, và có người vãng sanh Cực Lạc. Giảng tịnh độ là phải giảng như rứa nha. Và có Đức Quan Âm Bồ Tát bên cạnh Đức Phật A Di Đà ở cảnh giới Cực Lạc bằng sự, phải giảng như thế. Chứ đừng có nói chỉ có tự tánh Di Đà và tự tánh nghe là Quan Âm và là Di Đà, nói vậy lý chưa đủ đâu.
Chúng ta trở lại cái câu chuyện Đức Quan Âm Bồ Tát, một danh hiệu của Ngài là cầu gì được đó. Cầu con trai. Thì hai vợ chồng lên tượng Quan Âm Bồ Tát và có cái tâm nguyện với Đức Quan Âm Bồ Tát, con nguyện có một đứa con. Quý vị biết sao? Họ niệm Quan Âm suốt như vậy. Thì trong cái tâm mà họ niệm danh hiệu Đức Quan Âm á, nó chứa đựng cái công đức của danh hiệu Đức Quan Âm. Nó đi vào trong tâm cô ta. Cô ta khởi lên một cái tâm tốt, thương người, giúp người, làm nhiều điều thiện, làm nhiều điều phước. Thì từ cái danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát khai mở cái tâm của cô ta. Cho nên thành ra nhờ cái phước báu đó mà cổ nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát nằm ban đêm thấy Đức Quan Âm Bồ Tát đưa cho một đứa con trai. Mơ, nằm mơ thấy Đức Quan Âm Bồ Tát bưng một đứa con trai đưa cho cổ. Khi bưng đứa con trai đưa cho cổ xong thì sáng cổ thức dậy, cổ mới kể ông chồng nghe. Thì một thời gian ngắn đi khám thì cô này mang thai. Thì cô này mang thai nhưng mà trong lòng của cổ rất là hoan hỷ. Và cái giấc mộng mà cổ thấy Đức Quan Âm Bồ Tát bưng đưa đứa con á, nó cứ quay quần trong đầu cổ miết thôi. Và cổ nghĩ rằng đứa con này là Đức Quan Âm Bồ Tát cho. Vì sao Đức Quan Âm Bồ Tát cho? Bởi vì cổ niệm danh hiệu Đức Quan Âm. Lắng nghe cho kỹ nha. Cổ niệm danh hiệu Đức Quan Âm, cho nên thành ra cảm được Đức Quan Âm, thấy Đức Quan Âm Bồ Tát bưng đưa cho một đứa con. Thì như vậy cổ mang thai xong, cổ sanh đứa bé này ra, mà cổ sanh rất là dễ dàng. Và đúng đứa bé trai luôn. Trong giấc mơ thấy Đức Quan Âm Bồ Tát bưng một đứa bé trai đưa, thì cổ mang thai và khám là đứa bé trai luôn. Thì cổ càng tin nữa. Thì sao nữa? Cổ sanh ra đứa bé này, cổ đưa thịt và nước thịt cho nó, bắt đầu nó ăn được á. Và đưa nước thịt cho nó mửa ra, nó không ăn. Nó ăn không được. Ô lạ, đứa bé này rất lạ. Ăn thịt vô là nó mửa ra quý vị. Cá, bất cứ những cái loài động vật là nó ăn không được. Nhưng loài thực vật, nhất là loại củ quả nấu chung với cháo xay ra, lúc còn nhỏ nó ăn thì nó rất là thích. À, là đặc biệt đứa bé này, nó có một điều xuất hiện. Trên cái mặt của đứa bé nó có một cái bớt màu đỏ, nhìn thấy y như Đức Quan Âm ngồi trong đó. Cái bớt ngay cái mặt á, y như Đức Quan Âm ngồi. Nếu quý vị chịu khó theo dõi thường xuyên cái trang web vô lượng thọ.vn thì nó sẽ xuất hiện cái đĩa tổ chức pháp hội vô lượng thọ tại Chicago, Hoa Kỳ. Thì quý vị thấy đứa bé này mới có 4 tuổi thôi. Nói ba đó, cho con một cái hộp. Con rất thích nghe đĩa của thầy Nhàn giảng. Mới có 4 tuổi nha. Con rất thích nghe đĩa của thầy Nhàn giảng. Con có dư tiền con bỏ cho cái hộp này, để khi nào con gặp thầy Nhàn con gửi về để thầy Nhàn phóng sanh với nuôi mấy bà già. 4 tuổi nó nói được rồi. Bữa đó nó qua nó chạy lại, nó gặp chúng tôi, nó bận cái áo người tu á, màu vàng, nó ôm chúng tôi ngồi trong lòng. Chúng tôi có chụp mô hình đó, có gửi lên trên trang web luôn. Thì đứa bé này nó khi mà nó ra ngoài trời nó chơi buổi trưa á, mà nó đặc biệt là nó chơi, nó không có chạy giỡn cợt như những đứa bé khác đâu. Những đứa bé khác giỡn cợt chạy đùa, cho nó cứ ngồi chỗ nó nhìn nó cười thôi. Rất là lạ. Thì chúng tôi nghĩ chắc trong cái thời gian mẹ mang thai nhớ đến cái giấc mộng mà niệm Quan Âm Bồ Tát, Đức Quan Âm Bồ Tát bưng một cái đứa con đưa là thứ nhất. Vấn đề thứ hai là gì quý vị biết không? Vấn đề thứ hai là trong lúc bà mang thai thì cô này có niệm Quan Âm rất nhiều. Và nhờ cái tâm bà niệm Quan Âm đó, cho nên thành ra đứa bé này về cái tướng của nó cũng đẹp, mà về cái tâm của nó cũng gì, cũng trang nghiêm. Mà nó đặc biệt là từ lúc sanh ra cho đến cái lúc mà 4 tuổi này đó, đặc biệt không bao giờ khóc, hầu như không khóc, chỉ biết cười thôi mà. Nó lạ. Và khi nó ra ngoài trời buổi trưa nắng hửng lên á, buổi trưa á, thì càng nắng chừng nào thì cái mặt của nó hiện cái bớt màu đỏ, Quan Âm càng rõ cho nó. Cho nên thành ra trong đạo Phật mới nói là tâm tưởng sự thành. Mình tưởng Đức Quan Âm Bồ Tát thì gì? Thì cái tâm của mình tưởng Đức Quan Âm Bồ Tát thì cái con người của mình lâu ngày nó biến thành nhân vật đó. Lắng nghe cái chỗ này quan trọng nha. Chúng tôi đang thấy quý vị có cảm xúc trong những lời giảng chúng tôi. Bởi vì hồi nãy giờ đang nói tiếng Việt Nam không?
Chúng tôi thấy quý vị đang cảm xúc lời giảng của chúng tôi, mà trong người chúng tôi cũng đang cảm xúc. Cảm xúc đây bởi vì chúng tôi nói đến cái đức tướng danh hiệu Quan Âm và nói đến nhân vật Đức Quan Âm, thì tức thì chúng tôi nhận được cái sự giá trị của Quan Âm. Và quý vị ngồi đây, quý vị có một cái niềm tin với Đức Quan Âm thì quý vị cũng sẽ nhận được cái giá trị này. Cái này không phải mê tín dị đoan nghe. Nếu nhân vật Đức Quan Âm Bồ Tát không phải là một nhân vật mà có thực Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong Kinh Pháp Hoa, thì những cái hình tượng này không được tồn tại đâu. Và cái sự ảnh hưởng của cái quần chúng á, để mà lưu truyền đến ngày hôm nay, nó bị gì? Mai một, tức là mất đi rồi, đúng không? Nếu Đức Quan Âm Bồ Tát là nhân vật hư cấu á, tức là không phải là một nhân vật mà có thực, xưa kia cũng là một vị phàm phu, và do Ngài giác ngộ tu tập về cái tánh nghe, cho nên thành ra Ngài đạt được nhĩ căn viên thông, và Đức Quan Âm Bồ Tát thành Phật trong thời quá khứ, gọi là hiệu chánh pháp Minh Như Lai. Và mãi đến hôm nay Ngài điều gì? Ngài điều có cái tâm để nhìn xuống cõi ta bà này độ chúng sanh. Mà thường Ngài vào cõi ta bà này là Ngài mặc gì? Ngài mặc cái y màu trắng, hiện thân thành người nữ. Mà vì sao gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát? Vì sao cái danh hiệu Ngài tên là gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát? Quan là quan sát, hay là quán gọi là quán sát. Thế là trần thế, là cõi ta bà mình này. Mà không những cõi ta bà mình, mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tất cả mười phương pháp giới, Ngài có cái thần thông diệu dụng. Bất cứ một cõi nào trong thập pháp giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, mà nghĩ đến danh hiệu Ngài, mà thành tâm, mà nhất tâm niệm đến danh hiệu Ngài, đều có sự gia trì của Ngài hết. Nhưng mà Ngài nói thế đây là Ngài muốn nói vào cái thế gian của chúng ta. Quán là quán xét, thế là thế gian này, hay gọi là trần thế. Quán thế âm, tức là âm là âm thanh, thế là trần thế. Quán thế âm Bồ Tát, tức là Ngài chuyên nghe những âm thanh đau khổ và tiếng kêu cầu của những người ở trong thế gian này, để Ngài đến đó để Ngài cứu độ. Vì sao Ngài cứu độ? Bởi vì Ngài có nghìn tay và nghìn mắt. Thiên Thủ Thiên Nhãn cũng là một hóa thân của Đức Quan Âm nha. Trong bàn tay có con mắt. Con mắt đây tượng trưng cho cái nhìn là trí tuệ, bàn tay là hành động. Và khi Ngài nhìn thấy và Ngài nghe tiếng kêu cầu của chúng sanh, thì Ngài có hành động đến Ngài cứu vớt bằng mọi cách. Ngài thể hiện bằng nhiều cách hóa thân. Không phải một hóa thân mà nhiều hóa thân. Vì vậy cho nên cái hóa thân của Đức Quan Âm Bồ Tát đến 32 ứng hóa thân. Mà 32 ứng hóa thân này, Ngài đi vào tất cả các cõi, không những cõi ta bà, mà tất cả các cõi Ngài đều độ chúng sanh. Thưa quý vị, cho chúng tôi nói đến cái bản thân của mình cảm đến Quan Âm Bồ Tát, và vì sao chúng tôi đặt Tịnh Thất Quan Âm là Tịnh Thất Quán Thế Âm. Cái này chúng tôi cũng có nói một vài lần mà một số những người trong này chưa nghe. Cách đây hơn 10 năm về trước, chúng tôi bị đau bao tử. Mà đau bao tử thì nó rất là khó chịu và ăn không được, thì chúng tôi phải nhịn ăn một tuần. Và khi nhịn ăn một tuần như vậy thì trong người nó cũng quá đuối rồi quý vị, yếu. Và đêm hôm đó chúng tôi cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà nhớ nghe, niệm Phật, niệm Quan Âm lâu ngày rồi, cái bắt đầu trong cái giấc ngủ mình vừa thiếp xuống mình vẫn niệm được luôn. Còn nếu mà cái sức niệm Quan Âm và niệm Phật mình không có liên tục, không có lực á, thì mình vừa vô giấc ngủ là nó mê liền, tức là nó quên liền. Thì chúng tôi nhờ một tuần đó, chúng tôi niệm suýt suốt suýt thì vừa nằm thiếp ngã xuống một cái thì trong đầu vẫn niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vừa mới thiếp nằm xuống thôi, chứ phải là ngủ. Mình mới thiếp nằm xuống thì trong đầu vẫn niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và lúc đó Đức Quan Âm Bồ Tát xuất hiện. Chúng ta nói bây giờ nó còn cái cảm giác.
Thì khi Đức Quan Âm Bồ Tát xuất hiện trong không trung và hào quang của Ngài sáng vô cùng, và trong tâm của mình càng niệm lớn chừng nào, càng niệm nhiều chừng nào, thì Quan Âm Bồ Tát càng xuất hiện trong không trung lớn, to, thật là to. Hào quang của Ngài trùm phủ hết cả thân tâm chúng tôi mà một vùng trời sáng luôn. Thì lúc đó càng niệm lớn chừng nào thì đức cái tướng của Ngài, thân tướng của Ngài càng to chừng đó, và hào quang của Ngài càng lớn chừng đó. Rồi từ từ cái niệm nhỏ, lần lại, thì cái hào quang và cái tướng của Ngài, cái đức tướng của Ngài nhỏ lại lần, và mình vừa ngưng niệm trong tư tưởng là hết luôn, không thấy nữa. Nghĩa là cái lực của tâm mình nó niệm chưa đủ cái sức để mình có thể là cảm đến Ngài, gọi là mình có thể mở mắt, hoặc giả là mình có thể là cảm đến cái thời gian và cái đức tướng của Ngài nó kéo thời gian dài hơn. Thì khi Ngài vừa biến mất một cái là gì? Tự nhiên thấy đứa bé. Thì trong đầu thấy đứa bé này, thì trong kinh nói rằng Ngài hiện tướng đồng nam và đồng nữ. Đồng nam là con trai, mà đồng nữ là con gái. Mà con gái, đứa bé gái, đứa bé trai gọi là đồng nam, đồng nữ. Đồng là nhi đồng, còn trẻ. Thì đứa bé này cầm hai viên thuốc đưa chúng tôi. Thì khi thấy đứa bé cầm hai viên thuốc đưa, thì trong đầu nghĩ là đây là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát cho chúng tôi thuốc. Thì khi cầm hai viên thuốc uống vào trong người, tự nhiên cái cảm giác á, nó mát lạnh từ trên đầu xuống dưới chân luôn. Và cái cảm xúc trong người nó lạ kỳ. Thì lúc đó mình mới thấy rằng là sự gia trì Quan Âm Bồ Tát do mình định bệnh đau bao tử, mình niệm danh hiệu Ngài, rồi Ngài ứng hiện, Ngài cho thuốc. Thì chúng tôi gặp một vị Hòa Thượng Tịnh Hạnh á, hình như ở bên Pháp, bên Mỹ, Ngài cũng gặp Quan Âm Bồ Tát cho 12 viên luôn chứ không phải 2 viên. Cái này có nhiều người nghe, có một số các thầy nói mê tín dị đoan. Nhưng riêng bản thân chúng tôi khi mà uống hai viên thuốc đó là mình có cảm giác, cũng như uống nước nóng lạnh tự mình biết. Rồi khi uống hai viên thuốc xong cái bắt đầu là nhìn thấy một đàn voi đứng ở bên ngoài. Thì có một ông voi, ông to dữ lắm. Ông tới gần chúng tôi, ông mới quỳ xuống, ông lấy cái chân á, ông khều khều. Ý ông muốn kêu chúng tôi ngồi lên trên cái lưng đó. Thì khi lúc đó nhìn thấy con voi như vậy xong á, nó cảm động, nó òa lên khóc, nước mắt nó ra nhầy nhụa, và thức dậy còn nghe tiếng mình đang khóc và thấy nước mắt chảy ra. Thì chúng tôi mới viết một cái tập giấy, một cái đề tài gọi là tỉnh giấc mộng. Bây giờ mình gặp một giấc mộng đó, gửi cho Hòa Thượng Quang Đạo. Hòa Thượng Quang Đạo chủ trì chùa Phước Viên ở trên Đồng Nai, ngay chỗ gần Biên Hòa. Thì Ngài coi, Ngài kêu đây là cái sự thành tâm của con. Con niệm Đức Quan Âm Bồ Tát mà con cảm được. Hòa Thượng coi cái tập tỉnh giấc mộng này. Thì mãi cái sự việc đó trải qua hình như là hơn một năm. Thì có một cô Phật tử mua một miếng đất tại tỉnh Hắc Quan Âm. Hai sào là chỉ có 20 triệu, mà 20 triệu lúc đó là vào 4 cây vàng, 5 triệu một cây vàng. Có mua hai sào là 2.000 m² á, là 20 triệu. Thì khi chúng tôi được cổ mua, cổ cúng dường miếng đất trên đó, thì lên nhìn miếng đất trên đó thì rất là ngạc nhiên. Sau lưng tỉnh Thất Quan Âm nhìn lên là thấy một ông voi. Ông voi đó là một cái quả núi rất lớn, mà voi này nó giống như con voi trong giấc mộng, là nó quỳ xuống và cái đầu á hướng lên trên Đà Lạt, cái dòi á nó cong, nó chạy xuống tại tỉnh Hắc Quan Âm. Và cái miếng đất chúng tôi là nằm ngay cái bụng, cho nên lúc nào cũng có gạo ăn hết. Lạ nha, nằm ngay cái bụng, cho nên thành ra thấy lúc nào cũng có gạo ăn. Đến hôm nay 1.500 người mà dư gạo luôn. Chú Hiền nói theo thầy, bữa nay gạo dư quá, mày mang đi cho. Ăn một ngày bữa nay hơn 10 tấn gạo á. Thì khi chúng tôi cất cái tịnh thất đó, rất là lạ là có miếng đất đó. Rồi cô đó có phát tâm 45 triệu là 7 cây vàng để chúng tôi xây cái miếng đất đó, xây dựng ở trên miếng đất đó một cái thất. Mà chỉ có cái thất thôi, còn rất là đơn sơ.
Thì chúng tôi nghĩ rằng sở dĩ chúng tôi đặt Tịnh Thất Quan Âm là do trong cái giấc mộng này gặp một cái ông voi, ông chở chúng tôi lên trên đó. Mà sở dĩ gặp ông voi này, trước gặp ông voi này là gặp đứa bé cho hai viên thuốc. Mà trước gặp đứa bé này là trong tâm mình niệm Quan Âm, gặp ánh quang minh Quan Âm và gặp cái thân tướng của Ngài trong cái tư tưởng mình niệm, cho nên nó cảm được với Ngài. Cho nên thành ra y như là Ngài đưa chúng tôi lên trên Tịnh Thất Quan Âm để làm gì? Để lập một cái quốc độ nơi đó, để làm một cái trạm trung chuyển, làm một cái trạm trung chuyển đưa người về Tây Phương Cực Lạc. Thì quả thiệt hôm nay với lượng người 1.500 người về, một ngày 12 tiếng họ niệm Phật xuyên suốt trên đó. Thì chúng tôi nói, chúng tôi đặt Tịnh Thất Quan Âm là lấy danh hiệu của Đức Quan Âm Bồ Tát đặt tên cho cái tịnh thất, đặt tên cho cái ngôi chùa mình. Mà ai nghĩ đến Tịnh Thất Quan Âm là người ta nghĩ đến danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát. Chỗ này quan trọng nha, chỗ này quan trọng nha. Chúng tôi còn không ngờ đến ngày hôm nay, tuy rằng chùa chúng tôi là chùa tôn thôi nha, chùa tôn thôi, bởi vì chúng ta không có cái duyên để xây dựng, không có một cái phước báu giống như hòa thượng viện chủ ở đây xây một cái cơ ngơi nó lớn như vậy. Chúng tôi chỉ là ngôi chùa tôn thôi, mà sao lạ, hương linh họ về trên đó họ cũng thích quá vậy. Vừa rồi có một hương linh ông lên, chúng tôi mới đi Mỹ về, ông kêu thầy, thầy đi lâu quá rồi con về con đợi thầy, con 100 năm mà thầy, con chết 100 năm mà chưa siêu. Thôi nhập vô cô con gái mà nói con là chết 100 năm rồi mà con chưa siêu. Trời ơi, giờ con xin ở chùa thầy, không biết sao con làm người lại không được. Thầy biết sao mà con làm người lại, con cầu làm người hoài mà con không gặp cái duyên để con làm người thầy. Thầy kêu do ông xài hết cái phước làm người rồi. Ông ở Dương Gian cái đời trước ông không biết bố thí cúng dường làm phước, ông xài hết cái phước rồi. Cho nên bây giờ ông mất, cho nên thành ra ông đói rách. Ờ đúng rồi, không có chùa thầy là con đói dữ lắm nha thầy. Nhờ có chùa thầy mà mỗi buổi chiều người ta cúng thí thực con no, con cảm ơn thầy nha. Xúc ra cái bà kia ngã cái bịch. Thấy chưa, thấy cái vụ này chưa? Trời ơi. Cho nên chúng tôi nói quý vị biết là cái duyên của chúng tôi với Đức Quan Âm Bồ Tát rất sâu sắc. Hôm nay chúng tôi kể ra đây không phải chúng tôi khoe khoang, là được cái sự gia trì Đức Quan Âm Bồ Tát đưa lên trên núi lập Tịnh Thất Quan Âm, hôm nay khoe khoang khoác lác, không có. Hôm nay chúng tôi đang nói đến cái công đức mà chúng tôi niệm danh hiệu Đức Quan Âm khi gặp gì, gặp đau bệnh là đau bao tử. Mà lạ lắm nha, con người chúng ta khi đau bệnh hoặc gặp nạn niệm Quan Âm dữ lắm nha, nhưng mà qua rồi thôi quên. Nó lạ lắm nha, cũng như có mấy người Phật tử vừa rồi chúng tôi đi Mỹ á, tôi kêu trời ơi Quan Âm linh lắm thầy, hỏi linh làm sao, khi con đi vượt biên á, trời ơi con gặp nạn tự nhiên là mây mù kéo đến, con thành tâm con quỳ con niệm Quan Âm, cả một cái thuyền nó niệm Quan Âm, mây nó kéo qua hết trơn luôn. Thầy kêu mây kéo rồi còn niệm đâu, bà kêu không. À, trời ơi. Rồi hỏi bây giờ còn niệm nữa không, bà kêu hết rồi. Hỏi sao vậy, thầy kêu bữa nay đầy đủ quá có nạn vậy đâu niệm. Chúng ta nói với cái vị nghe nghe, cái nạn khổ, cái nạn mà lớn nhất là quý vị biết nạn gì không? Nạn ngáp ngáp. Biết nạn ngáp ngáp không? Là nạn gần chết. Ngáp ngáp là sao? Ôi trời, cái ngáp ngáp này là ghê lắm á ngàn. Mà cái ngáp ngáp này nó cầu sống không được, nó cầu chết không xong. Vì sao cầu sống không được? Sống không được là do tạo nghiệp quá nặng. Nghiệp gì? Lắng nghe nha, chỗ này quan trọng nha, lắng nghe nha. Nghiệp lớn nhất để lúc lâm chung phải đau đớn quằn quại rên la, cầu sống không được, cầu chết không xong, là nghiệp ăn thịt chúng sanh. Giờ nghe cái là hơi giật mình rồi nha. Mình đang ăn mặn, ăn thịt chúng sanh, ăn cá, mà ông thầy ông tuyên bố ông câu sanh giờ tính sao ta? Tự ái vô cùng mới ngang. Vì sao có người ra đi, người ta ra đi nhẹ nhàng quá vậy? Mà vì sao có người ra đi tại Tịnh Thất Quan Âm người ta chết không được? Người ta kêu thầy, thầy chích cho con mũi thuốc cái thầy. Sư cô, một sư cô mà nói thầy, thầy chích cho con mũi thuốc thầy. Ai dám chích? Mình chích là mình sát sanh sao? Đúng không? Mà người ta muốn thoát khỏi cái đau đó thoát không được. Muốn thoát khỏi cái đau đó thoát không được quý vị.
mà muốn chết cũng chết không được, mà muốn hết đau không được, vì trả nghiệp chưa xong. Vì sao trả nghiệp chưa xong? Bởi vì ăn thịt chúng sanh nhiều quá. Cái này là cái nan giải với quý vị trong cái lúc hiện tại này. Cho nên bất chợt trong lúc này quý vị đang ngồi, quý vị nghe cái tâm thức của chúng tôi nói, quý vị nghe, quý vị cảm được, bừng tỉnh ra quyết định ăn chay. Trời, 950 bà cụ trên chùa chúng tôi ăn chay hết ráo luôn, không ai cái ra ngoài mua bún bò và heo ăn đâu à, không có. Sao người ta vẫn sống như vậy mà người ta thức khuya dậy sớm à, 10 giờ 11 giờ mới ngủ, sáng 2, 3, 4 giờ thức dậy rồi á. Có những người đăng ký trong phòng hộ niệm, niệm 24/24 luôn à. Hiện tại phòng hộ niệm bây giờ như vậy là có mười mấy ca đang ung thư á. Cái chùa chúng tôi nó có duyên ung thư nha. À, mà lạ lắm nha, bữa nay mười mấy ca ung thư trong đó đó, mà toàn bộ mấy người bên ngoài vô, cho mấy bà già mà chưa có đi. Thầy đi Mỹ về thỏ sao mấy bà cụ chưa đi, bà kêu từ từ cho thầy làm gì nôn với thầy. Tội nghiệp, bà kêu cuộc đời của con khổ bao nhiêu năm, bây giờ lên chùa thầy sung sướng rồi thầy đuổi con giảng sanh. Con giảng sanh mà đuổi, Phật rước kia mình đi chứ Phật không rước kia chứ. Mình mà được Phật rước là may mắn lắm chứ ai đuổi. À, hình như mấy cụ phóng sanh ăn chay bà vui cho nên bà sống lâu dễ sợ nghe. À, bữa nay càng ngày càng đông lên nữa, đến 950 bà cụ rồi đó. Trời ơi, mà mấy bà cụ này công nhận là chúng tôi thấy là chúng tôi nuôi nó mong hết gạo lắm á nghe. Bởi vì niệm Phật đói bụng ra ăn dữ thiệt á. Nhưng mà ăn hoài cũng không hết. Vì sao? Vì có công đức niệm Phật. Chúng tôi tin vào điều này. Một cái gia đình quý vị nghe, 5-7 người láng sáng coi chừng là thiếu thốn à. Mà sao một cái đại gia đình này 1.500 người không thiếu thốn? Bây giờ người ta tích lũy công đức. Công đức gì? Công đức niệm Phật, công đức tụng kinh, công đức lạy Phật, công đức phóng sanh, công đức in ấn tấm kinh tượng Phật. Thì như vậy sở dĩ cái pháp hội chúng tôi mà thành tựu được ở tại tỉnh Thất Quan Âm, chúng tôi không phải khoe khoang mà tích lũy từ những công đức. Công đức gì? Công đức pháp thí. Đây, những chiếc máy quay phim này khi về rồi chúng tôi sẽ làm lại, ngồi cả tuần lễ làm một cái đĩa này, mang xuống Sài Gòn dập. Dập xong rồi bắt đầu mới phát. Và ai gọi vào số điện thoại 0909, gọi là không chết không chết á, 747474, cho địa chỉ một cái là các chú sẽ gói quà gửi đến tận nhà quý vị. Chúng tôi thích làm chuyện này. Chúng tôi thích làm chuyện này. Cho nên hôm nay ai không có đĩa và không đủ đĩa và muốn cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, chúng tôi in mấy chục ngàn cuốn trên đó đó, thì quý vị cứ gọi lên đó, chúng tôi sẽ chuyển đến tận nhà cho quý vị luôn. Chúng tôi muốn có những buổi lễ này, đem những thông tin này gửi cho quý vị. Để làm gì? Để chúng tôi có cơ hội để chúng tôi pháp thí, và cho quý vị có cơ hội để quý vị nhận pháp thí này, để quý vị nghe, quý vị hiểu, quý vị tu, và quý vị tiếp tục truyền bá cho mọi người nghe. Đây là điều trong cuộc đời còn lại chúng tôi muốn làm điều này. Đây là niềm vui của chúng tôi. Quý vị quan hệ không ạ? Cho bản thân chúng tôi cái nhu cầu không cao. Tình Thất Quan Âm bây giờ là làm bằng tôn, chứa 1.500 người là chúng tôi thấy đủ rồi. Chúng tôi không có nhu cầu gì nữa cả. Thực sự mà nói chúng ta không có nhu cầu nữa. Mà nhu cầu lớn nhất của chúng tôi bây giờ muốn ngồi một cái pháp hội tổ chức cho người ta tu, và làm những cái chiếc băng đĩa này để gửi đến tận nhà quý vị, để cho quý vị xem. Những người không đi tham dự lễ được và không ở trong này, và những người ở trong này mà do mưa người ta không ngồi lắng lòng nghe được, người ta đang đi lòng vòng bên ngoài á, để làm gì? Để người ta nghe đĩa lại. Có nhiều người nói con nghe đĩa thầy cho đến 1-2 giờ sáng luôn. Không biết vì sao khi thầy nói con càng nghe con càng hiểu rõ thêm, con càng nghe trong người con có càng càng có năng lực, và con tin tấn tu tập, và con tin vào cái công đức ăn chay phóng sanh tụng kinh niệm Phật. Không biết cái cách thầy nói chuyện như thế nào, chắc là bằng tất cả tấm lòng của thầy tha thiết, cho nên thành ra cảm được cái tấm lòng con. Hồi nãy có hai cô Phật tử vô cổ ngồi cổ khóc, thầy kêu không biết thầy làm gì cổ mà cô khóc nữa đây ta. Có khóc quá trời một chập, có kia con cảm ơn thầy. Nhờ thầy con nghe pháp thầy mà con ăn chay trường được. Nhờ thầy con nghe pháp thầy mà con tin vào công đức niệm Phật. Nhờ thầy mà con nghe pháp mà con không sợ chết. Vì chết là con được về cực lạc. Trời ơi. Nhờ thầy mà con không sợ chết.
Cái này hay nghe. Đây là mình cho người ta cái không sợ hãi. Mà khi mình cho người ta cái công đức vô ý không sợ hãi thì sao? Thì mình được thọ mạng kéo dài, ít bệnh hoạn. Vì diệu lắm nha. Vì diệu lắm ạ. Vì vậy chúng tôi muốn nói cho quý vị biết là những cái công đức phóng sanh của chúng tôi tổ chức những nơi như chuẩn bị ngày 14 tháng 7 là ở tại chùa gì? Ở chùa Tự Ân ở Cai Lậy Tiền Giang. Lên trang web vôlượngthọ.vn, vào trong chương trình phóng sanh quý vị sẽ thấy điện thoại địa chỉ tại chùa Tự Ân ở Cai Lậy Tiền Giang. Gia đình của chú Chiến đó sẽ tổ chức phóng sanh tại đó. Thì quý vị đến đó mình bỏ chỉ 5.000 tiền Việt Nam thì mình liền được 100 triệu phóng sanh. Bởi vì mình cộng vào cái nghiệp tốt, mà nghiệp tốt này chúng tôi gọi là tịnh nghiệp, mà cái tịnh nghiệp này nó tương ứng với cảnh giới Cực Lạc. Mà quý vị ở Việt Nam quý vị có cơ hội này, chứ những người bên Mỹ không có cơ hội này. Những người bên Mỹ mà đi mua cá hầu như người ta bán đồ hộp hết, người ta không có bán đồ tươi sống bên ngoài, mà mua được con cá, con chim mà đến để mà thả rất là khó. Cho nên quý vị ở Việt Nam có được cái may mắn này. Mà cái may mắn này làm sao quý vị biết thông tin của chúng tôi đi? Chúng tôi nhắc lại là cái trang web vôlượngthọ.vn. Quý vị lên trên đó là tất cả đĩa đầy đủ hết của chúng tôi. Nếu quý vị chỉ lên trên cái YouTube á, quý vị search ra Thích Giác Nhàn, nó không có đủ đĩa. Mà quý vị lên trang web vôlượngthọ.vn, đây là cái trang web mà chúng tôi đầu tư rất lớn. Mua những cái server đến mấy trăm triệu và đặt ở Sài Gòn, hàng tháng phải trả tiền cho người ta biết bao nhiêu tiền không? Mục đích là chúng tôi muốn quảng bá pháp môn tịnh độ và những ngày lễ vía như vậy cho khắp toàn cầu. Bao nhiêu tiền bây giờ chúng tôi tập trung vào cái chương trình này, gọi là pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, ái diệt hết khổ đau. Đúng lời Phật, chúng tôi làm theo cái chương trình mà cái niềm vui lớn nhất của chúng tôi. Quý vị thấy không? Bữa nay phim giống như là phim trường Maribanai không? Cần cẩu nó đưa ào ào lên, quý vị thấy không? Mà so với Hòa Thượng Tịnh Không vừa rồi chúng tôi qua Hồng Kông sau khi lễ vía Quan Âm 19 tháng 2 á, chúng tôi đi qua Hồng Kông, chúng tôi vào một cái pháp hội Hòa Thượng Tịnh Không 10.000 người. Quý vị lên trang web coi cái đĩa mà chúng tôi qua Hồng Kông đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không á. Đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không á, chúng tôi đứng trong hội trường đó là 10.000 người. Mà 10.000 người như vậy Hòa Thượng Tịnh Không tổ chức một cái là quý vị biết không? Ăn á, không có một ai phát, mà tự động người ta đi xếp hàng, người ta lấy thức ăn quay lại, tăng ni cũng như Phật tử ngồi tại ghế ăn. Và cái pháp hội nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, hoàn toàn ngồi trên ghế hết. 10.000 người làm tại sân bay Hồng Kông mà họ thuê một cái hội trường họ làm, nó trang nghiêm, nó đẹp quá trời đẹp trang nghiêm. Cho nên cái mặt bằng ở tại đây chúng tôi thấy để mà ngồi trang nghiêm giống một cái hội trường đó không đủ mặt bằng. Mà Hòa Thượng đang định làm một cái hội trường chỉ có là 5.000 người đang chuẩn bị xây đó. Hòa Thượng đang chuẩn bị xây đó. Đó. Mà bên đó là có một cái hội trường 10.000 người mà ghế người ta ngồi đâu đó đó hết nha quý vị nha. Chư Tăng ngồi ở đằng trước mà quý thầy cúng tam thời hệ niệm. Chúng tôi thích cái nghi thức của Hòa Thượng Tịnh Không cúng tam thời hệ niệm, mà khai thị cho những vị hương linh đó của Ngài Trung Phong tam thời hệ niệm rất hay. Một bên đó là thờ Đức Quan Âm, tượng trưng cho cầu an cho những người còn sống rất đẹp. Chính giữa là có ba cái tức bức Di Đà màu trắng mà Hòa Thượng Tịnh Không chọn, và có một tượng Phật Di Đà bằng gỗ ngồi dưới. Bên này có Đức Địa Tạng là độ cho Phần Âm. Trời ơi, chúng tôi vô cái hội trường phải nói là nó trang nghiêm. Mà tham dự 4 ngày nha, lạ nha. Cái ngày đầu tiên mới đi qua Hồng Kông trong người nó mệt mỏi, ngủ ly bì, nhưng mà bước vào pháp hội 3 ngày nó an lạc, nó thanh tịnh trong người, nó thoải mái. Và gì quý vị biết không? Đến 1-2 giờ mà thấy nó không buồn ngủ, nó không có mệt. Mà sao mới qua một cái nó làm cho người mình quá trời mệt luôn rồi. Lạ. Bởi vì cái năng lượng trong cái pháp hội đó, những con người có tâm thanh tịnh đó, cái năng lượng từ trường đó nó cảm được với họ. Cũng như hôm nay quý vị đến đây mà quý vị tìm được một số lượng người này ngồi, mà hoàn toàn tâm họ đang chờ đợi để sáng ngày mai lại 500 danh hiệu. Thì cái tâm này nè, cái từ trường này nè, quý vị cảm nhận được rất là an bình. Trừ trường hợp thân thể mình quá đuối, quá mệt, đi ở xa đến, mình chưa cảm được. Chứ nếu mình ngồi mình lắng lòng cho thanh tịnh đó nha, mình cảm được cái từ trường này. Lạ lắm nha. Cái pháp hội này nó vi diệu, mà chúng tôi thấy nó kỳ đặc khi tham dự. Ở trong này ai chưa coi cái đĩa chúng tôi đi gặp Hòa Thượng Tịnh Không giơ tay cho biết à? Không có mấy người chưa coi hả? Một là gọi lên 0909747474 xin cái đĩa chúng tôi gặp Hòa Thượng Tịnh Không.
Còn hai là lên trang web vô lượng thọ.vn thấy cái đĩa là chuyến đi Hồng Kông đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không, quý vị sẽ thấy cái hội trường này. Mà cái đĩa này chúng tôi làm kỳ công đó quý vị nha. Kỳ công á. Vì vậy chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là cái mục đích hôm nay chúng tôi dùng mạng lưới internet và đầu tư nhiều quá nha. Đầu tư chất xám vô đây nhiều quá, bỏ tiền vô đây nhiều quá nha quý vị nha. Thưa quý vị, hồi nãy giờ chúng tôi nói xung quanh về cái danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát. Giờ đây chúng tôi đọc cái cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Ở trong này ai chưa có cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục giơ tay cho biết nè. Rất nhiều người chưa có. Mong quý vị gọi lên điện thoại 0909747474 hoặc giả lên trang web vô lượng thọ.vn sẽ gì? Sẽ gửi một cái email hoặc gọi điện lên xin cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục và một số đĩa của thầy Nhàn. Và gọi trong số điện thoại mà tất cả những cái đĩa 60.000 đĩa chúng tôi nhét cái địa chỉ trong đó, quý vị gọi lên xin cuốn Ấn Quang. Đọc trang bao nhiêu? 175. Thấy Ấn Quang Đại Sư nói về Đức Quan Âm Bồ Tát. Chúng tôi đọc đến Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Đây là một cuốn sách gói đầu giường của chúng tôi. Nó rất đầy đủ trong này. Ai chưa có thì nên gọi điện lên Tịnh Thất Quan Âm xin. Và mình coi thấy mình cảm động, mình thấy hay rồi, mình muốn cho người khác, bây giờ mình không biết in chỗ nào. Thôi bây giờ tôi muốn in kinh, tôi gửi vào tiếp tục cho thầy Giác Nhạc in kinh. Cái đây là chúng tôi muốn cho quý vị tạo công đức in kinh, chứ không phải chúng tôi kêu gọi ép buộc gì cả. Mà quý vị tạo công đức in kinh này để làm gì? Để được trí tuệ sáng suốt. Mà khi có trí tuệ sáng suốt rồi đó, mình làm bất cứ việc gì nó không có bị sai hoặc thất bại. Mà không có thất bại thì không có đau khổ. Nhớ nghe. Chứ công việc quý vị đôi khi còn thất bại là do cái tâm của mình nó không được có trí tuệ sáng suốt ha. Giờ chúng ta đọc một đoạn Ấn Quang cho quý vị nghe. Ấn Quang Đại Sư nói đến Bồ Tát Quan Âm. Hơn nữa nay đang lúc cõi đời hoạn nạn, ngoài việc niệm Phật ra nên niệm thánh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Nhớ nghe, lắng lòng cho nghe kỹ từng câu từng lời của Ấn Quang Đại Sư nghe. Đại vị là một vị tổ thứ 13 đó, mà ngài có một đệ tử duy nhất, đó là ngài Lý Bỉnh Nam. Mà Hòa Thượng Tịnh Không á, theo ngài Lý Bỉnh Nam học ở Đại Trung là 10 năm. Dễ sợ không? Và khi học 5 năm rồi thì ngài Lý Bỉnh Nam mới nói: hôm nay tôi chỉ cho ông một vị thầy khác, tôi giới thiệu cho ông một vị thầy khác. Thì Hòa Thượng Tịnh Không tưởng là một vị thầy nào đó còn sống. Cuối cùng ngài Lý Bỉnh Nam đem cái cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục đưa cho Hòa Thượng Tịnh Không, nói đây là một vị thầy khác, tôi giới thiệu cho ông. Tuy rằng Ấn Quang Đại Sư là thầy tôi đã vãng sanh rồi, chính mắt thấy rõ ràng Ấn Quang Đại Sư là thầy tôi biết trước ngày giờ ra đi 3 tháng thiêu rồi để nguyên lại 32 cái răng còn nguyên vẹn. Mà chúng tôi qua bên Trung Quốc á, có đến cái chùa mà còn cái hương thất, tức là còn một cái tịnh thất của Ấn Quang, trong đó còn 32 cái răng nguyên vẹn. Ý ngài muốn nói những lời ngài nói nó rắn chắc như là răng của ngài, dầu cho vô lửa mấy ngàn độ cũng không tiêu. Cho nên lời của ngài muốn minh chứng bằng những cái răng của ngài để lại, đó là cái sở chứng, cái nguyện của ngài. Thì ngài Lý Bỉnh Nam là đệ tử duy nhất của Ấn Quang Đại Sư á, là mới cầm Ấn Quang Đại Sư trao cho Hòa Thượng Tịnh Không. Thì trong thâm tâm chúng tôi nghĩ á, y như là ngài Lý Bỉnh Nam muốn lấy cái sự truyền thừa từ ngài Ấn Quang trao lại cho Hòa Thượng Tịnh Không. Thì chúng tôi nghĩ nếu Hòa Thượng Tịnh Không chỉ còn một điều là ngài biết ngày giờ tự tại vãng sanh thì ngài là tổ thứ 14. Mà cái biết ngày giờ tự tại vãng sanh với Hòa Thượng Tịnh Không, xem đối với chúng tôi xem rằng ngài thừa khả năng điều này. Lắng nghe từng lời từng chữ chúng tôi nói nha. Cho nên trời sáng chúng tôi gặp Hòa Thượng Quảng Hiển và Hòa Thượng Viện Chủ Thượng Quảng Hạ Hiển. Hòa Thượng nói: Hòa Thượng Tịnh Không, hôm nay tôi gặp trực tiếp Hòa Thượng Tịnh Không, tôi mới thấy Hòa Thượng Tịnh Không là người đặc biệt, ngài có được thần thông.
Có một cái ông đó, ông cứ quét rác hoài, mà ông chỉ lên nghe hòa thượng giảng trực tiếp rồi xuống hòa thượng lên phòng, không có khi nào ông gặp được trực tiếp. Ông đang quét rác, ông nói sao mình vô đây 4 năm, bao nhiêu năm rồi, 3-4 năm mình, sao mình không được gặp hòa thượng trực tiếp. Ông vừa nghĩ như vậy thì hòa thượng đứng sau lưng ông. Thì có những biểu tượng mà hồi sáng hòa thượng Thượng Quảng Hạ Hiển nói với chúng tôi, hòa thượng Tịnh Không là một con người mà không phải là bình thường, một con người khác thường, có thần thông, có một cái gì đặc biệt. Nhưng riêng bản thân chúng tôi 7 năm nay chúng tôi đã theo sát hòa thượng Tịnh Không, chúng tôi thấy ngài còn nhiều cái điều đặc biệt. Cho nên chúng tôi chọn Ấn Quang Đại Sư là vị tổ thứ 13 qua hòa thượng Tịnh Không. Hai vị lão sư này chúng tôi bám sát, bám sát hai vị lão sư này, chúng tôi không dám rời nha. Tức là Ấn Quang Đại Sư là chúng tôi đọc hàng ngày như sách gói đầu giường. Một số sách gì của ngài Ấn Quang là chúng tôi đọc. Hôm nay chúng tôi làm một cái phòng ghi âm, chúng tôi thâu vô tất cả những lời của ngài Ấn Quang. Ấn Quang Đại Sư Văn Ngôn Lục thâu xong rồi nè, đưa lên trên web vôlượngthọ.vn. Cái chú Tuệ Định, cái chú Định là Nhuận Chánh á, ông đọc cái tiếng rất hay, rất ấm. Quý vị lên lấy MP3 về quý vị nghe, thì quý vị sẽ cảm được cái lời của ngài Ấn Quang. Chúng tôi chọn cái vị lão sư này chúng tôi đi. Và cái vị lão sư thứ hai đó là hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Năm 2014 là năm này, tháng 4 chúng tôi đã qua gặp được ngài. Chúng tôi có làm cái đĩa này, chắc là trong này có nhiều người xem qua. Và hòa thượng Thượng Quảng Hạ Hiển qua thỉnh hòa thượng Tịnh Không về đây, đi chung với phái đoàn nhà nước và giáo hội đến thỉnh ngài, gặp trực tiếp hòa thượng. Và hòa thượng hứa là sang năm về, cho năm nay hòa thượng kính lịch không về được. Nếu mà sang năm về đây thì chúng tôi cũng là một người trong ban tổ chức làm âm thanh quay phim mà sẽ rước hòa thượng. Ai muốn thăm hòa thượng, đảnh lễ hòa thượng giơ tay lên coi. Chúng tôi tin chắc những người trong này mà gặp trực tiếp hòa thượng chắc là ít lắm, không ạ? Hầu như không, ít lắm. Mà gặp ở đâu? Trong băng đĩa. Đây là hóa thân của hòa thượng qua băng đĩa. Đây là cách truyền pháp trong thời hiện đại. Chúng tôi xem như một vị mà chúng tôi quá trời là thích rồi. Vừa rồi chúng tôi lên gặp ngài, lên trực tiếp và lên trên cái phòng của ngài, thấy một cái máy quay phim nó lớn mà nó đẹp, mà chúng tôi nghĩ chắc cũng phải là cái máy quay phim 100.000 đô, là 2 tỷ tiền Việt Nam. Và quay như vậy là một khi ngài mà quay vô ngài giảng trực tiếp, ngài mua luôn một cái kênh đài, nó phát sóng ra khắp thế giới. Một lần ngài giảng là khoảng 50.000 người nghe, ngồi trong một cái phòng thôi. Điều này chúng tôi đang muốn làm, đang muốn làm ngồi trong một căn phòng mà giảng trực tiếp lên trên mạng và đưa cái đĩa này khắp nơi trên thế giới. Cái điều này chúng tôi muốn đầu tư. Mà quý vị đầu tư cái chuyện này quý vị mới làm được nha. Có thời gian tu tập, có thời gian nghiên cứu, có thời gian đầu tư. Và chúng ta đầu tư tiền bạc vào trong này và đầu tư công sức chúng ta vào, nó mới có sự thành tựu nha. Chứ không phải muốn mà được đâu à. Phải có thời gian đầu tư và tâm huyết dữ lắm nha quý vị nha. Thì như vậy chúng tôi hôm nay vài chục ngàn người này, chúng tôi muốn cho ai cũng phải biết đến Ấn Quang Đại Sư. Mà có rất nhiều người chưa biết. Mà trong 31 năm tu hành của chúng tôi, 7 năm nay chúng tôi gặp được Ấn Quang Đại Sư, mà 3 năm nay là mới là rộ để theo sát bên chân ngài. Thì chúng tôi thấy trong cái đoạn đường 20 mấy năm tu của chúng tôi, chúng tôi thấy là có một cái hơi uổng là không gặp được Ấn Quang Đại Sư và Hòa Thượng Tịnh Không sớm. Nhưng hôm nay cũng không muộn. Vì sao không muộn? Áp dụng đúng lời ngài dạy. Cho nên chúng tôi mong trong ngày hôm nay, và mong những người có mặt ở đây, và mong những người được xem qua cái băng đĩa Viếng Quan Âm 19 tháng 6 này, đêm 18, Đại Đức Thích Giác Nhàn có giới thiệu đến cuốn Ấn Quang Đại Sư Văn Ngôn Lục và những lời của ngài Ấn Quang như lá thư tịnh độ của ngài Ấn Quang. Mà lá thư tịnh độ của ngài Ấn Quang là chúng tôi ấn tượng nhất. Vì sao? Vì sao? Vì ba chúng tôi bị bệnh suy tỷ, ung thư máu. Mà sao quý vị biết không? Bác sĩ nói 3 tháng nữa chết. Vậy mà cuối cùng ông niệm Phật phóng sanh. Đêm hôm đó ông ngủ một giấc đến sáng. Và chính cái buổi sáng hôm đó là chúng tôi thỉnh quý thầy lên cạo đầu xuống tóc, gieo duyên xuất gia cho ông cụ và cúng dường chay tăng hồi hướng cho ông cụ. Thì sáng hôm đó ông thấy Đức Quan Âm Bồ Tát đi vào trong cửa sổ. Nói mà còn nổi ra ốc. Đức Quan Âm Bồ Tát hiện hình thành người phụ nữ mặc áo trắng rất đẹp đi vào cửa sổ, đi xuyên qua. Và sáng lúc 6 giờ rưỡi sáng trời đã hừng sáng, mở mắt ra vụi 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 vụi: "Ô Quan Âm Bồ Tát,
Quan Âm Bồ Tát tới cứu con, Quan Âm Bồ Tát tới cứu con. Thì ông nói như vậy xong cái Quan Âm Bồ Tát đi ra khỏi cửa đi. Ông Lâm nói: thầy Nhàn, hồi sáng nay tôi thấy Quan Âm Bồ Tát thầy. Tôi thấy Quan Âm Bồ Tát thầy Nhàn. Hỏi là ông thấy là trong giấc mơ hay là thấy mở mắt thức rồi? Tôi thức rồi chứ mơ cái gì, tôi mở mắt rồi mà. Lúc đó 6 giờ rưỡi tôi đâu có ngủ nữa đâu. Kêu lúc đó ông có bị hoa mắt không? Đâu có hoa mắt. Tôi thấy rõ ràng, tôi còn nói là Quan Âm đến cứu con. Cái vậy là Quan Âm cứu ông rồi. Cứu làm sao? Lên trên cái tủ của chúng tôi, mà cái tủ lúc đó là nhiều kinh sách lắm, chứ chưa có Chu Nhất Môn Thâm Nhập. Giống như Hòa Thượng Tịnh Không chỉ, lúc đó năm 92 là có cái tủ sách chúng tôi nhiều lắm. Coi như là từ 12 tuổi đi tu là thích mua sách đọc à, kinh sách của Phật giáo á. Chứ còn báo chí bên ngoài với hai đài đồ cũng như tất cả những sách thế gian, không có duyên đọc, đọc không có thích. Nó lạ vậy đó. Cho nên thành ra chúng tôi có thời gian dùi mài kinh sử, cho nên nó có vốn. Khi lên giảng lên trên này, chúng tôi nói thao thao bất tuyệt là cái vốn chúng tôi huân tập dữ lắm nha quý vị nghe. Mà không có xen tạp những cái sách gì bên ngoài đời đâu. À, không có thời gian. Một tủ sách ông lên tự nhiên ông rút ra đúng cái cuốn Lá Thơ Tịnh Độ quý vị. Một tủ sách nó nằm tràn lan đại hải mà sao không biết ông rút ra cuốn Lá Thơ Tịnh Độ. Là cuốn Lá Thơ Tịnh Độ của Ngài Ấn Quang. Mà mỗi lần mà ai mà gửi một cái lá thư lên trên núi á, thì Ấn Quang Đại Sư mới đáp lại cái lời của Ngài. Ngài viết thành một cái bức thư phúc đáp lại. Mà nhiều bức thư đấy, nhiều bức thư như vậy, cho nên gom lại thành một cuốn Lá Thơ Tịnh Độ của Ngài Ấn Quang. À, ai còn cuốn Lá Thơ Tịnh Độ rồi giơ tay cho biết coi. Ít lắm, trong này biết đến Ấn Quang Đại Sư quá ít. Đây là cái chuyện thiệt thòi quý vị rất lớn nha. Cái lời của Ấn Quang Đại Sư nói rất bình dị, rất dễ hiểu. À, cái cuốn Ấn Quang Đại Sư là chúng tôi thấy ai coi cũng hiểu mà. Mà quý vị biết đến Ấn Quang Đại Sư quá ít, cho nên hôm nay chúng tôi thay mặt đại diện cho hàng Tăng Bảo giới thiệu đến một vị tu sĩ mà gọi là Đại Sư. Đại Sư là hàng Bồ Tát mới dám nói Đại Sư nha, mà Ngài tịch rồi mới dám nói Đại Sư nha. Ấn Quang Đại Sư là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí. Vì trong cái liêu phòng của Ngài, cái lúc mà tối á, đứa bé nó nhìn nó thấy Ngài Ấn Quang Đại Sư á, trở thành một vị Đại Thế Chí Bồ Tát. Ban đêm á, nó đi ngang qua nó thấy trong cái liêu phòng của Ngài thắp đèn, mà sao thấy Ngài Đại Thế Chí ngồi trong này, y như vị Bồ Tát Đại Thế Chí chứ không thấy Ngài Ấn Quang. Thì sáng hôm sau đứa bé nó tới, nó kêu: bạch sư ông, hồi tối con thấy Ngài Đại Thế Chí ngồi trong phòng nè, Ngài đi đâu? Ấn Quang Đại Sư nói: nè, con không được nói với ai nha, con không được nói với ai nha. Cái chuyện này chừng mà ta chết rồi con muốn nói ai nói, chứ bây giờ con không được nói nghe chưa. Con nói là sư ông không có thương con, không có cho con đến đây á. Đứa bé này nó im luôn. Nó im như lúc mà Ấn Quang Đại Sư tịch rồi, bắt đầu nó mới đem cái chuyện này nói cho người khác. Là Ngài là hóa thân của Đại Thế Chí, Ngài là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí. Cho nên những lời của Ngài nói trong đây là Đại Thế Chí nói. Đây là điều Hòa Thượng Tịnh Không nhắc ngang. Cho nên chúng tôi kết Hòa Thượng Tịnh Không dữ lắm. Những điều Ngài nói chúng tôi tin rất là tin. Vừa rồi chúng tôi gặp trực tiếp Ngài, chúng tôi thấy cái năng lực từ trường của Hòa Thượng Tịnh Không, và chúng tôi cảm được cái đường đi của Hòa Thượng Tịnh Không bám sát theo cái lối đi của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Cho nên chúng tôi đi theo, và hôm nay chúng tôi giới thiệu cho mấy chục ngàn người này, và giới thiệu cho vài trăm ngàn người khi xem cái đĩa của chúng tôi đang quay trong này này. Chúng tôi về làm cái đoạn này là cái đoạn mà chúng tôi tâm đắc nhất chúng tôi để lại, để cho tất cả những người xem qua được cái đĩa này để làm gì? Để người ta tìm đến Ngài Ấn Quang, tìm đến Hòa Thượng Tịnh Không. Nhớ nghe. Thì hôm cụ ông rút ra cái cuốn này, ông thấy trong cái Lá Thơ Tịnh Độ mới nói nè. Lắng nghe nè, chỗ này quan trọng nghe. Lắng nghe nè. Người bệnh nan y, là nói chúng ông chủ, ông cụ là đang bị ung thư máu suy tỷ đúng không ạ? Người bệnh nan y, nếu thành tâm niệm Phật, nguyện vãng sanh cực lạc, thọ mạng còn, hết bệnh. Thọ mạng hết, được Phật rước vãng sanh cực lạc. Nguyện vãng sanh nó có kết quả, và nó có một cái thù thắng, và nó có một cái lợi ích. Nếu thọ mạng còn thì Phật gia trì thọ mạng kéo dài. Nếu thọ mạng hết thì gì? Thì Phật rước về cực lạc. Ông nói thầy Nhàn, Quan Đại Sư nói vậy có đúng không thầy Nhàn? Kiểu đúng chứ, tổ nói mà sao không đúng. Từ lúc đó ông cụ niệm Phật ăn chay phóng sanh, nó kéo dài thọ mạng, là từ 73 tuổi đến 82 tuổi là 9 năm. Đó là thân phụ ba chúng tôi nha. Có duyên với Ngài Ấn Quang đó,
khi có duyên của ngài Ấn Quang mà gặp nạn là Ấn Quang đại sư dạy là cứu đó, thì chúng tôi thấy Đức Quan Âm Bồ Tát gia hộ ông cụ lên rút cái cuốn Ấn Quang đại sư để mà niệm Phật, đó là cái sự gia hộ để hết bệnh. Chúng tôi thấy cái điều này nó rất là ý nghĩa, và ông cụ kéo dài thọ mạng đến 9 năm là 73 tuổi đến 82. Bây giờ thấy không ạ? Đó. Thì như vậy Ấn Quang đại sư chúng tôi thấy rằng là một vị mà chúng tôi rất quý kính, là ngoài cái chuyện ngài khuyên niệm Phật thì phải nên niệm danh hiệu Đức Quan Âm và lạy Đức Quan Âm Bồ Tát, không phải là tu sen tạp nha. Có rất nhiều người nói lạy Quan Âm Bồ Tát theo như hướng của Hòa Thượng Tịnh Không là sen tạp, không phải đâu. Ấn Quang đại sư nói rất rõ là Quan Âm Bồ Tát là đang trong lúc cõi đời hoạn nạn, ngoài việc niệm Phật ra nên thành tâm niệm thánh hiệu Quan Âm Bồ Tát, trong âm thầm sẽ khó chuyển biến, chẳng thể nghĩ bàn. Âm thầm là sao? Lắng nghe nha, chỗ này quan trọng ha. Âm thầm là không thấy nhưng vẫn có sự biến chuyển gia hộ một cách lạ kỳ, là có những cái nguyện của mình lúc trước không được nhưng lúc này được. Cũng như cái ông mà chúng tôi kể, hai vợ chồng mà không có con thì niệm Quan Âm, Quan Âm Bồ Tát bưng đứa con trai đưa. Và mẹ chúng tôi niệm Quan Âm Bồ Tát thì trong cái nhà chúng tôi có một hương linh mà không biết sao vừa nằm xuống là họ bóp cổ họ đè, mà bà cụ bà mượn niệm niệm riết mà cái hương linh nó siêu thoát. Rồi bà cụ ăn chay nó nóng bụng ăn không được, cái thèm thịt, bà ra tượng Quan Âm bà cầu nguyện xong một cái là gì? Trong ruột mát mẻ, niệm Quan Âm trong ruột mát mẻ bà ăn chay. Và bà nguyện đi tu năm 2000 á, Quan Âm Bồ Tát nói là để Quan Âm lo cho. Khiến sao biết chúng tôi về tại Bác Mê Thuộc, chúng tôi lại đưa ông anh kề chúng tôi ra ở chung với ông cụ, dắt bà cụ qua bên sư bà. Tự nhiên bà thích sư bà Hải Triều Âm quá, xin vô xuất gia năm 2000. Hôm nay 14-15 năm rồi. Bây giờ bà ở khu chuyên tu với chúng tôi, có một cái thất bà cụ ở chung với chúng tôi. Bà kêu tôi nhớ Quan Âm lắm, tôi tin tưởng Quan Âm lắm. Mỗi lần mà tôi ngủ mà 4 giờ chưa thức dậy là Quan Âm kêu á, thầy hỏi kêu làm sao? Bà cụ ơi, trời, bà nói thương hết sức luôn à. Quan Âm kêu á thầy. Là tin có Quan Âm là sẽ có, người không tin thì không có, mà người tin sẽ có. Đức Quan Âm Bồ Tát âm thầm gia hộ cho người có đức tin. Mà hôm nay mưa gió ướt át như vậy, xa xôi, có những người ở Cà Mau, có những người ở ngoài Bắc, có người ở tiệm khắc ở bên Mỹ, họ lặn lội về đây để họ lạy 500 danh hiệu, để họ nghe Đại Đức Thích Giác Nhàn nói về công đức danh hiệu và công đức nguyện lực của Quan Âm Bồ Tát, thì họ tin họ mới đến. Chứ không tin họ đứng ngoài đường mình kéo đầu họ vô họ cũng không vô, cho tiền họ cũng không vô à. Họ kêu có thấy đâu mà tin, Quan Âm Bồ Tát có thấy đâu, làm cái chuyện điên rồ. Trời ơi, không có đức tin là mình mất mát rất lớn. Mà không có đức tin là do mình không tin Tam Bảo, không tin có Phật, không tin có Pháp, và không tin lời của chư Tăng nói, cho nên thành ra mình không có đức tin. Cho nên hôm nay quý vị đang ngồi là quý vị đang nung đúc đức tin ngang. Và sở dĩ hôm nay chúng tôi có đức tin là chúng tôi cũng trải trường qua bao nhiêu cái sự gian truân, trải nghiệm qua bao nhiêu cái sự vất vả, trở ngại trong cuộc đời tu hành, mà chúng tôi cảm được Đức Quan Âm Bồ Tát. Cho nên hôm nay chúng tôi nói ra nó có cái lực, nó có cái hồn. Mà đợt nào ngày lễ viếng chúng tôi cũng nói đến Quan Âm Bồ Tát. Mà quý vị nghe hoài quý vị không chán đúng không ạ? Vì sao không chán? Bởi vì đây là một nhân vật, một nhân vật mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu với chúng ta rồi đó. Cho nên hôm nay chúng tôi nung đúc cho quý vị có đức tin. Sáng ngày mai đang lạy nó mệt quá rồi, Đức Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho con một chút xíu về cái năng lực của ngài, ngài gia hộ cho con một chút xíu, con đang khát nước quá. Vừa nghĩ như vậy không biết làm sao trong nước miếng cho người nó ngọt, nó có nước miếng bắt đầu lạy tiếp. Cái đức tin nó sanh ra công đức nha, đức tin nó sanh ra cái sự cảm ứng với ngài nha. Đó. Mà cái đức tin này nó cũng phải trải qua cái thời gian cũng khổ cực, cũng phải lạy ngài, cũng phải có cái thời gian ngồi đây. Hồi nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ cũng mỏi chân mỏi cẳng lắm á chứ, đúng không ạ? Mà chịu ngồi lắng nghe như vậy là phải có đức tin lắm, chứ không thôi người ta đứng dậy người ta đi ra hết à. Thật á, nói chúng tôi hồi nãy giờ mà nói đây, những người mà không có đức tin, không có duyên với Đức Quan Âm Bồ Tát, mà không tập trung lắng nghe là nó đau chân đau cẳng, mà ngồi đông đảo nhức mỏi, ở nhà ngủ sướng hơn chứ làm chi mà tập trung vô đông dữ vậy. Có nhiều người nói làm gì mà vô chi đông vậy, ở nhà lại không được đi xuống đó làm gì.
Ở một cái chỗ nào đó ít người, chúng ta lại không khỏe, vô chen chút làm cái gì? Chúng ta chưa cảm nhận được cái năng lượng từ trường của bao nhiêu con người này nha. Có cái năng lượng từ trường bao nhiêu con người này, và trong một cái hoàn cảnh mà quý vị ngồi trong một cái chánh điện cũng như trong một cái cảnh dạ lam này, không dễ gì chúng ta tới được như vậy đâu. Ngày thường quý vị xuống ngồi vậy được không? Ngày thường mà xuống đây ngồi chỉ đến ngày lễ vía mới xuống được phải không ạ? Mà ngày lễ vía Quan Âm Bồ Tát một năm có mấy lần? Có 3 lần chứ đâu có nhiều. Mà 3 lần mà bây giờ mình gặp chút xíu mưa, mình lạnh quá. Hồi nãy chúng tôi thấy một số người đội dù đi về, thôi mưa quá khỏi lại, về ngủ cho nó sướng. Vậy làm sao có công đức? Mưa chút xíu mà thối chí rồi. Quý vị nhớ nha, chúng tôi có coi cái phim của Ngài Diệu Liên á, những cái chùa mà gọi là cái chùa mà Linh Nham Sơn Tự ở bên Đài Loan, mà người ta lạy Quan Âm, mà người ta lạy hoài mưa Tam Bộ Nhất Bái, mà người ta lạy mưa tầm tã như vậy, người ta lạy từ ở dưới lên mấy tiếng đồng hồ. Chúng tôi qua tới Linh Nham Sơn Tự của Ngài Diệu Liên á, mà Ngài Diệu Liên này, Ngài đứng Ngài niệm Phật 90 ngày không ngủ, đứng niệm Phật. Ngài vô định rồi, Ngài niệm Phật Tam Bụi, Ngài đứng 90 ngày Ngài niệm Phật trước khi Ngài bản sanh. Cho nên Ngài Diệu Liên có cái nguyện thứ 49, Đức Phật Di Đà có nguyện 48, mà Ngài nói có nguyện 49 là: ai thấy đến thân tướng ta, ai nghe đến lời của ta, thì ta sẽ độ họ vãng sanh cực lạc. Ngài Diệu Liên á, dễ sợ không? Cái nguyện 49 của Ngài Diệu Liên á. Và chúng tôi qua tới Linh Nham Sơn Tự, nhìn thấy đức tướng của Ngài, và thấy những người mà người ta lạy Quan Âm từ dưới đường người lên, mà lạy mưa tầm tã. Mà cái phim đó công nhận là nhìn thấy mưa mà thấy tội nghiệp mà nó hay. Cho nên sáng mưa quý vị cứ lạy về mưa cho thầy để thầy quay phim nha. Không có chết đâu. Cùng lắm nếu mình yếu là nó về nó cảm cảm chút thôi, chứ không có chết. Cho nên sáng mà mưa là lạy luôn. Ai chịu coi, giơ tay coi. Trời ơi, quá tốt, quá tốt. Không, thực ra mà nói chúng tôi đứng trong này để mà hướng dẫn quý vị, chứ nếu mà chúng tôi đứng bên ngoài chúng tôi lạy không có gì đâu. Không ạ, mà mình càng lạy có mưa xuống như vậy thì sao? Nó vừa mát mà Quan Âm thấy thương. Đúng không? Đó, vậy là sáng ngày mai ra ngoài đó lạy hết nha. Mà chừng ra ngoài đó lạy hết, trong này không có ai nào mới chết nữa chứ. Nhường cho mấy bà già chỗ này ha. 75 tuổi cho lên nhận quà ha. Đó. Thì như vậy chúng tôi nói đến Ấn Quang Đại Sư. Trong âm thầm sẽ có sự chuyển biến chẳng thể nghĩ bàn. Kẻo đến lúc nghiệp bất chợt hiện đến, không cách chi tránh thoát. Nghĩa là cái nghiệp nó đến với mình bất chợt. Bất chợt là sao? Đang đi cái bắt đầu gì? Xe tông cái rầm. Hoặc là có cái sự cố nó đột ngột á, mình không kịp niệm Quan Âm. Vì sao vậy? Vì hằng ngày mình đâu có niệm đâu, mình đâu có huấn tập thành thói quen đâu, mà đến lúc mà bất chợt đến với mình làm sao mình nhớ. Cho nên quý vị muốn lúc mà bất chợt, lúc mà nguy biến, cái lúc mà đột biến, cái lúc mà bất ngờ á, mà niệm được danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát, thì ngay lúc này quý vị phải thường xuyên niệm cho thành thói quen. Thường xuyên làm sao? Ấn Quang Đại Sư mới nói sau cái buổi tụng kinh, mà người tu tịnh độ là chuyên tu chỉ tụng một buổi cuốn kinh Vô Lượng Thọ thôi, hoặc một cuốn kinh A Di Đà. Mà tụng lâu ngày mà Hòa Thượng Tịnh Không nói tụng 10 năm liên tục đừng tụng kinh khác, thì sẽ cảm được cảnh giới, cảm được nguyện lực của Phật A Di Đà. Vì sao cảm được nguyện lực Phật A Di Đà? Vì sáng nào cũng tôi khi con thành Phật, khi con thành Phật, khi con thành Phật. Đó là nguyện lực của Phật A Di Đà. Mà mình nói khi con thành Phật đó là Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo Ngài đã thành Phật rồi. Và mình nói khi con thành Phật đó là mình nói mình sẽ khi con thành Phật. Bản thân mình cũng nói khi con thành Phật, thì nói hoài không trước thì sau mình cũng thành Phật à. Cho cái lời nguyện của Phật hay lắm nha. Trời ơi, nghe đến đây nó thấm thía mà nó tuyệt lắm á nha. Ai mà tụng rồi mới cảm được cái điều này á nha. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không muốn nói mình là tụng lâu ngày, để năng tụng là mình, sở tụng là kinh, tánh không tịch, cảnh giới xuất hiện. Niệm A Di Đà Phật niệm lâu ngày, năng niệm là mình, sở niệm là Phật, tánh không tịch, gì? Phật xuất hiện. Mà cái danh hiệu A Di Đà Phật là vô lượng giác. Mà vô lượng giác nó sinh hoạt trong đầu mình lâu ngày, nó khai mở trí giác. Chúng tôi lúc trước học trường cơ bản, học trường Phật học, học quá trời nhiều mà không có thời gian niệm Phật. Học trước nó quên sau. Mà sao bây giờ chúng tôi chỉ có niệm Phật thôi, mà chúng tôi đi thà giảng thao thao bất tuyệt 7 cái tiểu bang trên Mỹ mà gọi là tuần nào cũng giảng. Và một lần giảng vậy là 4 tiếng đồng hồ, mà 2 ngày liên tục như vậy. Vì sao? Nếu chúng tôi học để mà gom góp kiến thức để mà giảng, chúng tôi nói khó mà được như vậy. Mà chỉ có niệm Phật, khuyến người niệm Phật mà chúng tôi được cái trí tuệ này.
Không phải chúng tôi khoe khoang mà chúng tôi muốn giới thiệu đến cái công năng của danh hiệu A Di Đà Phật và cái công năng danh hiệu Quán Âm Bồ Tát. Thưa quý vị, rất là lạ kỳ, từ sáng giờ chúng tôi không dám lên gặp quý vị trong buổi chiều hôm nay. Hồi nãy trong người nó không được khỏe nha. Và cái cổ nó hơi rát, khó chịu, nước miếng nó cũng đau. Trong người nó mệt cho nên nó muốn ho. Bây giờ mới đi Mỹ về một tuần, quý vị đâu biết đâu. Bên Mỹ mà đi máy bay ngồi 24 tiếng đồng hồ về, công việc ở chùa quá chừng. Mà mới hôm 16 có giảng, hôm qua nghỉ ngày, hôm qua đi xuống dưới này, xuống niệm Phật đường Bình Dương, hôm nay tiếp tục giảng. Tức là nó liên tục công việc của chúng tôi. Mà mỗi lần quý vị biết, một lần mà ngồi giảng như vậy nó mất trải trường qua thời gian 2-3 tiếng đồng hồ. Và lạ, càng giảng sao đến bây giờ cái cổ nó không còn rát nữa. Cái điều này chúng tôi không phải tự khoe, mà tự nhiên trong người nó bắt chợt cái điều này chúng tôi muốn nói cho quý vị. Bây giờ trong người nó không thấy mệt nữa, bây giờ trong người nó không thấy muốn ho nữa. Và cái sức khỏe chúng tôi bây giờ bắt đầu nó hồi phục lại gần như là 100%. Có nhiều cô Phật tử biết chúng tôi, từ hồi sáng có mấy cô Phật tử có nhắn tin hỏi thầy được khỏe không, kêu thầy không được khỏe. Cho nên thầy ở một cái tỉnh thất, một cái nơi thầy nghỉ, tối nay 8 giờ bắt đầu giảng thì khoảng 6 giờ, 6 rưỡi, 7 giờ thầy mới lên. Hồi nãy thầy lên tới đây 7 giờ, bây giờ trong người thầy không được khỏe. Mà sao nãy giờ thầy nói đến cái nguyện lực Quan Âm Bồ Tát, sao bây giờ trong người thầy nó cũng khỏe, quá trời khỏe rồi. Nó lạ. Tự nhiên trong người nó bắt chợt được cái điều này, chúng tôi nói chứ không phải chúng tôi khoe nha. Thì có những trạng thái này thì chúng tôi tin Đức Quan Âm Bồ Tát, và chúng tôi tin những cái lời pháp khi nói ra nó tạo cho mình một cái năng lượng, chứ không có mệt nha. Nó tạo cho mình một cái năng lượng từ trường trong con người, nó hồi phục năng lượng. Cho nên hồi nãy giờ chúng tôi thấy đến bây giờ là còn 20 phút nữa là 2 tiếng người ta đứng ở bên ngoài kìa. Quý vị được ngồi trong này là may lắm, mà nãy giờ người ta đứng gần 2 tiếng nó đứng chắp tay bên ngoài kìa. Đó, mấy người đứng cửa sổ, đeo cửa sổ luôn kìa. Đó, đứng chắp tay luôn. Vì sao vậy? Vì sao người ta đứng được như vậy? Người ta cảm được cái lời của chúng tôi, nó có cái năng lượng họ đứng. Tự nhiên chúng tôi thấy trong cái buổi đêm gần 10 giờ tối, mà hồi nãy giờ gần 2 tiếng mà bây giờ trong người nó hồi phục sức khỏe. So với ở trên Đà Lạt thì cái khí hậu nó mát vô cùng, 18, 19, 20, mà xuống đây là ba mấy không. Nó nóng, nó tốt mồ hôi ra, đáng lẽ là nó gì, nó khó chịu. Mà chúng tôi ngồi trong cái hoàn cảnh đến bây giờ, trong cái cảm xúc của chúng tôi bây giờ, chúng tôi thấy nó khỏe. Và giảng đến bây giờ chúng tôi nhìn xuống ở dưới sao thấy sáng rực hết trơn. Cái áo lam của vị nó đẹp hơn như hơn hồi nãy. Làm sao? Ánh sáng huyền diệu của chân tâm xuất hiện. Lắng nghe câu này. Tâm mình thanh tịnh, mình nhìn ra cái bầu trời, ánh nắng nó long lanh rất đẹp. Và có nhiều người nhìn cái cõi ta bà này nó biến thành cực lạc, là vàng ròng hết luôn. Do tâm thanh tịnh là chánh báo, nó chuyển cái y báo thanh tịnh. Lắng nghe nha. Cái tâm thanh tịnh là chánh báo, thì nhìn cái y báo bên ngoài nó thanh tịnh, nó thay đổi. Lá giống như là gì? Vàng, toàn bộ trở thành cảnh giới cực lạc. Nhưng nghiệp báo còn, cho nên nó có chốc lát rồi nó hết, gọi là thối chuyển. Còn về tới Tây Phương cực lạc thì lúc nào cũng như rứa, lúc nào cũng như thế. Vì y báo là cảnh giới cực lạc, do Đức Phật A Di Đà tu bao nhiêu đời kiếp hồi hướng và thành lập lên cảnh giới đó. Cho nên cái y báo này nó đã cố định rồi, cho nên thành ra mình về bên đó, chánh báo và y báo nó tương ưng thì mình thấy hoài. Nhưng mà nghiệp báo mình còn, mình thích nhà tranh, thì tự nhiên cái y báo đó nó biến thành nhà tranh để mình ngồi trong đó. Rồi cái nghiệp báo, cái ý nghĩ mà muốn thành nhà tranh nó hết rồi, thì nó trở lại cái gì? Nhà bảy báu. Cho nên về Tây Phương cực lạc là cầu gì được đó. Cầu nhà tranh có nhà tranh, mà cầu nhà xây có nhà xây. Cầu gì được đó mới gọi là cực lạc. Hoặc thượng tình không đó, quý vị lên đó quý vị cầu cái gì có cái đó. Nhưng mà cuối cùng nó sẽ trở về lại cái gốc, đó là cái cảnh giới thanh tịnh của Phật A Di Đà. Còn ở cõi này dầu quý vị tu thanh tịnh như thế nào, nó biến thành toàn bộ là vàng ròng như cảnh giới cực lạc. Nhưng nghiệp báo của chúng ta dày đặc, cái cảm giác đó chỉ có trong một thời gian ngắn, rồi nó sẽ trở về lại cái cốt của cái gốc của ngũ trường ác thế trong cõi này.
Lắng nghe chỗ này hiểu không? Cái chỗ này khó giảng nhưng mà chắc chúng tôi chinh chắc quý vị hiểu đúng không ạ? Gật gật là biết hiểu rồi đó. Giảng tịnh độ nó khó lắm á ngàn. Chúng tôi qua bên Mỹ mà người ta đang gọi là thế, người ta đang gọi là cái gì? Người ta đang gọi là nước Mỹ là gì? Là thiên đàng của vật chất, là thế giới mà người ta đang sung sướng, xe Mercedes, nhà cửa, trời ơi quá trời sung sướng, mà kêu họ vãng sanh về cực lạc là cái chuyện này khó giảng. Coi chừng họ bỏ về, coi chừng họ bỏ về. Nhưng chúng tôi tuyên bố với họ một câu sanh dờn là: quý vị không muốn vãng sanh thọ mạng hết, quý vị cũng chết à? Đúng không? Chết không? Chết. Chết là đi đâu? Không muốn vãng sanh thì gì? Coi chừng chui vô bụng mẹ chánh thắng 10 ngày. Mà cái phước kém nữa thì chui vô lò súc sanh, xuống địa ngục ngạ quỷ. Thôi bây giờ cứ nguyện vãng sanh, nó có lỗ lã gì đâu. Anh nghe anh gật đầu anh chịu. Vô dòng chiến rồi. Vô dòng chiến cho nên hôm nay đi, hôm sau đi tiếp. Mà pháp hội nào cũng ngày đầu nó ít, mà ngày hôm sau nó lại đông nha. Ở Cali, Cali thì 2 ngày đều đông nghe hết cả ngàn người. Còn những pháp hội khác thì họ đến ngày đầu tiên họ nghe chúng tôi thích, xong ngày thứ hai họ đến nghẹt luôn. Nhưng mà được có 2 ngày ha. Rồi chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là Đức Quan Âm Bồ Tát là một nhân vật có thực chứ không phải là nhân vật hư cấu. Và một nhân vật là đã có sự tướng chứ không phải chỉ có lý tánh là tánh nghe. Nhớ kỹ nha. Quan Tham Bồ Tát trong kiếp quá khứ đã thành Phật từ lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Chỉ vì lòng từ bi thiết tha, dù an trụ trong cõi thường tịch quang ở bên Tây Phương Cực Lạc, vẫn hiện thân trong cõi Ta Bà, vẫn hiện thân trong cõi Thật Báo, phương tiện đồng cư. Tuy là thường hiện thân Phật, Ngài cũng còn hiện đủ các loại Bồ Tát thân, thân duyên giác, thân trời người, sáu nẻo. Sáng mai quý vị sẽ nghe nha. Nhất tam đảnh lễ Nam Mô Hiện Phật Thân Thiết Tha. Trời, cái câu này quen á nha. Nhất tam đảnh lễ Nam Mô Hiện Chấp Kim Cang Thần Thân Thiết Tha. Quý vị sao? Quan Thế Âm Bồ Tát. Trời ơi, nghe thôi nó hấp dẫn. Nhớ nha, lạy 500 danh hiệu này á nha. Bản thân chư tăng chúng tôi cũng như chư ni với Phật tử á ngang, phải tha thiết lắm mới lạy nổi á ngang. Cái lơ tơ mơ nản cái là bỏ liền á ngang. Bỏ liền á, chứ không phải dễ đâu á. Phải có đức tin với Đức Quan Âm Bồ Tát, mà tin công đức lạy Quan Âm Bồ Tát, có công đức phải chịu khổ chịu cực ngang. Chứ lơ tơ mơ cái kia ô lạy chi cho khổ vậy, lạy lùng chi cho mệt vậy. Mình có làm gì đâu tội lỗi mà lạy. Có nhiều người nói vậy ngang. Mình có làm gì tội lỗi, có kiếp của giết người ai đâu mà lạy. Có nhiều người nói vậy. Lạy để làm gì? Lắng nghe nha, chỗ này quan trọng nè. Lạy để hồi phục lại lục căn hổ dụng như Đức Quan Âm. Lục căn đó là mắt, thiên nhãn, thấy ở dưới địa ngục, thấy 10 phương pháp giới, mình thấy được chưa? Chưa. Cho nên nó bị bệnh, nó chưa hồi phục. Lạy đi cho dúng Quan Âm Bồ Tát. Mà sao lại danh hiệu Quan Âm Bồ Tát mà dúng Quan Âm Bồ Tát? Bây giờ trong danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát chứa những công đức bất khả tư nghì. Chỉ có Phật cùng Phật, Bồ Tát cùng Bồ Tát mới hiểu nổi danh hiệu của Đức Quan Âm Bồ Tát chứa công đức bất khả tư nghì. Còn phàm phu chúng ta không tin cho nên đâu có lạy đâu. Không tin cho nên thành ra thấy người khác lạy mà còn mỉa mai. Ồ, mấy cái bà đó, bà điên rồ á, ngu á, ở nhà ngủ không sướng mà đi lạy khổ cực. Quý vị lắng nghe nghe, những người này là những người là thui chột cái mầm bồ đề tâm tin đến Quan Âm Bồ Tát. Mà lúc khổ rồi bắt đầu họ kéo chân cho ngơ nghe. Chúng tôi nghe cái vị Phật tử đó nói gì đó. Lúc gặp nạn mới ôm chân Phật, lúc gặp nạn bắt đầu mới ôm chân Bồ Tát ơi, con khổ quá. Nhưng nếu lúc đó không có đức tin niệm không nổi nha. Nhớ nghe, lúc đó không đức tin niệm không nổi á. Nếu bây giờ không có huân tập, không có chịu khổ để lạy nè, không có chịu khổ để niệm nè, thì cái lúc mà lâm chung hoặc giả cái lúc mà gặp nạn không tin đâu. Niệm sơ sơ rồi còn hỷ bán Quan Âm á. Cho nên những cái lúc này là những cái lúc mà quý vị đang ngồi nghe chúng tôi giảng, để quý vị nung đúc cái đức tin với Đức Quan Âm Bồ Tát, nung đúc đức tin với Đức Phật A Di Đà, Đức Đại Thế Chí, và nung đúc đức tin với cảnh giới cực lạc. Cái này quý lắm á nghe. Quý lắm á nghe quý vị nghe. Quý lắm á. Không dễ gì ngồi được nghe như vậy trong một cái hoàn cảnh gọi là cái chùa Vạn Phật Quang, là 10.000 cái tượng Phật bằng vàng ngồi trong này á. Không dễ gì nghe á. Mà mình nghe mà mình thành tâm, cũng như những người mà đứng chắp tay ngoài kia, công đức dữ lắm á. Thấy không?
Cho nên thành ra cái Phật pháp là không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghì. Nó mới tồn tại, nó truyền đến ngày hôm nay chứ, nó lưu truyền đến ngày hôm nay chứ. Nếu Phật pháp không có giúp ích gì con người, không có cái sự màu nhiệm, không có một cái gì tạo cho con người bỏ ác làm lành, bỏ mê, phá mê, khai ngộ và lìa khổ được vui, thì Phật pháp đã phế thải từ lâu rồi quý vị ơi. Và chùa chiền không thể mọc như vậy được đâu. Đó. Hôm nay chúng tôi mà nói lớn tiếng mà có cảm xúc vậy là trong người nó có cảm xúc lắm á nghe. Cảm xúc lắm á. Như vậy cho nên thành ra Đức Quan Âm Bồ Tát Ngài là gì? Ngài là một danh hiệu tự tại viên thông thanh tịnh căn trần. Nơi nào đau khổ thì Ngài tầm thinh hiện đến, nghe mà Ngài hiện đến. Cho nên mới nói là xứ xứ tỳ trung hữu minh nguyệt, gia gia môn nội hữu Quan Âm. Ao nào chẳng có ánh trăng, nhà nào chẳng có Quan Âm hiện hình. Tất cả bao nhiêu cái ao nước mà đã có nước thì sẽ có ánh trăng rọi xuống. Nhà nào có thờ Quan Âm thì sẽ có Quan Âm gì ứng hiện trong nhà đó. Mà muốn Quan Âm ứng hiện trong nhà đó thì người này phải niệm Quan Âm để cái tâm người ta cảm đến. Chứ không phải mình thờ vậy là được đâu nha. Mà mình phải có tu nữa à. Mình có tu là muốn nói là trong nhà, là trong tâm á, là có niệm đến Quan Âm, có nghĩ đến Quan Âm, rồi mình cảm đến cái tượng Đức Quan Âm Bồ Tát thì gì? Thì có Quan Âm ứng hiện. Những thầy giảng là nói mình tin tưởng Quan Âm là mình phải niệm Quan Âm, lạy danh hiệu Đức Quan Âm, và lạy làm sao cho cái tâm mình nó khai mở. Lúc trước là mình bực bội, mình câu có chuyện gì đó xảy đến với mình là mình bất an, mình giận hờn 3-4 ngày mình không ăn cơm, mình bực bội, mình tức tối, mình ngủ không được. Đó là mình tự hại mình. Hôm nay mình niệm Quan Âm, những cái ý niệm đó nó tan biến hết. Là niệm Quan Âm thì gì? Thì lửa vào lửa, lửa không cháy, vào nước, nước không chìm. Lửa đó là cái tâm sân hận. Mà khi cái tâm sân hận khởi lên mà niệm Quan Âm thì sao? Thì cái tâm sân hận này nó tan biến. Do cái lực niệm Quan Âm cho nên thành cái tâm sân hận này nó tan biến. Mà khi cái tâm sân hận này nó tan biến thì sao? Thì cái tâm mát mẻ trở lại. Đúng chưa? Đó. Nhưng nếu mà thực sự mình niệm Quan Âm mà nhất tâm bất loạn á, mà gọi là nhất tâm thông vạn pháp, mà mình niệm Quan Âm nhất tâm rồi, mình với lửa là một, cho nên mình đi trong lửa, lửa không cháy. Cái tình trạng này là đạt đến cái siêu đẳng ngàn khó nha. Mà mình chưa nhất tâm được, mình nhảy vô lửa là nó thiêu như con heo quay á, nó thiêu liền á. Hiểu không ạ? Mình với lửa còn hai thì nó thiêu mình liền á. Còn nếu mà mình niệm Quan Âm mà mình nhất tâm rồi, nó thông vạn pháp. Vạn pháp là lửa, là gió, là hư không, với mình là một, cho mình đi trên hư không cũng được, mình đi trong lửa cũng được, đi trong nước, nước không chìm. Cũng như quý vị thấy người ta đi ra bên ngoài, ra biển á, người ta bị gì? Sóng nó vồ mà lạ, sóng nó vồ, người đó niệm Quan Âm mà không chìm. Bởi vì toàn bộ hoàn cảnh của họ với nước là một à, cho nên nó không có chìm. Gọi là nhất tâm thông vạn pháp. Vạn pháp là nước mà nước với họ là một. Vạn pháp là lửa mà lửa với họ là một, cho nên cũng không cháy luôn. Nếu đạt đến cái tột cùng của sự thì vào lửa, lửa không cháy đó. Nếu mà nhất tâm mà niệm á, không ạ? Nhưng mà mình niệm nó sẽ có một cái lý, đạt được cái lý là lửa là sân hận. Mà mình niệm thì cái sân hận này đi, nó sẽ tan biến. Chứ mình đụng chút là giận, đụng chút là bực, đụng chút là hờn. Thì chính cái giận, cái bực, cái hờn này nó thiêu rụi cái công đức của mình. Gọi là nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn khoản công đức chi lâm. Một niệm sân nổi dậy tiêu cả rừng công đức. Cũng như hôm nay mình đi đến mình lại Ngũ Bách Danh nè, đến đêm khuya nè, có những người suốt đêm là không ngủ được nè, ngoài trời bây giờ lạnh quá không ngủ được nè, ngồi co ro cúm rúm để chừng đợi sáng mai lại, quá trời cực luôn. Được 500 danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, được một số công đức rồi, vừa bước ra ngoài kia kêu có nhìn bà bữa nay sẽ giống cọc cái với bà thì sao, nổi khùng lên. Cái tiếng cọc cái nó đã qua rồi mà trong tâm mình giữ cái danh từ cọc cái, nó tự nó giết mình. Gọi là sắc sanh xét, xét là ăn sắc. Nghe cái câu người ta rồi mình phiền não, rồi gì nữa, mình tự giết mình. Chúng tôi không ngờ vì sao hôm nay trời mưa trời gió mà quý vị đã nghe Hòa Thượng đã giảng 2 tiếng rồi, và bây giờ quý vị còn nghe nữa 2 tiếng thì chúng tôi thấy cái đức tình của quý vị quá trời dữ dội rồi. Quá trời dữ dội rồi. Mà không ngờ nếu mà hồi nãy giờ quý vị đã mệt mỏi từ hồi chiều đến bây giờ mà đi các tỉnh tới đó nha. Mà quý vị mệt mỏi vậy mà chúng tôi mà giảng mà lơ lơ mà không có cái cảm xúc, mà không có một cái năng lực, chắc là quý vị bỏ chúng tôi, quý vị đi hết. Giờ chúng tôi ngồi bơ vơ nghe. Giảng hay quá, giờ cô mang hoa lên tặng nữa nè. Hoa này là gì? Là nhân. Trái cây là quả. Trên bàn thờ có trái cây là quả.
có hoa là nhân, nhưng mà trên bàn thờ thì mang trái cây ăn hết. Cười là biết rồi nha, cười là biết rồi nha. Trái cây thì ăn hết, còn hoa để héo queo. Ý nghĩa lắm á Ngàn. Nó có hai cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất là ai cũng thích ăn trái mà không có chịu gì, không có trang trí lại hoa mới, mà để hoa nhất là hoa hẹ đó Ngàn. Lâu ngày nó thúi bà cố luôn. Hiểu không? Bây giờ bắt đầu nói cho cười một chút nè, ngày nãy sợ ngủ. Giờ tối tối sợ ngủ Ngàn, nói cho cười một chút Ngàn. Tự nhiên cô mang lên hoa, cái chúng tôi nói cái đề tài hoa một chút. Hoa này là nhân, trái là quả, đúng không? Hoa quả mà. Lắng nghe cho kỹ nghe, chỗ này chỗ hấp dẫn á, chỗ này chỗ quan trọng á. Bồ Tát Quan Âm cũng như các vị Bồ Tát muốn làm nhân, không muốn hưởng quả mà quả vẫn đến. Muốn làm nhân là cúng dường cho Phật, cúng hoa cho Phật, thì thân tướng Bồ Tát Quan Âm tự nhiên đẹp, không muốn đẹp mà nó cũng đẹp. Còn mình không làm cái nhân cúng dường hoa cho Phật, không làm cái nhân tán thán người khác, ca ngợi người khác, mà muốn cho đẹp thì nó thành xấu quá. Xấu như con ma. Đi sửa cái lỗ mũi nó cao lên vài bữa nó sụp xuống nó xẹp. Cắt cái môi vài bữa làm sao nó tím liệm. Rồi xăm con mắt chải ca ra tùm lum tùm la. Mà cuối cùng nó giống như con ma. Bởi vì không làm cái nhân tốt mà đòi hưởng cái quả. Hiểu không? Không làm cái nhân để mà mình được cái nhân là thân đường mình được 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt, mà đòi được cái quả 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì làm gì có. Mà lạ, con người mình là khoái lấy trái cây trên bàn thờ ăn mà hoa không chịu dẹp. Hoa không chịu chưng lên hoa mới. Hiểu không? Bồ Tát dạy cho mình là gì? Cứ làm nhân đi rồi quả nó đến. Cứ bố thí tài đi, tiền nó tới. Không bố thí tài thì làm sao có tiền nó tới. Ngồi hả họng sờ súng rụng chờ hoài không có. Mỏi miệng mỏi mắt luôn, thức suốt đêm để mà suy nghĩ làm sao ngày mai có tiền. Bạc cái đầu mà không có đồng xu. Là lý do gì? Trong mạng mình không có tài, không có tạo cái nhân làm gì có cái quả. Quả đó là tiền bạc của cải vật chất. Cứ ngồi đời sung rụng không có đợi người ta mang tới cho mình, mà không có chịu làm bố thí cúng dường làm phước thì làm sao có. Cứ như muốn có trí tuệ mà không có chịu khó in băng in đĩa giới thiệu Phật Pháp cho người khác, giới thiệu trang web vô lượng thọ.vn, hoặc giới thiệu cho người ta câu A Di Đà Phật, thì làm gì mình có được cái nhân quả, cái quả tốt. Hiểu không? Không đi hộ niệm cho người ta cho nên lúc ngáp ngáp chết kiến thùi. Kiến thùi à. Hiểu không? Cho nên thành ra Bồ Tát thì thích làm nhân tốt, không cần hưởng quả tốt thì quả tốt cũng đến. Còn chúng sanh không chịu làm nhân tốt mà đòi hưởng quả tốt, quả tốt không đến. Ngồi đó mà gì? Trời ơi, tôi đi chùa, tôi là Phật tử mấy chục năm mà sao tôi nghèo bà cố luôn, mà sao tôi xấu bà cố luôn. Không à, cái nhân là tôi cứ bệnh hoạn hoài, tôi đi chữa bác sĩ hoài mà nó không có. Cái quả nó sanh ra cái bệnh, tôi đi bác sĩ hoài, tôi chữa hoài mà nó không hết bệnh. Đi chữa cái quả làm sao mà hết. Bây giờ làm cái nhân đi, cái nhân đừng ăn thịt chúng sanh nữa đi. Nghe cái này từ chân cơ chân tự ái, cái chân tự ái. Đó, thấy chưa? Giờ mang tiền lên nữa thấy không? Thôi thôi, từ từ mang nha, từ từ mang. Quý vị mất thời gian nha, quý vị cứ ngồi yên đó nha. Hỏi sao đứa bé đưa nhiều dữ ta. Chúng tôi vẫn biết quý vị tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi nói được, chúng tôi làm được. Nói được đó là chúng tôi nói in kinh tặng miễn phí là tặng miễn phí, trong có nói láo. In băng đĩa tặng miễn phí là không có bán, là không có bán à. In tượng Phật trên tịnh thất Quan Âm tặng miễn phí là tặng, chứ không có bán à. Nhớ nghe. Phóng sanh là thực sự có phóng sanh à. Chúng tôi làm được như vậy là cảm đến những đứa nhỏ đó, chút xíu một xíu những đứa nhỏ nó lên. Bồ Tát nói mình là nên làm nhân. Chắc Bồ Tát khiến cô đó mang cái bình hoa lên chứ không mang trái cây lên. Bồ Tát kêu mình làm nhân đi, rồi quả nó sẽ tự đến.
làm nhân bố thí tài là tiền của nó đến với mình. Mà bố thí qua chiều hướng gì? Mua một con cá bỏ tiền ra là tài thí, hồi hướng niệm Phật quy y cho nó là pháp thí. Và đáng lẽ hai ngày nữa nó chết, mình mua mình thả nó sống được thêm mấy ngày nữa là thọ mạng nó kéo dài. Mình được thọ mạng kéo dài là công đức vô ý, là sức khỏe sống lâu, ít bệnh hoạn. Lấy tiền đổi qua công đức phóng sanh, Phật dạy 10 công đức phóng sanh. Lấy tiền đổi qua công đức in kinh, bỏ tiền ra gọi là tài thí. In kinh cho người ta tụng là pháp thí. Người ta không sợ chết nữa, vì chết có về Tây Phương Cực Lạc là vô ý thí. Lắng nghe ngang, cái này cái người có làm nói nó mới có cái hồn ngang, nó mới có cái năng lực ngang, nó mới có cảm xúc nha. Chứ mà nói mà đòi môi chắc lưỡi không làm là quý vị nghe, quý vị về quý vị bỏ chất lớt à. Ồ hôm nay thầy nhàn giảng hay quá, hỏi hay sao quên hết trơn rồi. Bởi vì cái bản thân chúng tôi nói mà không làm, cho nên thành ra chúng tôi nói quý vị cũng bỏ qua à. Cho nên pháp Phật là pháp phải hành ngang, pháp hành chứ không phải pháp nói ngang. Nói ai nói cũng được à, làm được mấy ai. Lắng nghe cho quan trọng chỗ này ngang. Cho nên thành ra hôm nay bao nhiêu người Phật tử mà ngồi lắng nghe đây, từ trên xuống dưới, đứng bên ngoài sắp lớp chắp tay như vậy đó ngang, là bởi vì chúng tôi nói mà chúng tôi có làm, không phải chúng tôi khoe khoang nha. Mà chúng tôi đang nói để chỉ cho quý vị làm. Mà với cái sức ảnh hưởng bây giờ là mấy chục ngàn người, mà chúng tôi đưa cái đĩa lên là mấy trăm ngàn người. Cái đĩa này không phải là chỉ trong vòng thời gian ngắn chúng tôi lấy xuống, mà chúng tôi để đến khi 5 năm, 10 năm sau người ta nghe những điều này, bắt đầu người ta bắt chước làm. Thì khi người ta làm là thực hành á, người ta biết bố thí tài, người ta biết phóng sanh, người ta biết in kinh, người ta biết làm phước, người ta biết niệm Phật, người ta biết hộ niệm, người ta biết lạy Phật, cũng như người ta biết về đây lại 500 danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, là được một cái công đức thù thắng, là gieo cái nhân để cảm Đức Quan Âm, để lúc gặp cái quả xấu xảy ra người ta nhớ Đức Quan Âm Bồ Tát, người ta niệm. Còn nếu không lạy không niệm thì lúc gặp nạn không nhớ để niệm. Nhớ ngang, nhớ ngang. Bây giờ có huân tập cái chủng tử lạy, huân tập cái chủng tử ngồi đây nghe pháp ngang, nghe đến cái công đức Quan Âm Bồ Tát, nghe đến sự màu nhiệm và cái linh diệu của Đức Quan Âm Bồ Tát, nó trở thành chủng tử á. Mà chủng tử này sáng ngày mai mình thấy bình thường không có gì hết ngang, mà nó còn nằm trong tâm á, khi đụng chuyện một cái nó xuất hiện cho coi. Nó xuất hiện đó là gì? Tha thiết niệm Quan Âm, tha thiết tin Quan Âm. Đó, cái đó là cái chủng tử. Cái đó là cái lúc mà gặp nạn nó xuất hiện. Mà vì sao gặp nạn xuất hiện? Là vì do trong quá khứ cũng như hôm nay mình có ngồi đây nghe pháp và có lại danh hiệu Quan Âm. Thì tương lai về sau gặp nạn thì những cái công đức và những cái niềm tin này nó lóe sáng, nó cứu mình. Hay lắm đó ngang. Chỗ này là kinh nghiệm, đã trải nghiệm rồi đó ngang. Quý vị hôm nay mà nghe chúng tôi mà nói đến những cái năng lực này và cái cảm xúc này á, là chúng tôi đã trải nghiệm qua và gặp những khổ đau. Cũng như nãy chúng tôi kể cái chuyện nhiệm màu mà khổ đau, mà đau bao tử, mà niệm Quan Âm thấy năng lực hào quang của Ngài, một vùng trời sáng. Đó là chúng tôi đã trải nghiệm qua cái sự khổ đau về đau bao tử mà cảm đến Quan Âm Bồ Tát. Cho nên hôm nay chúng tôi nói ra nó có một cái năng lực như vậy là chúng tôi đã trải nghiệm. Nhớ nha, đã trải nghiệm. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay thực sự mà nói, với một cái số lượng người mà từ hồi nãy đến giờ 2 tiếng đồng hồ ngồi dưới đất đau chân đau cẳng mà lắng nghe như vậy, thực sự chúng tôi rất là cảm xúc. Cảm xúc nhiều lắm. Thưa quý vị, 10 giờ 5 phút à. Hồi nãy giờ 2 tiếng 5 phút rồi đó. Nghe nữa không? Bây giờ chúng tôi, cái buổi giảng chúng tôi tạm ngưng đến đây. Giảng nãy giờ có Hương Linh muốn qua gặp. À đâu, qua đây đi. Qua đây. Thưa quý vị, một số các vị Hương Linh họ cũng về đây họ lạy. Hồi nãy giờ họ cũng nghe pháp, bây giờ họ vô cái xác của cô này, họ muốn gặp thầy. Giờ không biết gặp cái chuyện gì đây, họ vô đây. Có cái xác đang đứng trước mặt thầy là cửa quyền có 8 người. Về đây xin thầy nhận. Thầy chút xíu nữa sẽ làm lễ quy y cho các vị Hương Linh. Rồi các vị Hương Linh thầy nhận ở đây để niệm Phật tu hành. Hả? Rồi đứng ở đây muốn nói gì nói chút xíu không? Dạ con sao, con nói thầy nghe. Con là bà cô Tổ Hòa Trình. Sao? Gia đình nhà con không chịu đi tu. Con buồn, con khóc.
nhưng chẳng biết làm sao nói được. Thầy nghe thầy nói. Có nhiều người ở trong này, nhiều thầy cô Phật tử cũng nghĩ rằng đây là giả tạo hoặc không phải hương linh đó, thì rất là khó trên cái chương trình hoằng pháp của thầy. Giờ thầy muốn hỏi hương linh là tên gì, bao nhiêu tuổi, vào cái xác này để thầy biết. Con là bà cô tổ Hòa Trị. Với thân xác này mang tám vong linh. Thứ nhất, Trịnh Văn Tuyển. Thứ hai, Trịnh Thị Ngược. Thứ ba, Trịnh Thị Ngải. Thứ tư, ông Cố, Trịnh Văn Mẫn và bà Cố Nguyễn Thị Mẫn. Anh trai không chịu đặt tên. Anh trai thứ hai Trịnh Văn Đức. Con hài nhi của thể xác này là vô danh. Kính thầy là tám vong linh cộng thêm con cũng muốn tu hành. Xin thầy hãy cho con quy dòng tộc Hòa Trịnh hôm nay đến đây để thưa thầy cho chúng con được quy tại chùa này. Và lần sau có lễ, xin mời bà con, bà Trịnh thi giảng phải lên trên này quy lạy. Ta sẽ tha thứ vì vợ này suốt ngày chê bai phán nhị, đi đâu cũng nói rằng tin nhưng không tin, nói nhiều. Vậy là thầy tin, bởi vì do hương linh nói tám người có một thai nhi vô danh, thì thầy đặt cho thai nhi đó là Diệu Âm, là tên của một vị Quan Âm Bồ Tát. Sáng mai có một danh hiệu Nhất Tâm Lệnh Lễ Nam Mô Diệu Âm Quán Thế Âm Bồ Tát. Và tất cả mọi người, nam là Diệu Âm Đức Thọ, nữ là Diệu Âm Liên Tình, thầy đặt pháp danh trước cho các vị hương linh. Thầy nghe thầy rất là cảm xúc, vì thầy thấy hương linh đã nói bằng tấm lòng thật của mình, cho nên thầy tin. Cho nên giờ đây thầy sẽ làm lễ quy y luôn ha. Dạ tốt quá, thôi được rồi, thầy cảm niệm công đức. Dạ xong rồi, trả cái xác cho họ và để ở đây tu ha. Con thương cái lớp hát này lắm. Bây giờ con thương cái xác này đó, thì con không có được theo Phật. Bởi vì con thương cái xác này là cái xác, đây là cái xác người còn sống, mình phải trả cho họ còn sống, gọi là âm theo âm mà dương theo dương. Mà con phải niệm danh hiệu Phật Di Đà thì con mới giảng sanh. Còn con kẹt trong cái xác này là con không bao giờ giảng sanh, làm sao con siêu thoát. Con đã về quy y rồi mà con phạm vào cái giới là mượn xác mà người ta không cho, gọi là ăn cắp. Mà ăn cắp làm sao mà mình theo Phật được, hiểu chưa? Giờ nghe lời thầy, tin tưởng thầy, chứ thầy không có buồn. Hôm nay có duyên đến đây với thầy rồi, thầy nói mình biết nghe và ở đây tu tập để mình có cái phước, một mình làm người, còn hai nữa Phật Di Đà rước con về cực lạc. Nghe lời thầy ha, rồi giỏi ngoan, bây giờ quỳ xuống đây đi, chút nữa thầy làm lễ cho. Ổn sao đứng hết trơn ạ? Tự nhiên thầy nghe các vị này, thầy thấy đây không phải là người người thường mà nói được cái cảm xúc này. Với cái nhân duyên mà những người hương linh nghe chúng tôi giảng từ trước đến giờ chắc cũng cả trên cả trăm người họ xin quy y. Nhưng đợt này chúng tôi thấy cái vị hương linh này họ tha thiết dữ quá. Họ cảm xúc nghe những lời chúng tôi giảng và họ muốn tu. Nhưng họ mất cái xác, họ muốn mượn cái xác này để họ tu. Nhưng mà mượn cái xác này rồi, cái linh thức của cái xác này bây giờ họ làm sao? Họ bị trở ngại, cho nên thành ra chúng tôi khuyên cái hương linh này rất là ngoan, nghe theo. Cho nên nãy giờ chúng tôi nói với chị là cái người âm á, nhiều hơn người dương á ngàn. Người dương là mấy 40,000 cho người âm là mấy trăm ngàn á. Quý vị đi lễ Quan Âm Bồ Tát, các vị hương linh gia đình quý vị theo quý vị đến đây á, mà họ chưa có cái duyên họ vào như cô này,
Họ vào mà họ sợ không dám dám vô. Mà sao cái hương linh này có duyên để vào trong một cái pháp hội, trong một cái hội trường, trong một cái chánh điện này không phải là dễ đâu à. Vị này hương linh này có duyên nhiều đời nhiều kiếp, ở đây tu một thời gian có thể là mãn nguyện, rất mãn nguyện. Cho nên quý vị về tổ chức một cái pháp hội này là gọi là âm siêu dương thế á. Cho nên chúng tôi nói quý vị là cái sự vi diệu màu nhiệm. Cho nên thành ra giờ đây chúng tôi xin đồng cầu nguyện mười phương chư Phật, nhất là Đức Phật A Di Đà phóng ánh ngọc hào quang tiếp độ những vị hương linh tha thiết trong ngày lễ vía. Và chúng tôi mong các vị hương linh tha thiết sáng hôm nay chúng tôi lạy 500 danh hiệu, thì các vị hương linh này cũng lạy 500 danh hiệu với chúng tôi để gieo duyên với Đức Quan Âm Bồ Tát đã rước vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ còn cái xác này mà mình muốn làm lại làm người nó cũng khổ lắm. Bản thân thầy là con người, là thân nam mang thân tu sĩ, mà thầy cũng muốn vãng sanh sớm chừng nào tốt chừng đó. Mà bây giờ hương linh nương gá vào cái xác thân thì nó rất khó vãng sanh, kẹt trong cái xác thân nó khó vãng sanh. Vì vậy thôi hôm nay cái nhân duyên rất là thù thắng, và hương linh đang ngồi đợi chúng tôi để quy y, thì tất cả mấy Phật tử chúng ta đều quỳ lên hết, quỳ lên chắp tay trang nghiêm ha, quỳ thẳng lên chắp tay trang nghiêm ha, để chúng tôi cùng quý vị, chúng tôi đọc trước, quý vị đọc theo sau. Những vị đang ở dưới và tất cả mọi người, toàn thể mọi người ở trong nhà, đứng trong nhà đục mưa hoặc bất cứ chỗ nào, đồng quỳ xuống, đứng ngoài đường cũng quỳ cho chúng tôi, hoặc đứng ở dưới sân cũng quỳ cho chúng tôi. Quỳ để làm gì? Quỳ để thành tâm cầu nguyện cho những hương linh của gia đình của mình. Mà quý vị mới thấy người thiệt việc thiệt đó nha, mới thấy người thiệt việc thiệt đó. Cho một cái pháp hội như vậy chúng tôi tổ chức là có cái sự gia trì của Long Thần Hộ Pháp. Và các vị hương linh họ đến đây họ tu quá ngang, gia đình quý vị đến đây tu á, cái lợi lạc nó thù thắng lắm quý vị à. Mà hầu như những pháp hội lớn nào chúng tôi thấy, nhưng mà 8 cái pháp hội đến hôm nay pháp hội thứ 9 là cảm được cái pháp hội này, cảm được cái tâm của chúng tôi. Mà nãy giờ chúng tôi giảng 2 tiếng đồng hồ mà cổ nói rằng về sau mà đến đây pháp hội là hương linh phải lên trực tiếp trên này để nghe pháp. Dễ sợ. Giờ đây là một cái lúc mà chúng tôi cảm nhận rằng các vị hương linh có lợi ích, do 8 cái vị hương linh này đi vào trong cái thân cô này mà nói một cái cảm xúc mà chúng tôi nghĩ không phải là cô này có tự bị đặt ra được. Cho nên có những người người ta không tin, người kêu ông thầy giác nhàn bị đặt, kêu hương linh nhập đồ này nọ cho có tiếng tâm. Chúng tôi không có cái ý niệm này, ngồi trước tam bảo không bao giờ dám có ý niệm này đâu à. Ý niệm tà này là coi chừng mình không thành tựu được con đường sứ mạng để mà hồng pháp của Như Lai cũng như trên con đường mình tu tập đâu à. Đây là những cái cảm xúc của họ mà chúng tôi trắc nghiệm qua từng tên từng người. Nếu mà không có 8 hương linh này làm sao cô này có nói được tới 8 cái tên liền như vậy. Chúng tôi nói cho quý vị xác minh lại là gia đình quý vị đang theo quý vị để tu á, tin vào Đức Phật A Di Đà là được đầy đủ hết. Sao mình không tin vào Đức Phật A Di Đà, mình tin vào ai? Tin vào mình là có Phật tánh và niệm Phật, cảm với Phật. Mà đã cảm với Phật rồi thì tất cả mọi thứ Phật lo. Điều này Hòa Thượng Tịnh Không nói, tin Phật đi Phật sẽ lo. Lo cái gì? Lo tùy giai mãn nguyện, tất cả đều được mãn nguyện hết. Vì sao chúng tôi nói tin vào danh hiệu Đức Phật A Di Đà là được đầy đủ? Vì trong danh hiệu Đức Phật A Di Đà là gọi là vô lượng công đức, vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng công đức là nhờ công đức này mà phước báu tiền bạc nó sanh ra. Vô lượng quang là trí tuệ sáng suốt, và vô lượng thọ là thọ mạng kéo dài từ một danh hiệu A Di Đà Phật. Cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát phải về bên cạnh Đức Phật A Di Đà, do cái hạnh nguyện Đức Phật A Di Đà quá lớn. Cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát phải đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà để gì? Để mà nương cái thần lực của Phật A Di Đà mà xuống cõi Ta Bà độ sanh. Vi diệu lắm nha, cái chuyện này không phải là Quan Âm Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà chúng ta không thấy mà chúng ta nói mê tín dị đoan nha, không phải à. Danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát và Đức Quan Âm Bồ Tát là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Pháp Hoa, và nói trong kinh Phẩm Phổ Môn, bộ kinh Pháp Hoa. Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có nói đến Đức Quan Âm Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa, mà chúng ta sùng bái Đức Quan Âm Bồ Tát, gọi là sùng bái một nhân vật hư cấu, là chúng ta gọi là mê tín. Còn nếu mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có nói Đức Quan Âm Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa là có 32 tướng để độ xuống sanh, và cầu gì được đó, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói Đức Quan Âm Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa thì có nhân vật Quan Âm Bồ Tát, chứ không phải không có. Nhớ cho rõ nha, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Đức Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong kinh A Di Đà,
thì phải có Đức Phật A Di Đà, mà có Đức Phật A Di Đà thì có cảnh giới Cực Lạc, mà có Đức Quan Âm Bồ Tát ở bên cảnh giới Cực Lạc. Cho nên quý vị nhìn bức hình Tam Thánh là thánh chúng, đó là sự thực trong phá giả, nên nhớ như vậy. Có nhiều người nói Đức Phật A Di Đà có thấy đâu, Đức Quan Âm Bồ Tát có thấy đâu mà tin, tin như vậy tin mê tín. Đức Quan Âm Bồ Tát là tánh nghe, Đức Phật A Di Đà là tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ. Đó là nói lý thôi, không phải đâu à, chưa đủ đâu à, phải nói sự lý biên dung. Sự là có Đức Phật A Di Đà cách đây 10 muôn ức cõi, ngài ở Tây Phương Cực Lạc thành Phật 10 kiếp, hiện tại đang thuyết pháp rõ ràng như vậy, và có người vãng sanh Cực Lạc. Giảng tịnh độ là phải giảng như rứa nha. Và có Đức Quan Âm Bồ Tát bên cạnh Đức Phật A Di Đà ở cảnh giới Cực Lạc bằng sự, phải giảng như thế. Chứ đừng có nói chỉ có tự tánh Di Đà và tự tánh nghe là Quan Âm và là Di Đà, nói nhảy lý chưa đủ đầu. Chúng ta trở lại cái câu chuyện Đức Quan Âm Bồ Tát, một danh hiệu của ngài là cầu gì được đó, cầu con trai. Thì hai vợ chồng lên tượng Quan Âm Bồ Tát và có cái tâm nguyện với Đức Quan Âm Bồ Tát, con nguyện có một đứa con. Quý vị biết sao? Họ niệm Quan Âm suốt như vậy. Thì trong cái tâm mà họ niệm danh hiệu Đức Quan Âm á, nó chứa đựng cái công đức của danh hiệu Đức Quan Âm, nó đi vào trong tâm cô ta. Cô ta khởi lên một cái tâm tốt, thương người, giúp người, làm nhiều điều thiện, làm nhiều điều phước. Thì từ cái danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát khai mở cái tâm của cô ta, cho nên thành ra nhờ cái phước báu đó mà cổ nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát nằm ban đêm thấy Đức Quan Âm Bồ Tát đưa cho một đứa con trai, mơ, nằm mơ thấy Đức Quan Âm Bồ Tát bưng một đứa con trai đưa cho cổ. Khi bưng đứa con trai đưa cho cổ xong thì sáng cổ thức dậy, cổ mới kể ông chồng nghe. Thì một thời gian ngắn đi khám thì cô này mang thai. Thì cô này mang thai nhưng mà trong lòng của cổ rất là hoan hỷ, và cái giấc mộng mà cổ thấy Đức Quan Âm Bồ Tát bưng đưa đứa con á, nó cứ quay quần trong đầu cổ miết thôi. Và cổ nghĩ rằng đứa con này là Đức Quan Âm Bồ Tát cho. Vì sao Đức Quan Âm Bồ Tát cho? Bởi vì cổ niệm danh hiệu Đức Quan Âm. Lắng nghe cho kỹ nha. Cổ niệm danh hiệu Đức Quan Âm, cho nên thành ra cảm được Đức Quan Âm, thấy Đức Quan Âm Bồ Tát bưng đưa cho một đứa con. Thì như vậy cổ mang thai xong, cổ sanh đứa bé này ra, mà cổ sanh rất là dễ dàng. Và đúng đứa bé trai luôn. Trong giấc mơ thấy Đức Quan Âm Bồ Tát bưng một đứa bé trai đưa, thì cổ mang thai và khám là đứa bé trai luôn. Thì cổ càng tin nữa. Thì sao nữa? Cổ sanh ra đứa bé này, cổ đưa thịt và nước thịt cho nó, bắt đầu nó ăn được á. Và đưa nước thịt cho nó mửa ra, nó không ăn. Nó ăn không được. Ô lạ, đứa bé này rất lạ. Ăn thịt vô là nó mửa ra quý vị. Cá, bất cứ những cái loài động vật là nó ăn không được. Nhưng loài thực vật, nhất là loài củ quả nấu chung với cháo xay ra lúc còn nhỏ nó ăn thì nó rất là thích. À, là đặc biệt đứa bé này. Nó có một điều xuất hiện. Trên cái mặt của đứa bé nó có một cái bớt màu đỏ, nhìn thấy y như Đức Quan Âm ngồi trong đó. Cái bớt ngay cái mặt á, y như Đức Quan Âm ngồi. Nếu quý vị chịu khó theo dõi thường xuyên cái trang web vôlượngthọ.vn thì nó sẽ xuất hiện cái đĩa tổ chức Pháp hội Vô Lượng Thọ tại Chicago, Hoa Kỳ. Thì quý vị thấy đứa bé này mới có 4 tuổi thôi. Nói ba đó, cho con một cái hộp. Con rất thích nghe đĩa của thầy Nhàn giảng. Mới có 4 tuổi nha. Con rất thích nghe đĩa của thầy Nhàn giảng. Con có dư tiền con bỏ cho cái hộp này, để khi nào con gặp thầy Nhàn con gửi về để thầy Nhàn phóng sanh với nuôi mấy bà già. 4 tuổi nó nói được rồi. Bữa đó nó qua nó chạy lại, nó gặp chúng tôi, nó bận cái áo người tu á, màu vàng, nó ôm chúng tôi ngồi trong lòng. Chúng tôi có chụp mô hình đó, có gửi lên trên trang web luôn. Thì đứa bé này nó khi mà nó ra ngoài trời nó chơi buổi trưa á, mà nó đặc biệt là nó chơi, nó không có chạy giỡn cợt như những đứa bé khác đâu. Những đứa bé khác giỡn cợt chạy lùa cho nó ngồi chỗ nó nhìn nó cười thôi. Rất là lạ. Thì chúng tôi nghĩ chắc trong cái thời gian mẹ mang thai nhớ đến cái giấc mộng mà niệm Quan Âm Bồ Tát, Đức Quan Âm Bồ Tát bưng một cái đứa con đưa là thứ nhất. Vấn đề thứ hai là gì quý vị biết không? Vấn đề thứ hai là trong lúc bà mang thai thì cô này có niệm Quan Âm rất nhiều.
Và nhờ cái tâm bản niệm Quan Âm đó, cho nên thành ra đứa bé này về cái tướng của nó cũng đẹp, mà về cái tâm của nó cũng gì, cũng trang nghiêm. Mà nó đặc biệt là từ lúc sanh ra cho đến cái lúc mà 4 tuổi này đó, đặc biệt không bao giờ khóc, hầu như không khóc, chỉ biết cười thôi. À, nó lạ. Và khi nó ra ngoài trời buổi trưa nắng hửng lên á, buổi trưa á, thì càng nắng chừng nào thì cái mặt của nó hiện cái bớt màu đỏ, Quan Âm càng rõ cho nó. Cho nên thành ra trong đạo Phật mới nói là tâm tưởng sự thành. Mình tưởng Đức Quan Âm Bồ Tát thì gì? Thì cái tâm của mình tưởng Đức Quan Âm Bồ Tát thì cái con người của mình lâu ngày nó biến thành nhân vật đó. Lắng nghe cái chỗ này quan trọng nha. Chúng tôi đang thấy quý vị có cảm xúc trong những lời giảng chúng tôi á. Bởi vì hồi nãy giờ đang nói tiếng Việt Nam không? Chúng tôi thấy quý vị đang cảm xúc lời giảng của chúng tôi. Và trong người chúng tôi cũng đang cảm xúc. Cảm xúc đây bởi vì chúng tôi nói đến cái đức tướng danh hiệu Quan Âm và nói đến nhân vật Đức Quan Âm, thì tức thì chúng tôi nhận được cái sự giá trị của Quan Âm. Và quý vị ngồi đây, quý vị có một cái niềm tin với Đức Quan Âm thì quý vị cũng sẽ nhận được cái giá trị này. Cái này không phải mê tín dị đoan nha. Nếu nhân vật Đức Quan Âm Bồ Tát không phải là một nhân vật mà có thực Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong Kinh Pháp Hoa, thì những cái hình tượng này không được tồn tại đâu. Và cái sự ảnh hưởng của cái quần chúng á, để mà lưu truyền đến ngày hôm nay, nó bị gì? Mai một, tức là mất đi rồi, đúng không? Nếu Đức Quan Âm Bồ Tát là nhân vật hư cấu á, tức là không phải là một nhân vật mà có thực, xưa kia cũng là một vị phàm phu, và do Ngài giác ngộ tu tập về cái tánh nghe, cho nên thành ra Ngài đạt được nhĩ căn viên thông, và Đức Quan Âm Bồ Tát thành Phật trong thời quá khứ, gọi là hiệu chánh pháp Minh Như Lai. Và mãi đến hôm nay Ngài điều gì? Ngài điều có cái tâm để nhìn xuống cõi Ta Bà này độ chúng sanh. Mà thường Ngài vào cõi Ta Bà này là Ngài mặc gì? Ngài mặc cái y màu trắng, hiện thân thành người nữ. Mà vì sao gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát? Vì sao cái danh hiệu Ngài tên là gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát? Quan là quan sát, hay là quán gọi là quán sát. Thế là trần thế, là cõi Ta Bà mà này. Mà không những cõi Ta Bà mình mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tất cả 10 phương pháp giới, Ngài có cái thần thông diệu dụng. Bất cứ một cõi nào trong thập pháp giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, mà nghĩ đến danh hiệu Ngài, mà thành tâm, mà nhất tâm niệm đến danh hiệu Ngài, đều có sự gia trì của Ngài hết. Nhưng mà Ngài nói thế đây là Ngài muốn nói vào cái thế gian của chúng ta. Quán là quán xét, thế là thế gian này, hay gọi là trần thế. Quán thế âm, tức là âm thanh, thế là trần thế. Quán thế âm Bồ Tát, tức là Ngài chuyên nghe những âm thanh đau khổ và tiếng kêu cầu của những người ở trong thế gian này, để Ngài đến đó để Ngài cứu độ. Vì sao Ngài cứu độ? Bởi vì Ngài có nghìn tay và nghìn mắt. Thiên Thủ Thiên Nhãn cũng là một hóa thân của Đức Quan Âm nha. Trong bàn tay có con mắt. Con mắt đây tượng trưng cho cái nhìn là trí tuệ, bàn tay là hành động. Và khi Ngài nhìn thấy và Ngài nghe tiếng kêu cầu của chúng sanh, thì Ngài có hành động đến Ngài cứu vớt bằng mọi cách. Ngài thể hiện bằng nhiều cách hóa thân. Không phải một hóa thân mà nhiều hóa thân. Vì vậy cho nên cái hóa thân của Đức Quan Âm Bồ Tát đến 32 ứng hóa thân. Mà 32 ứng hóa thân này, Ngài đi vào tất cả các cõi, không những cõi Ta Bà mà tất cả các cõi, Ngài điều độ chúng sanh. Thưa quý vị, cho chúng tôi nói đến cái bản thân của mình cảm đến Quan Âm Bồ Tát, và vì sao chúng tôi đặt tịnh thất Quan Âm là tịnh thất Quán Thế Âm. Cái này chúng tôi cũng có nói một vài lần mà một số những người trong này chưa nghe. Cách đây hơn 10 năm về trước, chúng tôi bị đau bao tử. Mà đau bao tử thì nó rất là khó chịu và ăn không được, thì chúng tôi phải nhịn ăn một tuần. Và khi nhịn ăn một tuần như vậy thì
trong người nó cũng quá đuối rồi quý vị, yếu. Và đêm hôm đó chúng tôi cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà nhớ nghe, niệm Phật niệm Quan Âm lâu ngày rồi, cái bắt đầu trong cái giấc ngủ mình vừa thiếp xuống mình vẫn niệm được luôn. Còn nếu mà cái sức niệm Quan Âm và niệm Phật mình không có liên tục, không có lực á, thì mình vừa vô giấc ngủ là nó mê liền, tức là nó quên liền. Thì chúng tôi nhờ một tuần đó chúng tôi niệm suýt suốt suýt 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 suýt, thì vừa nằm thiếp ngã xuống một cái thì trong đầu vẫn niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vừa mới thiếp nằm xuống thôi, chứ phải là ngủ, mình mới thiếp nằm xuống thì trong đầu vẫn niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và lúc đó Đức Quan Âm Bồ Tát xuất hiện. Chúng ta nói bây giờ nó còn cái cảm giác. Thì khi Đức Quan Âm Bồ Tát xuất hiện trong không trung và hào quang của Ngài sáng vô cùng, và trong tâm của mình càng niệm lớn chừng nào, càng niệm nhiều chừng nào, thì Quan Âm Bồ Tát càng xuất hiện trong không trung lớn, to, thật là to. Hào quang của Ngài trùm phủ hết cả thân tâm chúng tôi mà một vùng trời sáng luôn. Thì lúc đó càng niệm lớn chừng nào thì đức cái tướng của Ngài, thân tướng của Ngài càng to chừng đó, và hào quang của Ngài càng lớn chừng đó. Rồi từ từ cái niệm nhỏ lần lại, thì cái hào quang và cái tướng của Ngài, cái đức tướng của Ngài nhỏ lại lần, và mình vừa ngưng niệm trong tư tưởng là hết luôn, không thấy nữa. Nghĩa là cái lực của tâm mình nó niệm chưa đủ cái sức để mình có thể là cảm đến Ngài, gọi là mình có thể mở mắt, hoặc giả là mình có thể là cảm đến cái thời gian và cái đức tướng của Ngài nó kéo thời gian dài hơn. Thì khi Ngài vừa biến mất một cái là gì, tự nhiên thấy đứa bé. Thì trong đầu thấy đứa bé này thì trong kinh nói rằng Ngài hiện tướng đồng nam và đồng nữ. Đồng nam là con trai mà đồng nữ là con gái, mà con gái đứa bé gái đứa bé trai gọi là đồng nam đồng nữ. Đồng là nhi đồng, còn trẻ. Thì đứa bé này cầm hai viên thuốc đưa chúng tôi. Thì khi thấy đứa bé cầm hai viên thuốc đưa thì trong đầu nghĩ á, là đây là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát cho chúng tôi thuốc. Thì khi cầm hai viên thuốc uống vào trong người, tự nhiên cái cảm giác á, nó mát lạnh từ trên đầu xuống dưới chân luôn. Và cái cảm xúc trong người nó lạ kỳ. Thì lúc đó mình mới thấy rằng là sự gia trì Quan Âm Bồ Tát do mình định bệnh đau bao tử, mình niệm danh hiệu Ngài, rồi Ngài ứng hiện, Ngài cho thuốc. Thì chúng tôi gặp một vị Hòa Thượng Tịnh Hạnh á, hình như Ngài ở bên Pháp, bên Mỹ, Ngài cũng gặp Quan Âm Bồ Tát cho 12 viên luôn, chứ không phải 2 viên. Cái này có nhiều người nghe, có một số các thầy nói mê tín dị đoan, nhưng riêng bản thân chúng tôi khi mà uống 2 viên thuốc đó là mình có cảm giác, cũng như uống nước nóng lạnh tự mình biết. Rồi khi uống 2 viên thuốc xong cái bắt đầu là nhìn thấy một đàn voi đứng ở bên ngoài. Thì có một ông voi, ông to dữ lắm. Ông tới gần chúng tôi, ông y quỳ xuống, ông lấy cái chân á, ông khều khều. Ý ông muốn kêu chúng tôi ngồi lên trên cái lưng á. Thì khi lúc đó nhìn thấy con voi như vậy xong á, nó cảm động, nó òa lên khóc. Nước mắt nó ra nhầy nhụa và thức dậy còn nghe tiếng mình đang khóc và thấy nước mắt chảy ra. Thì chúng tôi mới viết một cái tập giấy, một cái đề tài gọi là tỉnh giấc mộng. Bây giờ mình gặp một giấc mộng đó, gửi cho Hòa Thượng Quang Đạo. Hòa Thượng Quang Đạo chủ trì chùa Phước Viên ở trên Đồng Nai á, ngay chỗ gần Biên Hòa. Thì Ngài coi, Ngài kêu đây là cái sự thành tâm của con. Con niệm Đức Quan Âm Bồ Tát mà con cảm được. Và thường coi cái tập tỉnh giấc mộng này. Thì mãi cái sự việc đó trải qua hình như là hơn một năm, thì có một cô Phật tử mua một miếng đất tại tỉnh Thất Quan Âm, hai sào là chỉ có 20 triệu. Mà 20 triệu lúc đó là vào 4 cây vàng, 5 triệu một cây vàng. Cô mua hai sào là 2000 m2 á, là 20 triệu. Thì khi chúng tôi được cổ mua, cổ cúng dường miếng đất trên đó, thì lên nhìn miếng đất trên đó thì rất là ngạc nhiên. Sau lưng tỉnh Thất Quan Âm nhìn lên là thấy một ông voi
Ông voi đó là một cái quả núi rất lớn, mà voi này nó giống như con voi trong giấc mộng là nó quỳ xuống, quỳ xuống và cái đầu á hướng lên trên Đà Lạt, cái dòi á nó cong nó chạy xuống tại tỉnh Hắc Quan Âm, và cái miếng đất chúng tôi là nằm ngay cái bụng, cho nên lúc nào cũng có gạo ăn hết. Lạ nha, nằm ngay cái bụng cho nên thành ra thấy lúc nào cũng có gạo ăn. Đến hôm nay 1.500 người mà dư gạo luôn. Chú Hiền nói theo thầy, bữa nay gạo dư quá mày mang đi cho. Ăn một ngày bữa nay hơn 10 tấn gạo á. Thì khi chúng tôi cất cái tịnh thất đó rất là lạ, là có miếng đất đó rồi cô đó có phát tâm 45 triệu là 7 cây vàng để chúng tôi xây cái miếng đất đó, xây dựng ở trên miếng đất đó một cái thất. Mà chỉ có cái thất thôi, còn rất là đơn sơ. Thì chúng tôi nghĩ rằng sở dĩ chúng tôi đặt tịnh thất Quan Âm là do trong cái giấc mộng này gặp một cái ông voi, ông chở chúng tôi lên cái trên đó. Mà sở dĩ gặp ông voi này, trước gặp ông voi này là gặp đứa bé cho hai viên thuốc. Mà trước gặp đứa bé này là trong tâm mình niệm Quan Âm, gặp ánh quang minh Quan Âm và gặp cái thân tướng của Ngài trong cái tư tưởng mình niệm, cho nên nó cảm được với Ngài. Cho nên thành ra y như là Ngài đưa chúng tôi lên trên tịnh thất Quan Âm để làm gì? Để lập một cái quốc độ nơi đó, để làm một cái trạm trung chuyển, làm một cái trạm trung chuyển đưa người về Tây Phương Cực Lạc. Thì quả thiệt hôm nay với lượng người 1.500 người về, một ngày 12 tiếng họ niệm Phật xuyên suốt trên đó. Thì chúng tôi nói, chúng tôi đặt tịnh thất Quan Âm là lấy danh hiệu của Đức Quan Âm Bồ Tát đặt tên cho cái tịnh thất, đặt tên cho cái ngôi chùa mình. Mà ai nghĩ đến tịnh thất Quan Âm là người ta nghĩ đến danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát. Chỗ này quan trọng nha, chỗ này quan trọng nha. Chúng tôi còn không ngờ đến ngày hôm nay, tuy rằng chùa chúng tôi là chùa tôn thôi nha, chùa tôn thôi, bởi vì chúng ta không có cái duyên để xây dựng, không có một cái phước báo giống như hòa thượng viện chủ ở đây xây một cái cơ ngơi nó lớn như vậy. Chúng tôi chỉ là ngôi chùa tôn thôi, mà sao lạ, hương linh họ về trên đó họ cũng thích quá vậy. Vừa rồi có một hương linh ông lên, chúng tôi mới đi Mỹ về, ông kêu thầy, thầy đi lâu quá rồi con về con đợi thầy, con 100 năm mà thầy, con chết 100 năm mà chưa siêu. Thôi nhập vô cô con gái mà nói con là chết 100 năm rồi mà con chưa siêu. Trời ơi, giờ con xin ở chùa thầy, không biết sao con làm người lại không được. Thầy biết sao mà con làm người lại, con cầu làm người hoài mà con không gặp cái duyên để con làm người thầy. Thầy kêu do ông xài hết cái phước làm người rồi. Ông ở Dương Giang cái đời trước, con không biết bố thí cúng dường làm phước, ông xài hết cái phước rồi, cho nên bây giờ ông mất, cho nên thành ra ông đói rách. Đúng rồi, không có chùa thầy là con đói dữ lắm nha thầy. Nhờ có chùa thầy mà mỗi buổi chiều người ta cúng thí thực con no, con cảm ơn thầy nha. Xúc ra cái bà kia ngã cái bịch. Thấy chưa, thấy cái vụ này chưa? Trời ơi. Cho nên chúng tôi nói quý vị biết là cái duyên của chúng tôi với Đức Quan Âm Bồ Tát rất sâu sắc. Hôm nay chúng tôi kể ra đây không phải chúng tôi khoe khoang, là được cái sự gia trì Đức Quan Âm Bồ Tát đưa lên trên núi lập tịnh thất Quan Âm, hôm nay khoe khoang khoác lác, không có. Hôm nay chúng tôi đang nói đến cái công đức mà chúng tôi niệm danh hiệu Đức Quan Âm khi gặp gì, gặp đau bệnh là đau bao tử. Mà lạ lắm nha, con người chúng ta khi đau bệnh hoặc gặp nạn niệm Quan Âm dữ lắm nha, nhưng mà qua rồi thôi quên. Nó lạ lắm nha. Cũng như có mấy người Phật tử vừa rồi chúng tôi đi Mỹ á, mà kêu trời ơi Quan Âm linh lắm thầy. Hỏi linh sao? Khi con đi vượt biên á, trời ơi con gặp nạn tự nhiên là mây mù kéo đến, con thành tâm con quỳ, con niệm Quan Âm, cả một cái thuyền nó niệm Quan Âm, mây nó kéo qua hết trơn luôn. Thầy kêu mây kéo rồi còn niệm đâu? Bà kêu không. À, trời ơi. Rồi hỏi bây giờ còn niệm nữa không? Bà kêu hết rồi. Hỏi sao vậy? Thầy kêu bữa nay đầy đủ quá, có nạn gì đâu niệm. Chúng ta nói với cái gì nghe nghe. Cái nạn khổ, cái nạn mà lớn nhất là quý vị biết nạn gì không? Nạn ngáp ngáp. Biết nạn ngáp ngáp không? Là nạn gần chết. Ngáp ngáp làm sao? Ô, chà, cái ngáp ngáp này là ghê lắm á ngàn. Mà cái ngáp ngáp này nó cầu sống không được, nó cầu chết không xong. Vì sao cầu sống không được? Sống không được là do tạo nghiệp quá nặng. Nghiệp gì? Lắng nghe nha, chỗ này quan trọng nha.
lắng nghe nha. Nghiệp lớn nhất để lúc lâm chung phải đau đớn quằn quại rên la cầu sống không được, cầu chết không xong, là nghiệp ăn thịt chúng sanh. Giờ nghe cái là hơi giật mình rồi nghe. Mình đang ăn mặn, ăn thịt chúng sanh, ăn cá, mà ông thầy ông tuyên bố ông câu sanh dờn, giờ tính sao ta? Tự ái vô cùng hả nghe. Vì sao có người ra đi, người ta ra đi nhẹ nhàng quá vậy? Mà vì sao có người ra đi tại tỉnh Thất Quan Âm người ta chết không được, người ta kêu thầy, thầy chích cho con mũi thuốc cái thầy. Sư cô, một sư cô mà nói thầy, thầy chích cho con mũi thuốc thầy. Ai dám chích? Mình chích là mình sát sanh sao? Đúng không? Mà người ta muốn thoát khỏi cái đau đó thoát không được. Muốn thoát khỏi cái đau đó thoát không được quý vị. Mà muốn chết cũng chết không được. Mà muốn hết đau không được. Vì trả nghiệp chưa xong. Vì sao trả nghiệp chưa xong? Bởi vì ăn thịt chúng sanh nhiều quá. Cái này là cái nan giải với quý vị trong cái lúc hiện tại này. Cho nên bất chợt trong lúc này quý vị đang ngồi, quý vị nghe cái tâm thức của chúng tôi nói, quý vị nghe, quý vị cảm được, bừng tỉnh ra quyết định ăn chay. Trời, 950 bà cụ trên chùa chúng tôi ăn chay hết ráo luôn. Không ai có ra ngoài mua bún bò và heo ăn đâu à? Không có. Mà sao người ta vẫn sống như vậy? Mà người ta thức khuya dậy sớm à, 10 giờ 11 giờ mới ngủ, sáng 3-4 giờ thức dậy rồi á. Có những người đăng ký trong phòng hộ niệm, niệm 24/24 luôn à. Hiện tại phòng hộ niệm bây giờ như vậy là có mười mấy ca đang ung thư á. Cái chùa chúng tôi nó có duyên ung thư nha. Mà lạ lắm nha, bữa nay mười mấy ca ung thư trong đó đó, mà toàn bộ mấy người bên ngoài vô, chứ mấy bà già mà chưa có đi. Thầy đi Mỹ về thỏ sao mấy bà cụ chưa đi, bà kêu từ từ cho thầy làm gì nôn với thầy. Tội nghiệp, bà kêu cuộc đời của con khổ bao nhiêu năm, bây giờ lên chùa thầy sung sướng rồi thầy đuổi con giảng sanh. Con giảng sanh mà đuổi Phật rước kia mình đi, chứ Phật không rước kia chứ. Mình mà được Phật rước là may mắn lắm chứ ai đuổi. Hình như mấy cụ phóng sanh ăn chay bà vui cho nên bà sống lâu dễ sợ nghe. Mà bữa nay càng ngày càng đông lên nữa, đến 950 bà cụ rồi đó. Trời ơi, mà mấy bà cụ này công nhận là chúng tôi thấy là chúng tôi nuôi nó mau hết gạo lắm á nghe. Bởi vì niệm Phật đói bụng ra ăn dữ thiệt á. Nhưng mà ăn hoài cũng không hết. Vì sao? Vì có công đức niệm Phật. Chúng tôi tin vào điều này. Một cái gia đình quý vị nha, 5-7 người láng sáng coi chừng là thiếu thốn à. Mà sao một cái đại gia đình này 1.500 người không thiếu thốn? Bây giờ người ta tích lũy công đức. Công đức gì? Công đức niệm Phật, công đức tụng kinh, công đức lạy Phật, công đức phóng sanh, công đức in ấn tấm kinh tượng Phật. Thì như vậy sở dĩ cái pháp hội chúng tôi mà thành tựu được ở tại tỉnh Thất Quan Âm, chúng tôi không phải khoe khoang mà tích lũy từ những công đức. Công đức gì? Công đức pháp thí. Đây, những chiếc máy quay phim này khi về rồi chúng tôi sẽ làm lại, ngồi cả tuần lễ làm một cái đĩa này, mang xuống Sài Gòn dập. Dập xong rồi bắt đầu mới phát. Và ai gọi vào số điện thoại 0909, gọi là không chết không chết á, 747474, cho địa chỉ một cái là các chú sẽ gói quà gửi đến tận nhà quý vị. Chúng ta thích làm chuyện này. Chúng ta thích làm chuyện này. Cho nên hôm nay ai không có đĩa và không đủ đĩa và muốn cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, chúng tôi in mấy chục ngàn cuốn trên đó đó, thì quý vị cứ gọi lên đó, chúng tôi sẽ chuyển đến, chuyển đến tận nhà cho quý vị luôn. Chúng tôi muốn có những buổi lễ này, đem những thông tin này gửi cho quý vị. Để làm gì? Để chúng tôi có cơ hội để chúng tôi pháp thí, và cho quý vị có cơ hội để quý vị nhận pháp thí này, để quý vị nghe, quý vị hiểu, quý vị tu, và quý vị tiếp tục truyền bá cho mọi người nghe. Đây là điều trong cuộc đời còn lại chúng tôi muốn làm điều này. Đây là niềm vui của chúng tôi. Quý vị quan hệ không ạ? Cho bản thân chúng tôi cái nhu cầu không cao. Tỉnh Thất Quan Âm bây giờ là làm bằng tôn, chứa 1.500 người là chúng tôi thấy đủ rồi. Chúng tôi không có nhu cầu gì nữa cả. Thực sự mà nói chúng ta không có nhu cầu nữa. Mà nhu cầu lớn nhất của chúng tôi bây giờ muốn ngồi một cái pháp hội tổ chức cho người ta tu và làm những cái chiếc băng đĩa này để gửi đến tận nhà quý vị, để cho quý vị xem. Những người không đi tham dự lễ được và không ở trong này, và những người ở trong này mà do mưa
người ta không ngồi lắng lòng nghe được, người ta đang đi lòng vòng bên ngoài á. Để làm gì? Để người ta nghe đĩa lại. Có nhiều người nói con nghe đĩa thầy cho đến 1-2 giờ sáng luôn. Không biết vì sao khi thầy nói con càng nghe con càng hiểu rõ thêm, con càng nghe trong người con có càng có năng lực, và con tin tấn tu tập, và con tin vào cái công đức ăn chay phóng sanh, tụng kinh niệm Phật. Không biết cái cách thầy nói chuyện như thế nào, chắc là bằng tất cả tấm lòng của thầy tha thiết, cho nên thành ra cảm được cái tấm lòng con. Hồi nãy có hai cô Phật tử vô, cô ngồi cô khóc. Thầy kêu không biết thầy làm gì cổ mà cô khóc nữa đây ta. Cô khóc quá trời một chập, cô kêu con cảm ơn thầy. Nhờ thầy con nghe pháp thầy mà con ăn chay trường được. Nhờ thầy con nghe pháp thầy mà con tin vào công đức niệm Phật. Nhờ thầy mà con nghe pháp mà con không sợ chết. Vì chết là con được về cực lạc. Trời ơi, nhờ thầy mà con không sợ chết. Cái này hay nghe. Đây là mình cho người ta cái không sợ hãi. Mà khi mình cho người ta cái công đức vô ý không sợ hãi thì sao? Thì mình được thọ mạng kéo dài, ít bệnh hoạn. Vì diệu lắm nha. Vì diệu lắm ạ. Vì vậy chúng tôi muốn nói cho quý vị biết là những cái công đức phóng sanh của chúng tôi tổ chức những nơi như chuẩn bị ngày 14 tháng 7 là ở tại chùa gì? Ở chùa Tự Ân ở Cây Lậy Tiền Giang. Lên trang web vôlượngthọ.vn, vào trong chương trình phóng sanh quý vị sẽ thấy điện thoại địa chỉ tại chùa Tự Ân ở Cây Lậy Tiền Giang. Gia đình của chú Chiến đó sẽ tổ chức phóng sanh tại đó. Thì quý vị đến đó mình bỏ chỉ 5.000 tiền Việt Nam thì mình liền được 100 triệu phóng sanh. Bởi vì mình cộng vào cái nghiệp tốt, mà nghiệp tốt này chúng tôi gọi là tịnh nghiệp, mà cái tịnh nghiệp này nó tương ứng với cảnh giới cực lạc. Mà quý vị ở Việt Nam quý vị có cơ hội này, chứ những người bên Mỹ không có cơ hội này. Những người bên Mỹ mà đi mua cá hầu như người ta bán đồ hộp hết, người ta không cấm bán đồ tươi sống bên ngoài, mà mua được con cá, con chim mà đến để mà thả rất là khó. Cho nên quý vị ở Việt Nam có được cái may mắn này. Mà cái may mắn này làm sao quý vị biết thông tin của chúng tôi đi? Chúng tôi nhắc lại là cái trang web vôlượngthọ.vn. Quý vị lên trên đó là tất cả đĩa đầy đủ hết của chúng tôi. Nếu quý vị chỉ lên trên cái YouTube á, quý vị search ra Thích Giác Nhàn, nó không có đủ đĩa. Mà quý vị lên trang web vôlượngthọ.vn, đây là cái trang web mà chúng tôi đầu tư rất lớn. Mua những cái server đến mấy trăm triệu và đặt ở Sài Gòn, hàng tháng phải trả tiền cho người ta biết bao nhiêu tiền không? Mục đích là chúng ta muốn quảng bá pháp môn tịnh độ và những ngày lễ vía như vậy cho khắp toàn cầu. Bao nhiêu tiền bây giờ chúng ta tập trung vào cái chương trình này, gọi là pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, ái diệt hết khổ đau. Đúng lời Phật, chúng tôi làm theo cái chương trình mà cái niềm vui lớn nhất của chúng tôi. Quý vị thấy không? Bữa nay phim giống như là phim trường Maribanai ha. Cần cẩu nó đưa ào ào lên, quý vị thấy không? Mà so với Hòa Thượng Tịnh Không vừa rồi chúng tôi qua Hồng Kông sau khi lễ vía Quan Âm 19 tháng 2 á, chúng tôi đi qua Hồng Kông, chúng tôi vào một cái pháp hội Hòa Thượng Tịnh Không 10.000 người. Quý vị lên trang web coi cái đĩa mà chúng tôi qua Hồng Kông đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không á. Đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không á, chúng tôi đứng trong hội trường đó là 10.000 người. Mà 10.000 người như vậy Hòa Thượng Tịnh Không tổ chức một cái là quý vị biết không? Ăn á, không có một ai phát, mà tự động người ta đi xếp hàng, người ta lấy thức ăn quay lại, tăng ni cũng như Phật tử ngồi tại ghế ăn. Và cái pháp hội nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, hoàn toàn ngồi trên ghế hết. 10.000 người làm tại sân bay Hồng Kông mà họ thuê một cái hội trường họ làm, nó trang nghiêm, nó đẹp quá trời đẹp trang nghiêm. Cho nên cái mặt bằng ở tại đây chúng tôi thấy để mà ngồi trang nghiêm giống một cái hội trường đó không đủ mặt bằng. Mà Hòa Thượng đang định làm một cái hội trường chỉ có là 5.000 người đang chuẩn bị xây đó. Hòa Thượng đang chuẩn bị xây đó. Đó. Mà bên đó là có một cái hội trường 10.000 người mà ghế người ta ngồi đâu đó đó hết nha quý vị nha. Chư Tăng ngồi ở đằng trước mà quý thầy cúng tam thời hệ niệm. Chúng tôi thích cái nghi thức của Hòa Thượng Tịnh Không cúng tam thời hệ niệm. Mà khai thị cho những vị hương linh đó của Ngài Trung Phong tam thời hệ niệm rất hay. Một bên đó là thờ Đức Quan Âm, tượng trưng cho cầu an cho những người còn sống rất đẹp. Chính giữa là có ba cái tích bức Di Đà màu trắng mà Hòa Thượng Tịnh Không chọn. Và có một tượng Phật Di Đà bằng gỗ ngồi dưới. Bên này có Đức Địa Tạng là đội cho Phần Âm. Trời ơi, chúng tôi vô cái hội trường phải nói là nó trang nghiêm. Mà tham dự 4 ngày nha, lạ nha. Cái ngày đầu tiên mới đi qua Hồng Kông, trong người nó mệt mỏi, ngủ ly bì. Nhưng mà bước vào pháp hội 3 ngày, nó an lạc, nó thanh tịnh, trong người nó thoải mái. Và gì quý vị biết không? Đến 1-2 giờ mà thấy nó không buồn ngủ, nó không có mệt.
mà sao mới qua một cái nó làm cho người mình quá trời mệt luôn rồi. Là bởi vì cái năng lượng trong con, trong cái pháp hội đó, những con người có tâm thanh tịnh đó, cái năng lượng từ trường đó nó cảm được cho họ. Cũng như hôm nay quý vị đến đây mà quý vị tìm được một cái số lượng người này ngồi mà hoàn toàn tâm họ đang chờ đợi để sáng ngày mai lại 500 danh hiệu, thì cái tâm này nè, cái từ trường này nè, quý vị cảm nhận được rất là an bình. Trừ trường hợp thân thể mình quá đuối, quá mệt, đi ở xa đến, mình chưa cảm được. Chứ nếu mình ngồi mình lắng lòng cho thanh tịnh đó nha, mình cảm được cái từ trường này. Lạ lắm nha. Cái pháp hội này nó vi diệu mà chúng tôi thấy nó kỳ đặc khi tham dự. Ở trong này ai chưa coi cái đĩa chúng tôi đi gặp Hòa Thượng Tịnh Không, giơ tay cho biết ạ. Không có mấy người chưa coi hả? Một là gọi lên 0909747474 xin cái đĩa chúng tôi gặp Hòa Thượng Tịnh Không. Còn hai là lên trang web vôlượngthọ.vn, thấy cái đĩa là chuyến đi Hồng Kông đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không, quý vị sẽ thấy cái hội trường này. Mà cái đĩa này chúng tôi làm kỳ công đó quý vị nha. Kỳ công á. Vì vậy chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là cái mục đích hôm nay chúng tôi dùng mạng lưới internet và đầu tư nhiều quá nha. Đầu tư chất xám vô đây nhiều quá, bỏ tiền vô đây nhiều quá nha quý vị nha. Thưa quý vị, hồi nãy giờ chúng tôi nói xung quanh về cái danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát. Giờ đây chúng tôi đọc cái cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Ở trong này ai chưa có cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, giơ tay cho biết nè. Rất nhiều người chưa có. Mong quý vị gọi lên điện thoại 0909747474 hoặc giả lên trang web vôlượngthọ.vn sẽ gì? Sẽ gửi một cái email hoặc gọi điện lên xin cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục và một số đĩa của thầy nhà. Và gọi trong số điện thoại mà tất cả những cái đĩa, 60.000 đĩa, chúng tôi nhét cái địa chỉ trong đó, quý vị gọi lên xin cuốn Ấn Quang, đọc trang bao nhiêu? 175. Thấy Ấn Quang Đại Sư nói về Đức Quan Âm Bồ Tát. Chúng tôi đọc đến Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Đây là một cuốn sách gói đầu giường của chúng tôi. Nó rất đầy đủ trong này. Ai chưa có thì nên gọi điện lên Tịnh Thất Quan Âm xin. Và mình coi thấy mình cảm động, mình thấy hay rồi, mình muốn cho người khác, bây giờ mình không biết in chỗ nào, thôi bây giờ tôi muốn in kinh, tôi gửi vào tiếp tục cho thầy Giác Nhạc in kinh. Cái đây là chúng tôi muốn cho quý vị tạo công đức in kinh, chứ không phải chúng tôi kêu gọi ép buộc gì cả. Mà quý vị tạo công đức in kinh này để làm gì? Để được trí tuệ sáng suốt. Mà khi có trí tuệ sáng suốt rồi đó, mình làm bất cứ việc gì nó không có bị sai hoặc thất bại. Mà không có thất bại thì không có đau khổ. Nhớ nghe. Chứ công việc quý vị đôi khi còn thất bại là do cái tâm của mình nó không được có trí tuệ sáng suốt ha. Giờ chúng tôi đọc một đoạn Ấn Quang cho quý vị nghe. Ấn Quang Đại Sư nói đến Bồ Tát Quan Âm. Hơn nữa nay đang lúc cõi đời hoạn nạn, ngoài việc niệm Phật ra nên niệm thánh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Nhớ nghe, lắng lòng cho nghe kỹ từng câu từng lời của Ấn Quang Đại Sư nghe. Đặc biệt là một vị tổ thứ 13 đó, mà ngài có một đệ tử duy nhất, đó là ngài Lý Bỉnh Nam. Mà Hòa Thượng Tịnh Không á, theo ngài Lý Bỉnh Nam học ở Đại Trung là 10 năm. Dễ sợ không? Và khi học 5 năm rồi thì ngài Lý Bỉnh Nam mới nói: hôm nay tôi chỉ cho ông một vị thầy khác, tôi giới thiệu cho ông một vị thầy khác. Thì Hòa Thượng Tịnh Không tưởng là một vị thầy nào đó còn sống. Cuối cùng ngài Lý Bỉnh Nam đem cái cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục đưa cho Hòa Thượng Tịnh Không, nói đây là một vị thầy khác, tôi giới thiệu cho ông. Tuy rằng Ấn Quang Đại Sư là thầy tôi đã vãng sanh rồi, chính mắt thấy rõ ràng Ấn Quang Đại Sư là thầy tôi, biết trước ngày giờ ra đi 3 tháng thiêu rồi để nguyên lại 32 cái răng còn nguyên vẹn. Mà chúng tôi qua bên Trung Quốc á, có đến cái chùa mà còn cái hương thất, tức là còn một cái tịnh thất của Ấn Quang, trong đó còn 32 cái răng nguyên vẹn. Ý ngài muốn nói những lời ngài nói nó rắn chắc như là răng của ngài, dầu cho vô lửa mấy ngàn độ cũng không tiêu. Cho nên lời của ngài muốn minh chứng bằng những cái răng của ngài để lại, đó là cái sở chứng, cái nguyện của ngài. Thì ngài Lý Bỉnh Nam là đệ tử duy nhất của Ấn Quang Đại Sư á, là mới cầm Ấn Quang Đại Sư trao cho
Hòa Thượng Tịnh Không. Thì trong thâm tâm chúng tôi nghĩ á, y như là Ngài Lý Bỉnh Nam muốn lấy cái sự truyền thừa từ Ngài Ấn Quang trao lại cho Hòa Thượng Tịnh Không. Thì chúng tôi nghĩ nếu Hòa Thượng Tịnh Không chỉ còn một điều là Ngài biết ngày giờ tự tại vãng sanh, thì Ngài là tổ thứ 14. Mà cái biết ngày giờ tự tại vãng sanh với Hòa Thượng Tịnh Không, xem đối với chúng tôi xem rằng Ngài thừa khả năng điều này. Lắng nghe từng lời từng chữ chúng tôi nói nha. Cho nên trời sáng chúng tôi gặp Hòa Thượng Quảng Hiển, Hòa Thượng Viện Chủ Thượng Quảng Hạ Hiển. Hòa Thượng nói: Hòa Thượng Tịnh Không, hôm nay tôi gặp trực tiếp Hòa Thượng Tịnh Không, tôi mới thấy Hòa Thượng Tịnh Không là người đặc biệt, Ngài có được thần thông. Có một cái ông đó, ông cứ quét rác hoài, mà ông chỉ lên nghe Hòa Thượng giảng trực tiếp rồi xuống Hòa Thượng lên phòng, không có khi nào ông gặp được trực tiếp. Ông đang quét rác, ông nói: sao mình vô đây 4 năm, bao nhiêu năm rồi, 3-4 năm mình, sao mình không được gặp Hòa Thượng trực tiếp. Ông vừa nghĩ như vậy thì Hòa Thượng đứng sau lưng ông. Thì có những biểu tượng mà hồi sáng Hòa Thượng Thượng Quảng Hạ Hiển nói với chúng tôi, Hòa Thượng Tịnh Không là một con người mà không phải là bình thường, một con người khác thường, có thần thông, có một cái gì đặc biệt. Nhưng riêng bản thân chúng tôi 7 năm nay chúng tôi đã theo sát Hòa Thượng Tịnh Không, chúng tôi thấy Ngài còn nhiều cái điều đặc biệt. Cho nên chúng tôi chọn Ấn Quang Đại Sư là vị tổ thứ 13 qua Hòa Thượng Tịnh Không. Hai vị lão sư này chúng tôi bám sát hai vị lão sư này, chúng tôi không dám rời nha. Tức là Ấn Quang Đại Sư là chúng tôi đọc hàng ngày như sách gói đầu giường. Một số sách gì của Ngài Ấn Quang là chúng tôi đọc. Hôm nay chúng tôi làm một cái phòng ghi âm, chúng tôi thâu vô tất cả những lời của Ngài Ấn Quang Đại Sư Văn Ngôn Lục thâu xong rồi nè, đưa lên trên web vôlượngthọ.vn. Cái chú Tuệ Định, cái chú Định là Nhuận Chánh đó, ông đọc cái tiếng rất hay, rất ấm. Quý vị lên lấy MP3 về quý vị nghe, thì quý vị sẽ cảm được cái lời của Ngài Ấn Quang. Chúng tôi chọn cái vị lão sư này chúng tôi đi. Và cái vị lão sư thứ hai đó là Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Năm 2014 là năm này, tháng 4 chúng tôi đã qua gặp được Ngài. Chúng tôi có làm cái đĩa này, chắc là trong này có nhiều người xem qua. Và Hòa Thượng Thượng Quảng Hạ Hiển qua thỉnh Hòa Thượng Tịnh Không về đây, đi chung với phái đoàn nhà nước và giáo hội đến thỉnh Ngài, gặp trực tiếp Hòa Thượng. Và Hòa Thượng hứa là sang năm về, cho năm nay Hòa Thượng kính lịch không về được. Nếu mà sang năm về đây thì chúng tôi cũng là một người trong ban tổ chức làm âm thanh quay phim mà sẽ rước Hòa Thượng. Ai muốn thăm Hòa Thượng, đảnh lễ Hòa Thượng giơ tay lên coi. Chúng tôi tin chắc những người trong này mà gặp trực tiếp Hòa Thượng chắc là ít lắm, không ạ? Hầu như không, ít lắm. Mà gặp ở đâu? Trong băng đĩa. Đây là hóa thân của Hòa Thượng qua băng đĩa. Đây là cách truyền pháp trong thời hiện đại. Chúng tôi xem như một vị mà chúng tôi quá trời là thích rồi. Vừa rồi chúng tôi lên gặp Ngài, lên trực tiếp và lên trên cái phòng của Ngài, thấy một cái máy quay phim nó lớn mà nó đẹp, mà chúng tôi nghĩ chắc cũng phải là cái máy quay phim 100.000 đô, là 2 tỷ tiền Việt Nam. Và quay như vậy là một khi Ngài mà quay vô Ngài giảng trực tiếp, Ngài mua luôn một cái kênh đài, nó phát sóng ra khắp thế giới. Một lần Ngài giảng là khoảng 50.000 người nghe, ngồi trong một cái phòng thôi. Điều này chúng tôi đang muốn làm, ngồi trong một căn phòng mà giảng trực tiếp lên trên mạng và đưa cái đĩa này khắp nơi trên thế giới. Cái điều này chúng tôi muốn đầu tư. Mà quý vị đầu tư cái chuyện này quý vị mới làm được nha. Có thời gian tu tập, có thời gian nghiên cứu, có thời gian đầu tư. Và chúng ta đầu tư tiền bạc vào trong này và đầu tư công sức chúng ta vào, nó mới có sự thành tựu nha. Chứ không phải muốn mà được đâu à. Phải có thời gian đầu tư và tâm huyết dữ lắm nha quý vị nha. Thì như vậy chúng tôi hôm nay vài chục ngàn người này, chúng tôi muốn cho ai cũng phải biết đến Ấn Quang Đại Sư. Mà có rất nhiều người chưa biết. Mà trong 31 năm tu hành của chúng tôi, 7 năm nay chúng tôi gặp được Ấn Quang Đại Sư, mà 3 năm nay là mới là rộ để theo sát bên chân Ngài. Thì chúng tôi thấy trong cái đoạn đường 20 mấy năm tu của chúng tôi, chúng tôi thấy là có một cái hơi uổng là không gặp được Ấn Quang Đại Sư và Hòa Thượng Tịnh Không sớm. Nhưng hôm nay cũng không buồn. Vì sao không buồn? Áp dụng đúng lời Ngài dạy. Cho nên chúng tôi mong trong ngày hôm nay, và mong những người có mặt ở đây, và mong những người được xem qua cái băng đĩa Viếng Quan Âm 19 tháng 6 này, đêm 18, Đại Đức Thích Giác Nhàn có giới thiệu đến cuốn Ấn Quang Đại Sư Văn Ngôn Lục và những lời của Ngài Ấn Quang như lá thư tịnh độ của Ngài Ấn Quang. Mà lá thư tịnh độ của Ngài Ấn Quang là chúng tôi ấn tượng nhất. Vì sao?
vì ba chúng tôi bị bệnh suy tỷ, ung thư máu. Mà sao quý vị biết không? Bác sĩ nói 3 tháng nữa chết. Vậy mà cuối cùng ông niệm Phật phóng sanh. Đêm hôm đó ông ngủ một giấc đến sáng. Và chính cái buổi sáng hôm đó là chúng tôi thỉnh quý thầy lên cạo đầu xuống tóc, gieo duyên xuất gia cho ông cụ và cúng dường chay tăng hồi hướng cho ông cụ. Thì sáng hôm đó ông thấy Đức Quan Âm Bồ Tát đi vào trong cửa sổ. Nói mà còn nổi ra ốc. Đức Quan Âm Bồ Tát hiện hình thành người phụ nữ mặc áo trắng rất đẹp, đi vào cửa sổ, đi xuyên qua. Và sáng lúc 6 giờ rưỡi sáng trời đã hừng sáng, mở mắt ra vội 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 vội: "Ô Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát tới cứu con, Quan Âm Bồ Tát tới cứu con." Thì ông nói như vậy xong cái Quan Âm Bồ Tát đi ra khỏi cửa đi. Ông lên nói: "Thầy Nhàn, hồi sáng nay tôi thấy Quan Âm Bồ Tát thầy. Tôi thấy Quan Âm Bồ Tát thầy nha." Hỏi là ông thấy là trong giấc mơ hay là thấy mở mắt thức rồi? "Tôi thức rồi chứ mơ cái gì, tôi mở mắt rồi mà. Lúc đó 6 giờ rưỡi tôi đâu có ngủ nữa đâu." Kêu lúc đó ông có bị hoa mắt không? "Đâu có hoa mắt, tôi thấy rõ ràng, tôi còn nói là Quan Âm đến cứu con." Kêu vậy là Quan Âm cứu ông rồi. Cứu làm sao? Lên trên cái tủ của chúng tôi, mà cái tủ lúc đó là nhiều kinh sách lắm, chứ chưa có tu nhất môn thâm nhập giống như Hòa Thượng Tịnh Không chỉ. Lúc đó năm 92 là có cái tủ sách chúng tôi nhiều lắm. Coi như là từ 12 tuổi đi tu là thích mua sách đọc à, kinh sách của Phật giáo á. Chứ còn báo chí bên ngoài với hai đài đồ cũng như tất cả những cái sách thế gian không có duyên đọc, đọc không có thích. Nó lạ vậy đó. Cho nên thành ra chúng tôi có thời gian dùi mài kinh sử, cho nên nó có vốn. Khi lên giảng lên trên này chúng tôi nói nó thao thao bất tuyệt là cái vốn chúng tôi huân tập dữ lắm nha quý vị nghe. Mà không có xen tạp những cái sách gì bên ngoài đời đâu. À, không có thời gian. Một tủ sách ông lên tự nhiên ông rút ra đúng cái cuốn Lá Thơ Tịnh Độ quý vị. Một tủ sách nó nằm tràn lan đại hải mà sao không biết ông rút ra cuốn Lá Thơ Tịnh Độ. Là cuốn Lá Thơ Tịnh Độ của ngài Ấn Quang. Mà mỗi lần mà ai mà gửi một cái lá thư lên trên núi á, thì Ấn Quang đại sư mới đáp lại cái lời của ngài. Ngài viết thành một cái bức thư phúc đáp lại. Mà nhiều bức thư để nhiều bức thư như vậy, cho nên gom lại thành một cuốn Lá Thơ Tịnh Độ của ngài Ấn Quang. À, ai còn cuốn Lá Thơ Tịnh Độ rồi giơ tay cho biết coi. Ít lắm, trong này biết đến Ấn Quang đại sư quá ít. Đây là cái chuyện thiệt thòi quý vị rất lớn nha. Cái lời của Ấn Quang đại sư nói rất bình dị, rất dễ hiểu. À, cái cuốn Ấn Quang đại sư là chúng tôi thấy ai coi cũng hiểu mà. Mà quý vị biết đến Ấn Quang đại sư quá ít, cho nên hôm nay chúng tôi thay mặt đại diện cho hàng Tăng Bảo giới thiệu đến một vị tu sĩ mà đội gọi là đại sư. Đại sư là hàng Bồ Tát mới dám nói đại sư nha, mà ngài tịch rồi mới dám nói đại sư nha. Ấn Quang đại sư là hóa thân của ngài Đại Thế Chí. Vì trong cái liêu phòng của ngài, cái lúc mà tối á, đứa bé nó nhìn nó thấy ngài Ấn Quang đại sư á trở thành một vị Đại Thế Chí Bồ Tát. Ban đêm á, nó đi ngang qua nó thấy trong cái liêu phòng của ngài thắp đèn mà sao thấy ngài Đại Thế Chí ngồi trong này, y như vị Bồ Tát Đại Thế Chí chứ không thấy ngài Ấn Quang. Thì sáng hôm sau đứa bé nó tới, nó kêu: "Bạch sư ông, hồi tối con thấy ngài Đại Thế Chí ngồi trong phòng nè, ngài đi đâu?" Ấn Quang đại sư nói: nè, con không được nói với ai nha, con không được nói với ai nha. Cái chuyện này chừng mà ta chết rồi con muốn nói ai nói, chứ bây giờ con không được nói nghe chưa. Con nói là sư ông không có thương con, không có cho con đến đây á." Đứa bé này nó im luôn. Nó im như lúc mà Ấn Quang đại sư tịch rồi, bắt đầu nó mới đem cái chuyện này nói cho người khác. Là ngài là hóa thân của Đại Thế Chí, ngài là hóa thân của ngài Đại Thế Chí. Cho nên những lời của ngài nói trong đây là Đại Thế Chí nói. Đây là điều Hòa Thượng Tịnh Không nhắc ngang. Cho nên chúng tôi kết Hòa Thượng Tịnh Không dữ lắm. Những điều ngài nói chúng tôi tin rất rất là tin. Vừa rồi chúng tôi gặp trực tiếp ngài, chúng tôi thấy cái năng lực từ trường của Hòa Thượng Tịnh Không. Và chúng tôi cảm được cái đường đi của Hòa Thượng Tịnh Không bám sát theo cái lối đi của ngài Ấn Quang đại sư. Cho nên chúng tôi đi theo. Và hôm nay chúng tôi giới thiệu cho mấy chục ngàn người này, và giới thiệu cho vài trăm ngàn người khi xem cái đĩa của chúng tôi. Chúng tôi đang quay trong đây này. Chúng tôi về làm cái đoạn này là cái đoạn mà chúng tôi tâm đắc nhất, chúng tôi để lại để cho tất cả những người xem qua được cái đĩa này để làm gì? Để người ta tìm đến ngài Ấn Quang, tìm đến Hòa Thượng Tịnh Không. Nhớ nghe. Thì ông cụ ông rút ra cái cuốn này, ông thấy trong cái Lá Thơ Tịnh Độ mới nói nè, lắng nghe nè, chỗ này quan trọng nghe, lắng nghe nè. Người bệnh nan y,
là nói chúng ông chủ, ông cụ là đang bị ung thư máu suy tỷ đúng không ạ? Người bệnh đang y, nếu thành tâm niệm Phật, nguyện vãng sanh cực lạc, thọ mạng còn, hết bệnh. Thọ mạng hết, được Phật rước vãng sanh cực lạc. Nguyện vãng sanh nó có kết quả, và nó có một cái thù thắng, và nó có một cái lợi ích. Nếu thọ mạng còn, thì Phật gia trì thọ mạng kéo dài. Nếu thọ mạng hết, thì gì? Thì Phật rước về cực lạc. Ông nói thầy Nhàn, Quan Đại Sư nói vậy có đúng không thầy Nhàn? Kiểu đúng chứ, tổ nói mà sao không đúng. Từ lúc đó ông cụ niệm Phật ăn chay phóng sanh, nó kéo dài thọ mạng là từ 73 tuổi đến 82 tuổi là 9 năm. Đó là thân phụ ba chúng tôi nha. Có duyên với ngài Ấn Quang đó, khi có duyên với ngài Ấn Quang mà gặp nạn là Ấn Quang Đại Sư dạy là cứu đó. Thì chúng tôi thấy Đức Quan Âm Bồ Tát gia hộ ông cụ lên rút cái cuốn Ấn Quang Đại Sư để mà niệm Phật, đó là cái sự gia hộ để hết bệnh. Chúng tôi thấy cái điều này nó rất là ý nghĩa. Và ông cụ kéo dài thọ mạng đến 9 năm là 73 tuổi đến 82. Quý vị thấy không ạ? Đó. Thì như vậy Ấn Quang Đại Sư chúng tôi thấy rằng là một vị mà chúng tôi rất quý kính, là ngoài cái chuyện ngài khuyên niệm Phật thì phải nên niệm danh hiệu Đức Quan Âm và lạy Đức Quan Âm Bồ Tát, không phải là tu sen tạp nha. Có rất nhiều người nói lạy Quan Âm Bồ Tát theo như hướng của Hòa Thượng Tịnh Không là sen tạp, không phải đâu. Ấn Quang Đại Sư nói rất rõ là Quan Âm Bồ Tát là đang trong lúc cõi đời hoạn nạn, ngoài việc niệm Phật ra nên thành tâm niệm thánh hiệu Quan Âm Bồ Tát, trong âm thầm sẽ khó chuyển biến, chẳng thể nghĩ bàn. Âm thầm làm sao? Lắng nghe nha, chỗ này quan trọng ha. Âm thầm là không thấy, nhưng vẫn có sự biến chuyển gia hộ một cách lạ kỳ, là có những cái nguyện của mình lúc trước không được nhưng lúc này được. Cũng như cái ông mà chúng tôi kể, hai vợ chồng mà không có con thì niệm Quan Âm, Quan Âm Bồ Tát bưng đứa con trai đưa. Và mẹ chúng tôi niệm Quan Âm Bồ Tát thì trong cái nhà chúng tôi có một hương linh mà không biết sao vừa nằm xuống là họ bóp cổ họ đè. Bà cụ bà mượn niệm riết mà cái hương linh nó siêu thoát. Rồi bà cụ ăn chay nó nóng bụng, ăn không được cái thèm thịt. Bà ra từ Quan Âm bà cầu nguyện xong một cái là gì? Trong ruột mát mẻ, niệm Quan Âm trong ruột mát mẻ, bà ăn chay. Và bà nguyện đi tu. Năm 2000 á, Quan Âm Bồ Tát nói là để Quan Âm lo cho. Khiến sao biết chúng tôi về tại Ban Mê Thuộc, chúng tôi lại đưa ông anh kề chúng tôi ra ở chung với ông cụ, dắt bà cụ qua bên sư bà. Tự nhiên bà thích sư bà Hải Triệu Âm quá, xin vô xuất gia năm 2000. Hôm nay 14-15 năm rồi. Bây giờ bà ở khu chuyên tu với chúng tôi, có một cái thất bà cụ ở chung với chúng tôi. Bà kêu tôi nhớ Quan Âm, tôi tin tưởng Quan Âm lắm. Mỗi lần mà tôi ngủ mà 4 giờ chưa thức dậy là Quan Âm kêu á thầy. Hỏi kêu làm sao? Bà cụ ơi, trời, bà nói thương hết sức luôn à. Quan Âm kêu á thầy. Là tin có Quan Âm là sẽ có, người không tin thì không có, mà người tin sẽ có. Đức Quan Âm Bồ Tát âm thầm gia hộ cho người có đức tin. Mà hôm nay mưa gió ướt át như vậy, xa xôi, có những người ở Cà Mau, có những người ở ngoài Bắc, có người ở tiệm khắc ở bên Mỹ, họ lặn lội về đây để họ lạy 500 danh hiệu, để họ nghe Đại Đức Thích Giác Nhàn nói về công đức danh hiệu và công đức nguyện lực của Quan Âm Bồ Tát, thì họ tin họ mới đến. Chứ không tin họ đứng ngoài đường, mình kéo đầu họ vô họ cũng không vô, cho tiền họ cũng không vô à. Họ kêu có thấy đâu mà tin, Quan Âm Bồ Tát có thấy đâu, làm cái chuyện điên rồ. Trời ơi, không có đức tin là mình mất mát rất lớn. Mà không có đức tin là do mình không tin Tam Bảo, không tin có Phật, không tin có Pháp, và không tin lời của chư Tăng nói. Cho nên thành ra mình không có đức